chào tất cả mọi người đang xem nhá. Chào chị Khôi Nguyên, chào chị Hoàng Lý, chào chị Trương Phượng, chào chị Vũ Ngọc, chào chị Vũ Diễm Chi và to tí, chào chị Vũ Thúy Ngọc nhá, Thúy Ngọc Phạm nhá. Chào tất cả 12 chị đang xem. Hôm nay em sẽ like ở cửa hàng và hôm nay cũng có rất là nhiều hàng sale nhá. Chị nào buổi sáng mà chưa xem được hàng sale của Hiền thì bây giờ có thể xem buổi Hiền buổi chiều luôn nhá. Hôm nay buổi sáng, buổi chiều có hàng sale nhiều lắm. Em vừa mang hàng sale cho cửa hàng rồi nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Chào 13 chị đang xem. Theo thông lệ ở đầu live lúc nào Hiền cũng sẽ tặng cho mọi người một món quà nhá. Theo thông lệ ở đầu live lúc nào cũng Hiền cũng sẽ tặng cho mọi người một món quà. Thì tranh thủ lúc mà mọi người đang chờ vào đông đông một chút thì mọi người chia sẻ live cho em nhá. Vui xì rồng đi chị. Ok chị Mỹ Thiện ạ, đợi Hiền chu một chút nhá. Hôm nay em sẽ có món quà ở đầu live cho mọi người. Những chị nào mới vào thì chia sẻ live và bấm theo dõi trước cho em nhá. Đợi vào đông đông một chút sau đó thì em sẽ đợi vào đông đông một chút thì sau đó em sẽ cho mọi người xem giải thưởng của mọi người đây mọi người nhá. Em món quà đầu tiên cho mọi người nhá. Món quà này thì em sẽ tặng cho mọi người một cái mã hàng mới về của bên em và hình như là em chỉ có một chiếc này thôi. Nó là túi trong mọi người nhá, nó là túi trong rất là đẹp luôn. Con này nó khoảng độ vào tầm size 20, 22 gì đấy, rất là đẹp. Em có một con này thì em sẽ tặng cho mọi người nhờ mọi người phải nhớ nhắc em nhá. Không mấy lần trước kiểu như là đông khách quá ấy. Kiểu như mấy lần trước đông khách quá xong rồi like kiểu hăng quá xong rồi quên mất luôn cả phần quà tặng cho mọi người luôn. Nên mọi người nhớ nhắc em tặng quà mày nhá, không phải quên mất đấy nhá. Cái phần quà này thì em sẽ tặng cho chị nào mà chia sẻ like nhiều nhất cùng với cả là ấn theo dõi hai Facebook mà em đã tăng ở em biết ở caption đó là theo dõi Facebook Hiền Thu ở chế độ xem trước và chia sẻ like cho em. Con cái túi trong này của em mọi người vừa có thể đeo vai vừa đeo chéo, xinh cực kỳ luôn. Và đặc biệt là các chị có thể để ý cho em tất cả các cái hàng túi trong của bên Hiền nhá. Hôm nay các bạn không mang cái mẫu túi trong kia lên rồi. Tất cả các cái hàng túi trong của bên em thì là đều là hàng loại 1. Có nghĩa là tại sao? Có nghĩa là khi mọi người dùng một thời gian thì cái phần màu trắng của túi trong này nó vẫn trắng chứ không phải là nó kiểu vẫn đục sang màu vàng như ở các shop khác vẫn hay có nhá đấy. Chỉ khác nhau mỗi cái điểm này thôi, mọi người đẹp cực kỳ. Và cái thứ hai nó là hàng đẹp thì nó lên form rất là chuẩn luôn. Đây là hàng em tặng cho mọi người luôn nhá. Cho chị nào bấm theo dõi hai cái Facebook của em, đó là Facebook Hiền Thu và Facebook Nguyễn Thu Hiền, ở chế độ xem trước sau đó thì chia sẻ like nhiều cho em. Mọi người nhìn này ấy, cái túi bóp kim tuyến này mọi người, buổi tối mọi người đi cầm mọi người cũng sang cực kỳ luôn, đẹp cực kỳ. Đây là hàng đẹp của em, sờ sướng lắm luôn nhá. Đấy, mọi người có thể bỏ em túi này ra để dùng một chiếc túi này cũng được. Đấy, em thật sự em được cái điện thoại này đây nhá, xinh cực kỳ luôn nhá. Đấy mọi người nhìn này. Đấy, xinh rất là xinh luôn, được một cái này cũng được hả? Nhìn xinh không ạ? Được một mình cái này cũng được, bằng không thích thì mọi người có thể cho vào trong này luôn, đựng như này luôn này. Đấy. Có thể có hai kiểu đeo cho mọi người luôn nhá. Có cái này của em vừa có thể đeo vai vừa có thể đeo chéo. Đây là hàng loại 1 luôn, rất là đẹp luôn, rất trong. Cái hàng này thì em nhớ không nhầm em có mỗi một chiếc thôi, đâm ra em sẽ tặng cho mọi người nhá. Mọi người nhưng mọi người vào đông đông một tí cho em nhá. Chị Khôi Nguyên sao chia sẻ không được á? Có túi sách đen da đen hàng Quảng Châu không? Có chị ơi, có túi sách đen chị Phạm, chị Phương Anh ơi, nhiều lắm luôn. Chơi đọc ba đi chị. Sáng nay cũng quên bốc thăm à? Chị Mít ước ơi, Hiền không biết sáng nay là Phương nó like à? Em xem inbox xem mà có chị được không? Ấy nhá. Sáng nay Phương like không hiểu là mọi người như thế nào luôn. Hít mở hút ra thấy Hiền like coi như là gạt sang coi sang bên chị bị móc túi. Cảm ơn Thi Thái nhiều. Thi Thái buổi sáng nay thấy trượt mấy lần liền, Thi Thái cố gắng buổi chiều bốc được nhá Thi Thái nhá. À câu đố thích hơn nào, em thì không biết chơi câu đố. Em thì không chơi câu đố, có nhận được cái inbox của chị gửi không? Chị Vũ thì thường thôi, chị inbox cho Hiền Nu nhá. Thì em sẽ bảo các bạn nhân viên check cho chị nhá. Bật nhỏ chị cái. Chị Vũ thì thường check inbox của em nhá. Thì em bảo các bạn sẽ check bình thường thì sẽ là các bạn nhân viên của em kiểm tra inbox của mọi người, trả lời inbox của mọi người, chứ em không kiểm tra trừ những cái trường hợp nào kiểu như là nó có vấn đề thì em mới kiểm tra mọi người nhá. Bấm vào đâu để chia sẻ vậy. Ok mọi người nhá. Thôi đọc pass á, thôi hôm nay không có thăm à Hiền.
Ơ chị Hồng Gấm ơi, sáng nay Phương like em cũng không để ý, hay là sáng nay nó like máu quá giống như em rồi lại không bốc thăm của mọi người rồi. Thì để nếu mà sáng nay mà chưa bốc thăm ý, thì phần quà đấy của mọi người thì em sẽ bảo các bạn là ngày mai em sẽ bảo Phương là kiểm tra cái phần chia sẻ hôm qua của mọi người. Sau đó sáng nay như có một chị có trúng thưởng rồi hay sao ấy. Đúng rồi đấy, chơi cho đỡ hại não. Ấy là không chơi gì cả, đỡ hại não. Hôm nay của em là nhiều hàng sale mấy cả nhiều hàng đẹp lắm, đâm ra là thôi không chơi nữa. Chơi nhanh nhanh rồi tặng quà nhanh nhanh, sau đó thì chị em mình sẽ vào xem hàng luôn nhá. Sáng nay các chị nào mà chưa có thể là mua được hàng hàng sale của em thì chiều nay cũng có khá khá cho các chị. Nhưng mà nhớ nhá, đã mua hàng sale của em ý, thì chỉ cần đủ các chị chuẩn bị sẵn cho em cái số điện thoại. Sau đó thì em đọc một cái thì đọc mã cái là mọi người comment enter luôn cho em. Chứ không mà mọi người đến lúc đấy mọi người mới viết số điện thoại thì chắc chắn là mọi người sẽ bị chậm chân nhá. Hàng sale có ví cầm tay của em thì chưa về nhiều chị ơi. Có túi nào cũng có luôn. Hôm nay em sale hàng rất là nhiều chị Lưu, chị Châu Anh, Lưu Phạm mà. Thậm chí có những cái có đáng 100-120 này. Anh nhá, mọi người nhá, những chị nào mà chưa biết chia sẻ như thế nào thì mọi người để ý nhá. Đây là cái like của em này. Nó sẽ có cái nút chia sẻ ở bên này mọi người nhá. Mọi người cứ bấm vào chia sẻ là được đúng nhá. Bấm vào chia sẻ thì mọi người cố gắng chia sẻ cho em này. Ấy, chia sẻ ngay thì nó sẽ chia sẻ lên trang cá nhân. Ấy, chia sẻ với một trang đấy. Đấy thì nó sẽ trong một nhóm hoặc cho các chị luôn nhá. Chị nào phải các chị phải cố gắng chia sẻ nhiều trên trang cá nhân cùng với hội nhóm nhá. Đấy. Phần quà em tặng cho mọi người như thế, các chị nhớ không ạ? Mà nhớ nhắc em tặng quà nhá. Nhớ nhắc em tặng quà chị gái nhận được tên bao. Chị Hương Hương ơi, Hương Hương nhận được quà T31 rồi à? Gái ơi, chị nhận được quà T31 rồi, đẹp quá. Cảm ơn shop nhiệt tình. Em cảm ơn chị Hương Hương nhiều nhá. Chị Hương Hương nhớ phải ủng hộ shop nhiều nhá. Vâng, chào chồng. Ê mọi người nhá, chào 52 chị đang xem nhá. Những chị nào mới vào sau thì Hiền xin phép là giới thiệu lại với các chị về cái phần quà hôm nay em tặng cho mọi người được không ạ? Đấy nhá, phần quà em tặng cho mọi người hôm nay là một chiếc túi trong hàng của em, là vừa có thể đeo. Cái này rất là tiện ích luôn, vừa có thể đeo vai, vừa có thể đeo chéo luôn này, được chưa? Hôm nay là em bán cả người luôn nhá, em bán từ trên dưới, cái ở người em có cái gì là em bán hết luôn. Đây này mọi người này, vừa có thể đeo vai, vừa có thể đeo chéo, đặc biệt là hàng túi trong của em, nó là hàng loại 1 nhá. Nó là hàng loại 1, chính vì thế mà các chị dùng một thời gian dài thì cái này của em vẫn là màu trắng, không ngả vàng. Và cái thứ hai các chị nhìn xem này, đụng cái này nhiều cái xinh cực kỳ luôn. Đương nhiên là trừ khi nào mà mình được băng vệ sinh thì mình không dùng thôi, chứ còn thì đừng các cái xinh xinh ở bên trong nó nhìn nó nổi đáng yêu cực kỳ luôn. Đấy là sử như cái điện thoại của em ấy, kiểu già rồi nhưng mà vẫn thích kiểu trẻ con, nên ra là cứ cho cái điện thoại vào đây hình dạng buổi tối mình đi là nhìn xinh cực kỳ luôn các chị nhìn này. Đấy, rất là xinh luôn nhá. Còn không thì các chị có thể cho cái kim tuyến này vào nhìn cái nó sẽ tạo một cái dáng mới cho cái túi đẹp cực kỳ luôn. Đấy, cái này em có một chiếc nên em sẽ tặng cho chị nào làm đúng theo hai thao tác thôi. Đó là ấn theo dõi Facebook Hiền Thu và vào Facebook Nguyễn Thu Hiền mà em đang like ở chế độ xem trước, sau đó thì chia sẻ like nhiều cho em, cuối cùng là sẽ nhận quà. Bây giờ em xem bây giờ là mấy giờ nhá? Cứ đúng 5 phút thôi. Em thì không như Phương còn kiểu trẻ con thì còn câu đố thứ, em thì già rồi, em chỉ cần mọi người chia sẻ nhiều cho em, cả bấm hai theo dõi hai Facebook thế là xong. Bây giờ đang là 29, bây giờ chuyển sang số 35 mọi người nhá. Mà 14:35 thì em sẽ công bố kết quả nhá. Chị nào mới vào sau để ý cho Hiền nhá. 14 bây giờ mà 5 phút nhưng mà bây giờ là 29 rồi thì em chuyển sang số 35 cho nó tròn nhá. Chị nào mới vào sau thì nhớ làm theo hai bước cho em nhá, đó là bấm theo dõi Facebook Nguyễn Hiền Hiền Thu và Facebook Nguyễn Thu Hiền ở chế độ xem trước, sau đó thì chia sẻ like thật nhiều cho em, thế là được thôi. Không cần phải hại não gì cả, chỉ cần có 1-2 phút để mọi người thể thực hiện thao tác rất là nhanh luôn. Bây giờ nha, em sẽ vào hàng sale luôn cho các chị này. Chia sẻ like cho em nhiều gì ấy. À, sao không chào chồng yêu à Hiền? Em chào rồi chị Hồng Gấm ơi, làm gì có. Ok, Thanh Trúc Cao nhìn chị Thanh Trúc Cao chia sẻ rồi nhá, yên tâm đi. Đấy, được cái hai vợ chồng hay nói chung là làm chung với nhau, hay cãi nhau nhưng mà được cái làm lành cũng nhanh. Mà nói chung là hai vợ chồng làm với nhau cũng mệt lắm. Làm riêng thì cũng có cái không thích, nhưng mà làm chung thì cũng có cái không thích các chị ạ. Mệt lắm. Bây giờ em vào hàng sale luôn cho mọi người luôn nhá. Xin chào, em chào chị Trần Cúc nhá. Vợ chị nào buổi sáng nay mà chưa mua được hàng sale của Hiền Thu nhá, nhớ bây giờ chuẩn bị cho em sẵn cú pháp cùng mà enter đi. 6 bên chị đang xem, chia sẻ like cho em nhiều nhiều một tí để em tặng quà nào. Quà của em hôm nay hấp dẫn như thế cơ mà đúng không? Phải chia sẻ nhiều nhá. Chia sẻ nhiều thì em mới có hứng sale rẻ cho mọi người luôn nhá. Chia sẻ nhiều lên mình mới có hứng sale rẻ cho mọi người nhá. Tiếp theo này, bây giờ vào luôn một cái hàng sale của mọi người nhá. Cái này thì em để đây, được chưa ạ? Cái này thì em để đây để đến đúng số 35, còn 5 phút nữa thì em sẽ tặng cho chị nào bấm chia sẻ like nhất. Thì em sẽ hỏi các bạn, em Hà nhớ để ý cho chị xem là tầm đến mấy phút nữa sẽ kiểm tra xem chị nào chia sẻ like nhiều nhất nhá. Và nhớ phải làm theo hai bước, đó là bấm theo dõi Facebook Hiền Thu và Facebook Nguyễn Thu Hiền của em đã nhá. Đấy, em để đây rồi. Đúng rồi, chị Phương Nguyễn.
Đúng rồi, nói đúng rồi ạ. Em cảm ơn chị nhá. Đấy, em ở đây, các chị nào mà làm theo hai bước thì báo cho em luôn nhá. Thì 5 phút nữa em sẽ đang công bố kết quả. Còn bây giờ em đầu like sang hàng sale nhá. Nhớ là phải chia sẻ cho em nhá. Em gọi, nói chung là em tính theo kiểu người ta gọi em là tính hơi đồng bóng một tí. Cứ nhiều người xem là em vui lên là em hứng lại. Em có khi là em đang sale từ 200 em sale còn mỗi 50.000. Tính hơi đồng bóng một tí, nhưng mà các chị phải nhớ là chia sẻ like cho em nhiều nhiều, đông vui tí nhá. Mua hàng sale rẻ cực kỳ luôn. Em là chị Tiên Huỳnh nhá. Bây giờ bắt đầu vào hàng sale đầu tiên mọi người nhá. Em bắt đầu sale hàng sale đầu tiên rồi này. Em có một con này. Đấy, hôm trước còn cái túi này của em là kiểu là em tặng cho mọi người. Hôm nay là cái hàng này của em mới kiểm tra ra thì hôm nay của em có một cái chút lỗi. Các chị nhìn không ạ? Một chút lỗi rất là bé bé. Hôm trước các chị nào mà nhận quà mini game của em, chị Võ Kha với cả chị Quỳnh Đan đúng không? Là các chị biết đây là túi da thật của em đúng không? Em có một chiếc thôi nhá. Cái hàng này bị lỗi mà các bạn để ở kho. Hàng này bị lỗi mà các bạn để ở kho. Em chia sẻ rồi cho chị Hương Nguyên, hôm trước mua túi rồi đẹp lắm. Em cảm ơn chị Hương Nguyên rất là nhiều nhá. Em có sale hàng cao cấp chị ạ, em có sale hàng cao cấp nhưng mà đấy mọi người nhá. Sau khi sale hàng này thì em sẽ sale lẫn sale cả hàng cao cấp cho các chị luôn nhá. Chị nào muốn mua hàng cao cấp hay là muốn mua mã nào thì cứ báo em luôn nhá. Túi đeo bao tử, có túi đeo bao tử, bao tử thì để ở văn phòng rồi Kiều Anh ạ. Bao tử Hiền để hết ở văn phòng rồi, hôm nay Hiền like ở cửa hàng nhá. Đấy, hôm nay like cửa hàng chứ không like ở văn phòng. Cái túi này của em chỉ có một chiếc duy nhá. Có dây của nó mà. Bao tử không, bao tử ở bên trong. Em mọi người ạ, cái này của em chỉ bị một xước một ít đây. Đây là túi da thật của em, mọi khi là em bán 450 đúng không? 450 nhá. Hôm nay thì em sẽ sale cho mọi người đúng bằng nửa giá luôn, chưa được nửa giá. Đây này, chị Võ Kha nhận được quà chưa? Chị ngủ quên à? Em mới lên thôi chị Võ Kha, bắt đầu sale luôn này. Đấy. Hôm trước là chị Võ Kha mà chị Quỳnh Đan nhận được chiếc túi da thật này khi chơi mini game của em rồi. Hôm nay thì em không chơi mini game, em có một chiếc em tặng cho mọi người luôn này. Đấy nhá, con này của em đang là 450, em sẽ sale còn bao nhiêu là 190 đi nhá. 190, mã hàng của nó là 323 nhá. Có một chiếc viết thôi, nó là hàng da thật nhá. Ai lấy báo em size 20. Size 20 190.000 nữa chưa ạ? Nó là hàng da thật. Mã hàng là 323 190.000. Đây là em like theo ngẫu hứng nhá. Có gì ghi lại giá chị nhá. Ai lấy báo em mã hàng 323 luôn nhá. Ok, cho chị bóng xinh chị bông xinh một con 323 em hết hàng luôn này. 190. Tiếp theo em like sang một cái mã hàng nữa. Con này là bao nhiêu? Con này đợi em một tí nhá. Em tính vào sau, bắt cho chị cái. Đợi em một tí, hàng sale nhiều lắm nên em phải xem lại cái. Có rất là nhiều hàng sale hôm nay, chắc khoảng độ có tầm 50 con hàng sale cho các chị. Có chị nào muốn xem hàng cao cấp mã gì thì cứ báo em luôn nhá. Em chào chị Bồ Công Anh. Tiếp theo mã hàng tiếp theo của em này. Tiếp theo mã hàng C7 đen có một chiếc thôi. C7 đen có một chiếc này. Thì con gì bị quay vào mắt rồi. Con này cho mọi người sale rẻ cho mọi người luôn, có một chiếc thôi mọi người nhá. Đây con này của em nó khoảng cái này thì nó hơi khá là trẻ trung. Chị nào trẻ trẻ trung thì có phải phù hợp luôn. Có cả dây đeo chéo, có kéo khóa, bên trong có hàng đây. Cho mọi người xem kiểu dáng chứ, nó con này xinh cực kỳ luôn, chất da thì cực kỳ mềm. Mọi người yên tâm là hàng da của em thì rất là đẹp nhá. Hàng da của em đẹp lắm luôn, mọi người không phải lo là bị bong chóc nổ da gì đâu, cứ yên tâm, chất da thì rất là mềm luôn. Con này của em rất là trẻ trung, đeo chéo này, có ngăn kéo khóa cho mọi người luôn nhá. Đây cho mọi người xem này, bên trong có một ngăn như này nhá. Cái con này em sẽ sale nốt cho mọi người là 150.000. Con này mã của nó là C7 nhá. C7 150.000, ai lấy báo em C7 nhá, một chiếc thôi ạ. Hàng sale thì đa phần chỉ có một hoặc có nhiều nhất là hai chiếc thôi mọi người nhá. Ai lấy thì báo em mã hàng của nó là mã hàng C7 nhá. Mã hàng C7 rất là đẹp, rất là xinh luôn, một chiếc nhất, chất da mềm cực kỳ, mã hàng C7 nhá. Ai lấy báo em không thì em qua mẫu nhá. Tiếp theo ạ. Ok, bây giờ có túi nào ra thật giống con em hết rồi chị ạ. Chị Tâm Phan ạ, có HM trắng Hiền Thu hết rồi, HM trắng em hết mất rồi. Mấy hôm nữa em có về rất là nhiều HM trắng nhá. Con này chưa ai có đâu, đóng vào chị nhá. Mấy hôm nữa thì em về rất là nhiều Hermes các chị nhá. Mấy hôm nữa về nhiều lắm, đợi Hiền Thu mấy hôm nữa thôi. Có cả da rắn, đà điểu hay các thứ đều có hết luôn nhá. Con này của em đây ạ. Con này, cái này phù hợp với chị nào thuộc bệnh mộc hoặc bệnh hỏa, hoặc là bệnh giống như của em này. Em thì hay thường có các cái váy màu xanh này, bởi vì là nó hợp mệnh với em. Từ hồi ngày trước thì hay chọn váy màu hồng, nhưng mà từ hồi kinh doanh thì bắt đầu hay chọn những các cái váy hợp mệnh hơn. Bây giờ cái này em chỉ có một chiếc nhá, cho mọi người xem này. Chị nào mà ở Hà Nội qua 278 Nguyễn Trãi cho em nhá. Đấy. Chị nào ở Hà Nội qua 278 Nguyễn Trãi, con này mã hàng của nó là mã hàng 812 này.
Mà hàng 812 của em thì vừa có thể đeo vai vừa đeo chéo nhá. Này, màu xanh của nó là màu xanh kiểu màu xanh coban rất là đẹp, hợp mệnh hỏa mệnh hợp. Mã hàng 812 này em sale có 180.000. Mọi người vừa có thể đeo vai vừa có thể đeo chéo nhá. Vừa đeo vai vừa đeo chéo rất là đẹp luôn. Ở bên trong của nó đây cho mọi người xem ngăn bên trong. Nói chung là hàng này toàn hàng đẹp ở cửa hàng bán toàn. Bây giờ em đang bán quá cả một nửa giá cho mọi người luôn nhá. Bán quá cả một nửa giá, con này của em để ví thoải mái luôn nhá. Có eo vì chị ơi, có eo vì hết luôn á. Mọi người muốn xem hàng nào thì báo em. Con này có mã hàng là 180.000, ai lấy báo em nhá. Mã hàng của nó là 812 nhá, 812. Em xin lại túi thay mà. Em sẽ... ok, 2833 màu bò đúng không? Có chị ơi, có nhá. Ok, chị Lê Hồng Trang sẽ mã xem lại mã hàng 2833, nó là hàng túi thật nhá. Cất vào trong túi cho chị cái. 2833 là mã hàng túi thật nhá. Ok, để em một tí luôn này. 2833 màu bò. Bò nhưng mà thôi điện thể em lấy luôn tất cả đủ màu cho các chị xem nhá. Đây là mã hàng túi da thật của em, là mã hàng 2833, các chị có nhìn rõ không ạ? Đây là màu bò mà chị nào vừa hỏi Hiền nhá, nó là hàng túi da thật. Nếu mà ship code thì là 1.1.000, còn chuyển khoản trước là 990 nhá. Chuyển khoản trước là 990.000 và tất cả cả chuyển khoản trước hay ship code để em đều miễn phí gửi cho mọi người hết. Cái này là một bạn hàng xóm nhá, em bạn ấy còn lấy dùng thì các chị cũng hiểu đẹp như nào. Cái mã hàng 2833 bây giờ cho mọi người xem màu trước đã nhá. Này, có cái gì đó để đây cho chị phải không? Em dọn cho chị ngọn dậy ăn cái họ để chị cầm cái này cho em. Mọi người nhá, mã hàng 2833 em cầm cho các chị xem này, nó rất là xinh luôn. Mọi người có thể là có thể cầm tay này này, khoác tay này hoặc là có là đeo chéo nhá. Con này của em là hàng da thật 100% nhá, hàng da thật. Em có ở cửa hàng ấy, chị nào mà ở Hà Nội thì qua trực tiếp cho em. Em có đây là màu da bò nhá, đây là màu da bò. Còn đây là màu nâu gỗ này. Màu nâu gỗ của em là màu bán rất là chạy cực kỳ luôn. Tiếp theo nữa là màu đỏ đô, đây là toàn bộ 100% là hàng da thật. Cái kệ đầu tiên ở shop ở cửa hàng em nó là hàng da thật các chị nhá. Đây là màu đỏ đô có cả đeo chéo nữa nhá. Rất là đẹp. Tiếp theo nữa nó là màu đen. Mã hàng 2833, chị nào muốn test da bác test da thoải mái luôn. Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, hàng của em rất là đẹp, chất da rất là dày dặn, rất là mềm nhá. Và tiếp theo là mã hàng 2833 màu gel này. Chị nào có nhiều màu đen rồi lấy cho em sang màu gel. Bây giờ cho mọi người xem chất da nhá. Đấy cho mọi người xem chất da này. Đấy. Chất da rất là dày dặn nhưng mà rất là mềm nhá. Các chị nhìn này, mềm cực kỳ luôn. Và đặc biệt là những cái hàng da thật của Hiền ấy, càng dùng thì càng bền luôn. Ở đằng sau các chị nhìn khóa của nó cho em nhá. Các chị nhìn khóa này, đấy rất là thích luôn. Và tất cả các cái hàng da thật của em thì đều có miếng test da. Mọi người có thể bao lửa cho mọi người nhá. Test da qua lửa cho em ở bên đằng trong đây ạ. Bên đằng trong có một ngăn kéo khóa này, khóa tổng cho mọi người luôn nhá. Bên trong có rất là nhiều ngăn này, mọi người nhìn ạ. Ba ngăn lớn này, ngăn ở giữa có kéo khóa nhá. Bên này có hai ngăn xét này và toàn bộ là viền da thật 100%. Bên này là cũng là một ngăn kéo khóa có da thật luôn nhá. Mã hàng 2833 này là nếu mà ship code thì là 1.1.000, còn chuyển khoản trước là 100 nhá. Đấy, ok, chị Hương Hương tư vấn 2132 đúng không? Có chị Hồng Trang ơi, cái này bên trong rất là rộng, chị có thể để được cả sổ giáo án các thứ, có cả sổ sách các thứ luôn nhá. Con này rất là đẹp luôn. Em nói các chị là em phải tư vấn cho hàng xóm nhà em dùng thì các chị biết rồi đúng không ạ? Bạn hàng xóm nhà em lấy con 2833 màu nâu gỗ luôn đấy. Cái này là dám tư vấn cho hàng xóm thì có nghĩa là hàng đẹp như thế nào luôn nhá. Hàng 2833 em có 5 màu, con này của em là size 32, có cả đeo chéo luôn. Size 32 thì size của nó khá là rộng rãi thoải mái nhưng mà nó được thiết kế theo cái form như này ấy. Cái kiểu form này đâm ra nhìn cái dáng rất là thon, nó không hề bị to một chút nào, mặc dù nó là size 32, đẹp cực kỳ luôn. Cái hàng này nhận hàng chỉ có ưng ý thôi nhá, nhận hàng chỉ có ưng ý cho em thôi. Tiếp theo là ok, tiếp theo em tư vấn cho chị Hương Hương một cái mã hàng 2132 và cho chị Minh Hòa một cái LV nhá. Các chị hỏi gì em nói mọi người nhá, nhớ là mọi người em tư vấn xong thì sau đó em tư vấn xong cái này em tiếp tục sang hàng sale nhá. Các chị nhớ nhá, cái hàng này của em thì những chị vào sau nhá, nhớ là em vẫn tiếp tục tặng cái túi này nhá. Em vẫn tiếp tục tặng cái túi này nhưng mà chị nào nhớ là phải chia sẻ lượt chia sẻ. Bây giờ em kiểm tra xem lượt chia sẻ của em là bao nhiêu nhá. Hàng ơi kiểm tra xem lượt chia sẻ là bao nhiêu, nhớ mọi người nhá. Phải ấn theo dõi hai Facebook sau đó chia sẻ nhiều cho em cơ. Có nhá, có Gucci nhỏ đeo chéo à. Em muốn chị tư vấn cho em nó đắt quá.
Yên tâm đi Hồng Trang ơi, mà những cái mã hàng da thật này ở các shop khác toàn bán trên 2 triệu nhá. Những cái mã hàng da thật này các shop khác toàn bán trên 2 triệu. Cái này là chị muốn bán thử nghiệm cho mọi người thôi, bởi vì sau này sẽ dòng da một cái dòng da thì là tên hãng của chị, đem ra là cái hàng này bán rẻ thôi. Còn Hồng Trang muốn tư vấn thì ok nhá. Thì Hồng Trang phải thì chị gửi cho Hồng Trang một cái inbox nhá. Thì Hồng Trang cứ inbox cho chị một lát nữa, chị sẽ tư vấn riêng cho Hồng Trang luôn nhá. Đi rồi bán. Ấy mọi người nhá. Tiếp theo này em sẽ tư vấn cho mọi người sang chị Hương Hương sang mã hàng 2132 và chị Minh Hòa cái mã hàng LV nhá. Nhớ là chia sẻ cho em các cho chị đi. Đấy. Chị đang muốn tư vấn riêng, nói chung là những cái hàng da thật ý, thì đa phần là em sẽ toàn là lấy chị mã hàng 2132 nhá, có màu bò ấy. Đấy 2132 để mang cho chị ở đây nhá. Cứ cất đi xong rồi mang ra. Nhá, cái phần quà này của em nhá, chị nào vào sau nhá. Bây giờ là mấy giờ rồi? Các chị nhớ phải chia sẻ cho em, phải nhiều chia sẻ cơ. Bây giờ quá vượt quá thời gian rồi này, nhưng để em kiểm tra xem được bao nhiêu lượt chia sẻ rồi nhá. Hãy chia sẻ nhiều cho em nhá. Những chị nào vào sau bây giờ cho thêm mọi người thêm 2 phút nữa này. Đó là làm theo hai bước, đó là bấm theo dõi Facebook Nguyễn Thu Hiền và Facebook Hiền Thu. Ở chế độ xem trước sau đó thì chia sẻ like cho em nhá. Bây giờ em kiểm tra xem mọi người chia sẻ cho em được bao nhiêu lượt rồi nhá. Chia sẻ nhiều cho em một tí, ngày nào em chơi em like cho mọi người, em cũng tặng quà này. Sau đó thì rất là nhiều các cái sản phẩm sale thì mọi người phải chia sẻ cho em nhiều một tí nhá. Để em xem bao nhiêu lượt chia sẻ rồi nhá. Đấy, mới được có 218 lượt chia sẻ thôi, ít quá luôn ý. Bình thường là toàn phải là có những lần có 1000 lượt chia sẻ cơ à. Đấy, bây giờ được có hơn 200 thôi, 218 thôi. Bây giờ lên cho em 500 lượt chia sẻ mọi người nhá. Lên cho em 500 lượt chia sẻ, sau đó thì em sẽ tặng quà cho mọi người luôn nhá. Hãy lên trên 500 lượt chia sẻ. Bình thường của em là có 1000 lượt chia sẻ, bây giờ có được đến cho em một nửa thôi nhá. Cái hàng này của em hàng đẹp rất là, hàng tặng thôi rất là đẹp luôn. Hàng bán cả hàng tặng em đều bán hàng đẹp hết luôn mọi người nhá. Nhớ là chia sẻ cho em nhá. Bây giờ tiếp theo này, cái mã hàng 2132 thì mà chị Hương hỏi là cái con này hình như là cái con hàng là gần như là mã hàng da thật rẻ nhất của bên em luôn, bởi vì cái con này của bên em là có nghĩa là em đang mua trong cái đợt sale, đâm ra là vẫn còn cái giá sale cho các chị luôn. Hình như còn khoảng độ tầm 3-4 con nữa là hết giá sale, lần sau mọi người mua sẽ không bao giờ được mua về cái giá 800 này đâu. 850 đấy mọi người nhá, 850 đấy. Nếu mà 850 nếu mà ship code, còn nếu mà chuyển khoản trước thì giá là 800. Có yên tâm cái hàng này đẹp cực kỳ. Hôm trước là mang hai con, có một chị qua cửa hàng chị mua luôn một con rồi, đâm ra là bây giờ có mỗi một con này nhá. Cho mọi người xem này, đấy kiểu dáng của nó khoảng độ tầm size là bao nhiêu đây? Size 22 các chị nhá, size 22 vừa có thể cầm tay vừa đeo chéo luôn. Ở đằng sau có một ngăn kéo khóa, hàng da thật của em tất cả đều có miếng test da nhá, có cái bật lửa của chị đây nhỉ. Đấy mọi người nhá, có miếng test da, mọi người có thể về test thoải mái cho em luôn. Đây này. Đấy mọi người nhá. Nó không bị cháy đâu, nếu mà nó là giả da thì nó sẽ bị cháy luôn mọi người ạ. Nó không bị cháy, nó không hề thay đổi màu sắc một chút nào. Cái hàng này của em hiện tại là ship code là 850, còn nếu mà chuyển khoản trước là 800. Sẽ có hai nút bảo vệ cho mọi người, một căn này và cả một cái nút kéo khóa như này. Chất da mềm cực kỳ luôn nhá. Càng dùng sẽ càng mềm càng đẹp luôn, yên tâm luôn. Nếu mà cái hàng là các chị dùng mà không bền không đẹp như em giới thiệu ấy, em hoàn tiền cho các chị luôn. Đấy nhá. Ba ngăn này, ngăn ở giữa có kéo khóa này. Bên này một ngăn kéo khóa và có miếng test da thật. Các chị nhìn cái miếng test da thật của em luôn này. Đấy. Đấy. Chị Hồng Trang bảo em ưng túi 2833 nhưng đang băn khoăn màu bò và màu đen. Chị Hồng Trang hình như còn trẻ đúng không chị Hồng Trang ơi? Nếu mà chị Hồng Trang mà còn trẻ thì lấy cho Hiền Thu màu bò ấy chị Hồng Trang ạ. Đấy. Mã hàng 2833 đẹp lắm luôn đây này, có miếng ta test này. Có đây mã hàng em đang like là mã hàng 2132. Bên này có một ngăn kéo xét nhá, một ngăn kéo xét mà cũng viền da thật hết các chị nhá. 2132 thì nếu mà chuyển khoản trước thì là 800, còn nếu mà ship code là 850. Bây giờ em sẽ đeo chéo cho các chị xem nhá. Chị Hương tin tưởng Hiền Thu đúng không? Chị Hương có tin tưởng Hiền Thu không? Không tin tưởng Hiền Thu thì không phải mua chị Hương nhá. Em nói thẳng luôn là những chị nào mà đã mua túi da thật của bên em là phải tin tưởng em, còn nếu không thì em cũng không ship đâu. Em nói thẳng luôn là như thế. Bởi vì hàng này của em rất là đẹp, càng dùng càng đẹp, và cái thứ hai là cái chất da của nó ngoài mềm ra nó còn bền nữa cơ nhá. Càng dùng càng đẹp. Bây giờ em sẽ đeo chéo cho các chị xem nhá. Điều chỉnh dây thoải mái luôn, có rất là nhiều bảo vệ cho mọi người luôn. Bây giờ em sẽ đeo chéo cho mọi người xem này. Xinh cực kỳ luôn nhá. Mọi người có nhìn rõ không ạ? Xinh cực kỳ luôn. Đấy nhá. Nó phù hợp với đẳng cấp luôn. Chỉ nhìn cái túi em biết ngay là con người như thế nào, bởi vì cái chất da cũng với cả cái form túi nó chuẩn, nó lên hẳn dáng. Mã hàng 2132 này nếu mà là ship code thì là 800, còn chuyển 850 chuyển khoản trước là 800 nhá. Còn nếu mà hết khoảng độ tầm 4-5 cái con hàng trong lúc mà em đang mua đợt sale này thì nó sẽ về giá là 900 đấy nhá. Chị Hương khách hàng quen của bên Hiền rồi thì chị Hương sẽ hãy chốt cho Hiền con này luôn nhá. Úi giời không tin cô mà toàn mua túi của cô. À chốt ví cho mình với nha. Ok chị Ken Trần ơi. Ơ nhỉ. Ken Trần ơi.
À, chị Ken Trần ơi, hôm trước đây chị cuộc ví của chị Ken Trần đây đúng không? Hôm trước quên mất bảo cho chị Ken Trần mà xong rồi em quên mất đúng không? Chị Ken Trần đã xác nhận lại cho Hiền Thu xong rồi để nữa em cất em mang về văn phòng cho các bạn đóng hàng gửi cho chị Ken Trần nhá. Quên mất lần luôn đấy, em để ở cửa hàng cất đi rồi đấy. Chị Hương Hương mà lấy cái túi kia thì báo em nhá, chị Hương Hương mua quá nhiều hàng của bên em rồi đúng không? Rồi em xin lỗi chị Ken Trần nhá, để xin lỗi đấy, em quên mất đấy. Và các bạn cho đơn cất cho chị cái này của chị Ken Trần luôn nhá. Em cảm ơn chị Ken Trần nhá, cho chị Ken Trần cái ví đấy. Chị xem mã gì ấy nhỉ? A 51314. Mã hàng này của chị Ken Trần là mã hàng 51314 hàng nhá. 51314 cho chị xem cái túi đen treo một mình sau lưng em. Ok. Chị xem tiếp xem ưng cái nào không, có túi thì chốt cho. Ok chị Hương Hương nhá, chị cứ xem đi mã hàng ra thật thì chị nào ưng cái mẫu nào thì báo Hiền chị Hương Hương nhá. Chị Hương Hương có biết không? Em bảo ra thật là chị đi mà. Đúng rồi, em cảm ơn chị Hương Hương nhá. Nói chung mà đã là mua túi ra thật thì phải tin tưởng nhau thì mới mua, chứ còn đâu một cái túi tầm như thế mà kiểu mua online thì các chị cũng không ấy. Bây giờ cho chị Hương Nguyễn xem. Chị chuyển phát nhanh cho em nhé. Ok, thế vậy là Hồng Trang lấy một con túi ra thật mã hàng 2833 màu bò đúng không? Bởi vì nhìn Hồng Trang có vẻ trẻ lắm luôn ấy. Thì Hồng Trang lấy màu bò cho nó trẻ, Hồng Trang ạ, mà cả màu bò dùng cũng rất là dễ luôn. Cả mấy cái màu này đa phần các chị để ý cho em nhá. Hàng da thật ý, hàng da thật ý thì các cái màu của nó không kiểu như giống các cái hàng da PU đâu. Hàng không phải giống các cái hàng da là da, mà các cái hàng da thật ý, cái màu da của nó nhìn nó rất là trầm nhá. Nên các chị yên tâm là kể cả các chị có lấy màu đỏ thì mọi người vẫn rất là dễ kết hợp đồ luôn nhá. Ok, có glass có chị ơi, có glass của em có hàng sale. Ok cho chị Hồng Trang một cái 2833 bò nhá. Yên tâm chị Hồng Trang ơi, hàng ấy đẹp cực kỳ luôn. Cái hàng rất thật, họ may rất là cẩn thận, không bao giờ phải kiểm tra hàng. Nói đùa thôi, nhưng mà yên tâm nó sẽ kiểm tra hàng cho Hồng Trang, các mọi người cẩn thận nhá. Nhưng mà đa phần hàng ra thật không có một cái lỗi lầm gì cả luôn. Bây giờ em sẽ like sang cái mã hàng nào, cái túi nào đằng alo đằng sau em đây nhá. Lấy con này luôn. Xong rồi lấy cho chị glass mày ơi. Lấy chị cái clutch đâu rồi, cái clutch vẫn đây, còn mấy cái clutch sale. Ở đây lấy clutch đây chị sale luôn. Hàng clutch mà kiểu như là đi dự tiệc các thứ thì hiện tại là ở hàng của em đang hết, em đang đặt hàng về mấy hôm nó có hàng về luôn rồi. Ok không ở đâu. Chị ơi 35 tuổi vẫn còn trẻ chị Hồng Trang ạ, à, dùng màu bò cho nó trẻ trung, đừng lấy màu đen làm gì hơi bị già đấy. Màu đen dùng già lắm, lấy màu bò cho đẹp. Tiếp theo cái mã hàng này chị nào vừa hỏi em ấy nhỉ? Lát em dùng đi. Nào chị vô gà ơi. Chị Hương Hương ơi, chị ghi inbox cho Hiền Thu cái nick này nhá. Nhưng mà như là chị bảo em là bảo Hiền check riêng cho chị là em sẽ check. Bình thường các cái Facebook là cá nhân của em, tất cả các bạn đều check hết luôn. Đó. Bình thường là các bạn nhân viên của em sẽ check, nhưng mà nếu mà chị nào bảo là em ơi bảo Hiền check riêng cho chị là thử những cái mã hàng túi da thật ý, thì em muốn là em tư vấn riêng cho các chị, bởi vì hàng da thật thì em hiểu sản phẩm hơn. Em chào chị Xuân Xuân nhá, như LV thì xem. Ok, chị Minh Hòa làm like LV. Lấy cái mật xong rồi. Em like class sau đó em like LV sang chị Minh Hòa nhá. Ok mọi người like LV nhiều quá. Thế em like LV trước vậy. Clutch đâu hết rồi à? Không ai mang clutch lên đây à? Tôi có clutch một đống mà. Em cứ phải bỏ dàn ra ngoài này cũng được, bỏ dàn hết ra để được sao chị xem luôn cái mã hàng nào. Đây con này cho mọi người xem nhá. Cái con này của em thì về chất da thì mọi người không bao giờ phải lo. Mọi người nhìn này, chất da rất là mềm. Con này nó khoảng độ vào tầm size 20, trông rất là xinh xắn, vừa rất là tiện dụng luôn. Mọi người nhìn nhá, có khoảng 3 ngăn khóa cho mở cho mọi người này. Ok chị Hương Hương nhá. Hà ơi, inbox riêng cho chị Hương Hương nhá. Đúng rồi, cái kiểu như này đeo là chính. Đúng rồi chị ơi, cái con này của em xem nào. Con này của em nó có, mọi người có thể cắm cả tai nghe này, mọi người luồn tai nghe ở đây, mọi người nghe nhạc rất là dễ luôn. Chị Võ Kha ơi, chị cho điện thoại chốt con nào chị Võ Kha. Chị Võ Kha yêu quý đây mọi người. Cái kiểu dáng của nó rất là đơn giản, rất là sang trọng luôn mà rất là trẻ. Cái thứ hai mọi người nhìn rất là nhiều ngăn cho mọi người luôn nhá. Rất là nhiều ngăn kéo khóa cho mọi người luôn. Đấy mọi người nhìn này, rất là 3 ngăn khóa rất là rộng rãi thoải mái cho mọi người nhá. Hàng này rất là đẹp luôn. Đó, có 3 ngăn cho các chị luôn, các chị đựng đồ thoải mái luôn. Chất da thì rất là mềm nhá, rất là mềm, đặc biệt là con này của em các chị dùng bền thoải mái đi. Con này của em là mọi người đeo chéo nhá, bây giờ em sẽ lên dáng đeo chéo. Hôm nay mặc một chiếc váy màu xanh than như thế này thì không biết là nó có lên nổi cho các chị không. À quên mất là cái váy xanh than này em mặc này thì em cũng có bán mọi người nhá. Cái váy xanh than em đang mặc thì em cũng có bán. Cái váy này của em chị nào tầm từ 60 cân đổ xuống mặc thoải mái. Sẽ không bị béo bụng, bởi vì cái em sinh có bé xong thì cái phần này mọi người ở trên này, nên các chị gọi là các chị béo bụng các chị mặc không bị lộ bụng. Và cái thứ hai các chị nhìn này, cái cổ của nó là cổ 3 phân mà có một cái vườn đường kiểu viền viền nhẹ nhẹ này, rất là điệu đà luôn. Cổ 3 phân mặc một trong mùa thu
rất là thoải mái mọi người, cái tay của nó cũng rất là làm cái đường bèo rất là nhẹ nhàng chứ không kiểu là lè lẹt quá luôn. Cái hàng này thì cái váy này mọi người mặc rất là sáng, da của em cũng là dòng da tối nhá, của em là tối da, hôm nay em cũng không trang điểm gì đâu, dòng da tối nhưng mà em mặc cái áo này váy này rất là sáng, bởi vì nền đen nó sạch nhưng mà cái chấm bi trắng này nó làm cho cái da mình nó sáng ra. Những chị nào mà đang mẹ bỉm sữa cũng dùng rất là dễ chịu các chị này. Đây là đường cúc nhá, khi nào mình cho con tim mọi người có thể tháo cúc ra cho rất thoải mái luôn. Đấy, em mua em phải làm sao để vừa tiện dụng luôn. Cái này ở dưới là nó có xòe nhẹ, trông rất là nhẹ nhàng. Mùa thu mình có thể khoác thêm một cái áo len cardigan rất là đẹp. Còn mùa đông mình khoác thêm một cái áo khoác thế là quá ấm luôn, rất là xinh luôn nhá, béo bụng mặc thoải mái luôn. Nên là cái thứ hai nó cử động dễ lắm. Đấy, em hay thích những cái váy nào nó phải vừa điệu nhưng mà nó vừa về kể dụng dễ luôn. Thôi chết rồi mọi người ơi, cái máy này của em sắp bị out ra rồi. Mọi người nhớ bấm theo dõi Facebook của em nhá. Cái máy này của em hình như sắp bị out rồi vì đang hết dung lượng iPhone rồi mọi người này. Nhớ bấm theo dõi Facebook của em nhá. Chị lỗ này em cảm ơn chị Võ Kha nhá. Máy của chắc là em sắp bị block nick ra rồi vì cái máy của em sắp bị hết dung lượng iPhone rồi. Mọi người nhớ bấm theo dõi của em nhá. Nếu chẳng may mà có bị block nick ra thì mọi người vẫn theo dõi được Facebook của em luôn nhá. Mọi người nhớ chưa ạ? Nhớ giúp em nhá. Hình như là em sắp bị out nick rồi đấy. Mọi người nhớ bấm theo dõi Facebook Nguyễn Thu Hiền ở chế độ xem trước, để chẳng may mà em có bị block nick thì mọi người có thể theo dõi để săn hàng sale của em nhá. Bởi vì hàng sale của em đang hoạt động tầm 70.000, 80.000 đang rất là nhiều. Hôm nay vừa ban lên cửa hàng xong đây này. Ok chị Vũ Thị Thường nhá. Thế rồi, nhớ để sau cái thì có gì bị lốc luôn. Anh ơi, em đeo chéo cho mọi người luôn này. Rất là xinh, rất là đẹp nhá. Nhớ là bấm theo dõi Facebook Nguyễn Thu Hiền các chị nhá. Bấm theo dõi chế độ xem trước thì em sắp bị block nick ra rồi. Sắp bị out rồi luôn này. Anh nhá, con này của em rất là đẹp mọi người, vừa có thể cầm tay vừa có thể đeo chéo, thắt da rất là mềm. Cái túi này của em thì giá mã là 60 6031, giá là 290.000 nhá. 6031 giá 290.000, bao đẹp cho các chị luôn. Bao đẹp bao bền luôn. Ai lấy cái này thì báo cho em nhá. 290.000, 6031 nhá. Mã hàng là 6031, vừa cầm tay vừa có thể đeo chéo luôn. 6031 giá là 290 chị Hương Nguyễn ạ, 290.000 nhá. Tiếp theo bây giờ em sẽ like này, lấy chị mấy con LV cái. Lấy chị thêm hai con LV. Các chị muốn xem LV dòng lót nhung hay là lót da? Em có kiểu nó kiểu giống giống nhau ấy, nhưng mà nó là dòng lót nhung với cả lót da luôn á. Đây mọi người này. Đấy. LV rất là đẹp. Ở bên trong nó là một loại là lót da hết luôn và một loại là lót nhung hết luôn nhá. Thì nó riêng cho chị túi 283 nhé. Dạ vâng chị Hồng Trang, ok chị Hồng Trang nhá. Hay dáng đó nhưng đó chị Hương Nguyên ơi, yên tâm đi, cái này là do Hiền bán rẻ thôi chị Hương Nguyên nhá. Còn đâu ở ngoài các con này chắc khoảng độ bán tầm 400 đấy. Cái này là do em bán rẻ thôi, còn chị yên tâm là con này rất là bền, chị dùng không bao giờ hỏng luôn đấy nhá. Chị Hương Nguyên mà lấy con này thì báo em. Cái này của em là do là em bán rẻ thôi chứ không phải là do là kiểu giá rẻ, mà đặc biệt là cam kết cái hàng này rất là đẹp, dùng bền thoải mái luôn nhá. Đây cái mã này mọi người này, đấy mã LV rất là đẹp. Con này của em toàn bộ bên trong là lót da đấy. Ê, trong toàn bộ là lót da đỏ, chị nào muốn xem kỹ thì báo em. Lót nhung đúng không ạ? Đấy dáng đó đi. Lót nhung nhá. Còn bên trong của nó dán giống hệt nhau, nhưng một cái bên trong là lót da đỏ, một cái lót nhung. Em cho mọi người xem này. Lót da đỏ này cũng đẹp lắm. Em cho mọi người xem lót da trước đã nhá. Hiện tại lót da này hình như em còn mỗi hai màu, một cái màu đỏ và một cái màu bò. Con này to lắm mọi người, để đồ cũng sướng mà chất da của nó mềm mềm sướng cực kỳ luôn ấy. Em mọi người nhìn này, chất da này, đấy bên trong toàn bộ là lót da đỏ nhá. Rất là đẹp, một ngăn lớn này, một ngăn xéc này và thế này nào. Đấy nhá, một ngăn lớn, một ngăn xéc này. Đó, chất da rất là mềm mọi người, chất da rất là mềm. Con này nhưng mà cái hàng cao cấp này của em thì sale rồi từ 1.3 triệu còn 850.000 hết nhá. Kể cả LV hay GC của em là hàng cao cấp, sale rồi là 850.000 nhá. Em cứ cho mọi người xem sáng trước đã. Đây là con màu đỏ nhá, nó là hàng dòng da nhá. Bây giờ cho mọi người xem cái dòng lót nhung nhá. Tất cả đều sale từ 1.3 triệu còn 850.000 những cái dòng hàng cao cấp của em. Lót nhung của em còn hai màu, đó là màu đỏ với cả màu nâu tây nhá. Màu đỏ và màu nâu tây này, em cho mọi người xem, em đeo màu đỏ đi. Có hai màu, màu đỏ và màu nâu tây mọi người nhá. Đây là màu đỏ này, dáng LV. Con này cực kỳ sang luôn, nhìn thứ nhất là cái dáng của nó mọi người này. Con này khác với con lót nhung ở chỗ nó có cái viền nhảy mọi người nhá. Con lót da thì không có viền nhảy, còn con lót nhung là có viền như thế. Nó tạo thành một cái form túi nhá. Đấy lót nó có viền nhầy, mà cái thứ hai bên trong toàn bộ lót nhung. Hàng này của em các chị mà cầm ý, thì các chị phải nghĩ là nó tầm 1.5 triệu 2 triệu chứ không bao giờ có cái giá là 800 ngay đâu. Bởi vì tại sao? Bởi vì cái này là
đợt này là em bán nhiều hàng cao cấp hơn. Em muốn các chị biết đến sản phẩm của em, là em muốn bán rẻ thôi. Chị Quỳnh Đan không biết nhận được con này chưa? Quỳnh Đan hôm trước đặt một con này nó màu bò nhưng không biết nhận được hàng chưa? Nếu Quỳnh Đan nhận được hàng rồi cho Hiền Thu xin cái feedback Quỳnh Đan ơi. Quỳnh Đan nhận được hàng chưa? Chị Minh Hòa ơi, cái mẫu này của Hiền Thu em xem nào. Mấy hôm nữa mới về mẫu nhỏ mọi người ạ. Cái kiểu LV này với cả GC mấy hôm nữa mới về mẫu nhỏ nhá này. Bên trong toàn bộ lót nhung, cái hàng này cao cấp nhìn đã thấy sướng luôn rồi. Bên này là có 2 ngăn xét này. Bên này có 3 ngăn. Chưa nhận được à Quỳnh Đan thôi. Đấy rất là tiếc luôn. Nếu mà Quỳnh Đan nhận được rồi cho Hiền Thu cái feedback của cái túi này rất là đẹp luôn mọi người nhá. Bên trong toàn bộ lót nhung rất là dày dặn luôn. Cực kỳ dày dặn. Bên này là 2 ngăn xét, bên này hẳn 3 ngăn cho các chị luôn này. Thiết kế rất là hợp lý luôn. Cái này mọi người đeo rất là sang trọng, đựng được A4 thoải mái nhá. Đựng A4 đựng quần áo thoải mái luôn. Đi dự việc các thứ rất là sang. Đấy, khi nào muốn đặt hàng con này thì báo em sẽ báo mã cho mọi người luôn nhá. Một cái lót nhung với cả một cái lót da. Này, bây giờ em tiếp tục em sale răng clutch cho các chị luôn nhá. Bây giờ tiếp tục sale răng clutch cho mọi người luôn này. Cắt đi cho chị. À cắt đi con này luôn này. Không, bỏ kho vẫn còn mà. Bây giờ em sẽ lên sale sang clutch cho mọi người luôn nhá. Nhớ để ý sẵn số điện thoại nhá, chị Võ Kha nhá. Chị Võ Kha với cả mọi người nhá, chuẩn bị sẵn điện thoại. Bây giờ em sẽ sale cho mọi người luôn này. Tiếp theo nhá, sale sang clutch thì hôm nay đồng giá là 150 hết nhá. Clutch tất cả đều là hàng cao cấp nhá. Clutch toàn hàng cao cấp hết luôn. Đây là 1808 này, cái này nó kiểu màu hồng tím ấy, đẹp cực kỳ luôn nhá. Clutch của Hiền, cái vừa nãy bao nhiêu vậy? Cái vừa nãy của em là sale từ 1.3 triệu, còn 850 chị nhà nhím ạ. À, nó là hàng cao cấp lót, một cái là một loại là lót nhung, một cái là một loại lót da nhá. Sale từ 1.3 triệu còn 850 và miễn phí gửi cho các chị, rất là đẹp luôn. Còn cái mã này mọi người nhá. Clutch của em thì hôm nay có một vài chiếc em sẽ sale nốt cho các chị luôn. Con này là đồng giá sẽ là 150.000 nhá. Con này của Prada rất là đẹp luôn, vừa có thể cầm tay này, vừa có thể phác tay, xinh cực kỳ luôn, mà có cả dây đeo vai, đeo chéo nhá. Mình có thể làm được rất là nhiều kiểu. Đây, chất da rất là dày dặn, bên trong có lót khóa, các thứ rất là đàng hoàng nhá. Đấy, còn lót khóa rất là nhiều ngăn, rất là đàng hoàng luôn. Đây mọi người nhìn này, rất là đẹp luôn. Con này của em có một chiếc thôi. Mã là 1808 nhá. Mã là 1808, ai lấy báo em. Hàng không đẹp, không lấy tiền, kể cả hàng sale luôn. Đấy, kể cả hàng sale luôn chứ không phải là hàng bình thường luôn. Đây có cả dây đeo vai này, cái này con này các chị biết hàng của bên Hiền Thu đúng không? Đeo vai và xinh cực kỳ luôn nhá. Cờ lắc cầm tay cái thứ cũng sang mà đeo vai cũng rất là đẹp. Đây khi mọi người đeo vai mọi người đẹp của ai này luôn nhá. Đấy nhá, ai lấy báo em. 1808, con này là 150.000 nhá. Hôm trước đáng lẽ là còn có người chốt rồi nhưng mà theo là các bạn nhặt đơn, các bạn ý không để ý, các bạn bị sót người ấy, đâm ra là chẳng hiểu sao nó vẫn còn thừa ra cái này. Chứ hôm trước là mọi người tranh nhau chốt cái con này luôn ấy. 1808, ai lấy báo em. Vừa còn làm clutch rất là sang mà vừa đeo vai đeo chéo rất là đẹp. Con này đeo vai cực kỳ sang trọng luôn nhá. Đấy mọi người nhìn này, 1808 nhá, ai lấy báo em. 150.000 nhá. Tiếp theo sang một cái mã nữa này. Cái gái sang ơi, lấy cho chị mấy con này cất cẩn thận nhá. Không này, nhầm đấy. Không cất chưa lấy đâu nhưng mà cứ lấy ra chị. Shop gần Royal City không bạn? Chị Minh Hòa ơi, shop em à, ở Royal City ở phía trệ, ở phía dưới rồi chị Minh Hòa. Chắc khoảng độ tầm chắc là độ tầm dưới rồi đấy, tầm 2 cây nhỉ? Hơn 2 cây chị ạ. À, Minh Hòa đi xuống dưới 2 cây nữa chị Minh Hòa nhá. Nó ở dưới cái ngã tư Khuất Duy Tiến một chút chị Minh Hòa. Đấy, chị qua shop em trực tiếp, shop em mua hàng cho thích luôn bởi vì rất là nhiều hàng đẹp. Còn cái con này của em là 1805 gel nhá. 1805 gel sale cũng còn 150 hết luôn này. 1805 gel vừa có thể làm clutch, vừa có thể đeo chéo, đeo khoác tay đẹp cực kỳ luôn. Giống hệt như con kia mọi người nhá. Có cả cái gì khoác này là 18. Ờ, con này của em là mã hàng là 1805 nhá. 1805 150.000, ai lấy báo em luôn nhá. Em qua mẫu nhanh cho mọi người luôn. Chị ơi không chị ạ. Con này còn lẻ màu thì em lấy hoa nốt với cả mọi người lấy màu gel này. Màu gel là đẹp mà nó cũng thuộc gam màu tối, rất là dễ dùng đồ ấy. Chị nhìn này, nhìn nó rất là nhìn nó không bị cái khó cái hợp đồ luôn nhá. Vừa làm clutch vừa đeo chéo rất là xinh luôn. Đeo chéo đeo vai đều rất là đẹp. 150.000. Con này mã hàng là gì đây? CL. Con này mọi người comment cho em mã hàng đinh nhá. Con này em có một chiếc nhất em sale cho mọi người là 100.000 nhá. Cái này em có một chiếc duy nhất mã hàng là đinh nhá. Đinh kèm số điện thoại cho em một chiếc duy nhất 100.000 nhá. Ai lấy báo em. Đây là hàng mới của em luôn nhá. Hàng mới có một chiếc duy nhất màu ghi sáng. Màu ghi sáng đây cho mọi người xem bên trong này. Đấy.
Bên trong thì bảo ai lấy báo em luôn nhá. Mã hàng là đinh nhá, ai lấy báo em. Cái này hàng hoàn hai khóa riêng biệt luôn chứ không phải một khóa luôn nhá. Hai khóa riêng biệt 100.000 nhá. Đấy, tiếp theo em chuyển sang cái mẫu khác luôn này. Ai muốn xem mã hàng nào thì báo em, không thì em sẽ like sang hàng sale nhá. Em sẽ like sang hàng sale có thể ba cái này. Không, ba lấy không cần cất về đâu, có để lấy cho chị. Tiếp theo nhá, không phải lấy về đâu. Cái mã hàng này của em, mã hàng là 586 này. Chị bông tuyết là cái đeo cực kỳ luôn đi chị bông tuyết ạ. Ok, cho chị Khôi nguyên con đinh nhá em ơi, có đi không có đi ship đâu chị ơi. Cái con này của Hiền Thu là em bán giá rất là rẻ rồi, có khi nhập vào cũng chẳng được cái giá đấy đâu, nó mà là em không free ship chị nhá. Cái túi nào mà em báo free ship thì sẽ là free ship nhá. Các chị con đinh thôi, đeo vào cực đẹp cực kỳ luôn. Bỏ đi đeo chéo con xanh đó chị gái, bỏ đi đeo chéo ra, đeo ngắn ngắn kiểu đeo vai rồi con này ấy. Con này em có một chiếc nhá, một chiếc mã hàng của nó là 586 nhá, mã hàng 586 luôn này. Đúng rồi chị Khôi Nguyên, đúng rồi. Chốt em chốt cho ai thì em sẽ ghim bình luận của chị lên nhá. Em chốt cho ai ghim bình luận của chị lên này. Tiếp theo mã hàng 586. 150.000 một chiếc duy nhất thôi. Cái này khoảng độ tầm size hai mấy nhá. Con này khoảng độ tầm size 24 nhá. Chất da cực kỳ đẹp luôn, 586 một chiếc duy nhất, ai lấy báo em luôn nhá. 586 này rất là đẹp luôn. Chất da này thì không bao giờ hỏng luôn nhá. 586 rất là đẹp. Ai lấy báo Hiền Thu 150.000 nhá, mã hàng 586 nhá. Tiếp theo ạ. Em cứ qua mẫu nhá chị nào. Lấy mẫu nào thì cứ để lại cho em mã hàng kèm số điện thoại nhá. Ai lấy cái mã hàng nào thì cứ báo em kèm số điện thoại thì để em chốt cho dễ nhá. Mã hàng 586. Có một chiếc duy nhất thôi cho mọi người xem chất da, mà đặc biệt mọi người nhìn cái xích của em này. Đấy, mọi người nhìn cái xích là rất là sáng bóng. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Bình thường con này bán không có hàng mà bán luôn. Mã hàng 586 nhá. Thỉnh thoảng bỏ ra mấy cái hàng sale, cái hàng sale này của em không phải là không bán được đâu nhá. Cái hàng sale này của em là rộng, là những cái hàng bán chạy nhưng mà chỉ có một độ tầm 1 2 chiếc lẻ lẻ đó đâu, em sale cho mọi người luôn nhá. Đây mọi người nhá, với mọi người bảo em đeo chéo cái này lên này. Mã hàng 1805 em đeo chéo rồi nhá. Em ơi đinh đeo được không? Có chị Khôi Nguyên ơi, có đeo được mà. Có đeo được hết, để em đeo cho các chị xem nhá. Đây này có đeo hết mà. Đây này. Yên tâm luôn đi, hàng của em đẹp cực kỳ luôn, đeo nhá. Cái này của em 1805 nhá. Vừa có thể làm clutch, vừa có thể đeo vai, vừa đeo chéo. Mà đặc biệt là đeo con này lên nó sang cực kỳ luôn nhá. Các chị nhìn này. Đây là đeo vai nhá. Đây là đeo vai nhá, còn cả đeo chéo này. Đấy. Sang lắm luôn, kể cả cái con đinh kia cũng có đeo được hết mà. Mọi người yên tâm đi. Em chọn hàng cẩn thận lắm, không phải là về hình thức rồi còn chất da này, mấy cả còn kiểu đeo cơ. Làm sao để đeo được nhiều kiểu nhất cho mọi người luôn nhá. Đây này. Đấy, 1805 vừa đấy là đeo vai đúng không? Bây giờ cho đeo chéo nhá. Đấy. Đeo chéo này muốn cho dài ngắn tùy ý mọi người luôn. Mã hàng 1805 có 150.000. Mà chất da của em nhá, chất da của nó cực kỳ dày dặn luôn nhá. Và không bong chóc nổ da, chứ không phải là kiểu là dùng mấy ngày nó mềm vặt luôn nhá. Đấy. 1805 ai lấy báo em, nó là màu rêu nhá. Em vừa đeo cho mọi người rồi đấy. Đấy. Còn con này của em là mã hàng là 586 nhá, mã hàng 586 rất là đẹp luôn. Bình thường mọi khi là không có hàng bán đấy. Mọi khi không có hàng bán luôn, mọi khi mọi người còn tranh nhau con này, không hiểu sao hôm nay không có ai chốt. Bình thường tranh nhau con này luôn này. Tiếp theo nhá. Ai muốn xem mã hàng cao cấp nào thì bảo em, không thì em sẽ like hàng sale nhá. Tiếp theo em có một cái con này nữa này. Ai like hàng sale của kia bán ôm ôm hôm nay đâu không like được. Con này của em là mã hàng 812, vừa có thể đeo vai vừa đeo chéo, giá sale rồi là 200 nhá. Giá sale rồi là 200, mã hàng 812 rất là đẹp luôn, vừa có thể đeo vai vừa có thể đeo chéo rất là đẹp. Yên tâm là các cái hàng này của em dùng rất là bền nhá, không phải lo về chất lượng luôn. Ở đây ở bên trong cho mọi người xem này. Đấy, rất là đẹp luôn nhá, mã hàng 812 200.000 luôn nhá. Ok, cho chị Loan Ngô một cái 586 nhá, màu bò bò này. Rất là đẹp luôn, còn cái con này của em là 200.000. Mã hàng là 812 nhá, ai lấy báo em, vừa có thể đeo vai vừa có thể đeo chéo cho mọi người xem bên trong người nhá. Đây là đeo vai, mọi người muốn đeo chéo này. Đeo chéo thì kéo dài dây ra đeo chéo là xong, rất là tiện dụng luôn. Một cái dây nhưng mà có thể làm hai kiểu đi cho mọi người luôn nhá. Mã hàng của nó là 812, 200.000 thôi ạ. Đây mọi người nhá, rất là đẹp luôn, ai lấy báo em, con này dùng rất là nhã nhặn, rất là đẹp. Mã hàng là 812 màu đen nhá. Tiếp theo ạ. Cái này
có mua chiếc con này con này in nhầm giá này. Con này em có một chiếc màu đen này, con này đẹp lắm. Giá thì giá lung tung beng hết cả ra đây. Em có một con này, cái mã của nó là 155 nhá. Mã hàng của nó là 155. Con này vừa có thể đeo vai vừa cầm tay, con này đẹp lắm luôn ấy. Giá thật gì em mà mọi người thích giá thật à? Ok mọi người nhá, em like sang sang nốt cái mã hàng sale và sau đó thì em sẽ like sang sang giá thật cho các chị xem nhá. Sau đó thì lại like hàng sale trước được không ạ? Nhá, like nó con này hàng sale, sau đó thì like sang giá thật, sau đó lại like hàng sale tiếp nhá. Con này của em nó khoảng độ vào tầm size 23-24 nhá. Rất là đẹp luôn, chất da rất là mềm nhá, xinh cực kỳ luôn. Vừa có thể cầm tay, vừa có thể đeo chéo, mọi người nhìn dáng yêu không ạ? Đấy con này vừa chuyển lên cửa hàng xong. Đây mọi người nhá. Con này có bị làm sao không? Con này của em không biết cái chỗ này bị làm sao á, chắc là bị bẩn một tí thôi, không sao cả. Có khóa tổng cho mọi người luôn nhá. Có khóa tổng, con này sale rồi là bao nhiêu tiền nhá? À con này sale rồi là 210.000 đây. Mọi người nhá, ở trong có một ngăn rất là to này, mọi người có thể để ví thoải mái này. Bên này là hai ngăn xiếc này, bên này một ngăn đẻo để kéo khóa này, một có cả dây đeo chéo cho mọi người. Con này mã hàng là 155 này, em sale cho mọi người còn 210.000 nhá. Ai lấy báo em, 210.000 bình thường là toàn 350-400 nhá, sale quá rẻ luôn. Có miễn phí ship gửi không? Hôm nay hàng sale rẻ rồi, không miễn phí ship gửi chị ạ. 856 là ai con nào đây? 856 em hết rồi chị Thắm Đinh ơi. 856 vậy chốt cho chị nào ấy nhỉ? 586 mà. 856 là con nào vậy? 856 là con nào? Chị Thắm Đinh ơi làm gì có 856. Chị Loan Ngô là 586 rồi, em hết rồi. Chị Loan Ngô với 586 em hết rồi. 586 là con nào chốt rồi đúng không? Đúng rồi, con màu bò em hết rồi. Tiếp theo nhá, nhớ cất 283 màu bò cho chị nhé. Inbox vào Facebook ra đi. Ok chị Hồng Trang yên tâm đi, túi của em bên em có túi Hiền Thu mà nhá, chị Hồng Trang nhá. Con này mã hàng là 210. Đinh có một em hết màu đen rồi chị Khôi Nguyên ạ. Chị Cắm Đinh ơi màu bò em hết rồi, con đấy là chốt chị Loan Ngô trước rồi, có Loan Ngô comment từ lâu lắm rồi. Mã hàng này của em là mã hàng 155 nhá, 210.000 được chưa ạ? Bây giờ em sẽ like sang hàng thật cho các chị nhá. Chị nào muốn mua hàng sale tiếp hay mua hàng gì thì cứ báo em. Các chị mà không có yêu cầu gì thì em sẽ like sang hàng sale cho mọi người luôn nhá. 812 này. 812 là con nào á? Ok cho chị Mỹ Dung một con 812 có gì hay không chị Hiền? Quỳnh Đan ơi có nhiều hàng sale lắm Quỳnh Đan ạ. Ok cho chị Mỹ Dung một con 812 về em hết hàng nhá, giá 200.000 này. Ai lấy cái mã này báo em nhá, 210-155 chất da rất là mềm, vừa có thể cầm tay vừa đeo chéo. Bây giờ em like sang hàng giá thật cho mọi người luôn nhá. Tiếp theo nhá, mã hàng chị tưởng bạn em xin mã hàng tiếp theo nhá. Mã hàng của em là mã hàng 22. Cái mã hàng 22 thì đang bị cháy màu bò, cháy hàng màu bò, em đặt thêm về rồi cho mọi người nhá. Đấy, hình thoảng lúc thì hết màu bò, lúc thì hết màu gel, lúc thì hết màu đỏ, tùy vào sở thích của mọi người. Không phải là hàng hết có nghĩa là hàng bán chạy nhá, có thể là hàng hết bởi vì là tùy từng đợt. Lần trước cái mã hàng 22 màu đỏ thì hết hàng, nhưng lần này màu bò thì hết hàng, tùy từng đợt mọi người nhá. Đây, mã hàng 22 em có 3 màu. Đây là hàng da thật 100% nhá. Bắt đầu like sang hàng da thật. Các chị có yêu cầu em là hai sang hàng cho chị xem cái túi sách quai. Hàng sale tiếp á. Đợi em một tí chị Ngọc Anh nhá. Chị Tuyên Phạm cho chị cho em coi cái túi sách lớn quai tròn. Chị Tuyên Phạm. À túi sách lớn quai tròn là mã hàng 518. Đợi một tí em like xong cái mã này, sau đó em sẽ like xong 518. Chào chị Trâm Nguyên Linh. Chị Trâm Nguyên Linh ngủ chưa dậy rồi à? Hay là đi dậy về rồi? Mã hàng này của em là mã hàng 222, em hiện tại là đang cháy màu bò thì khả năng là hai hôm nữa là sẽ về. Em có màu đen, màu đỏ đô với cả màu gel. Cái hàng này của em thì cực kỳ đẹp. Các chị nghe like của em nhiều, các chị hiểu đúng không ạ? Con này của em form cực kỳ chuẩn luôn nhá. Chào bà Dung. Ok chị Nguyễn Thị Lan Anh nhá, xem màu xem HM đúng không? Thế á, chị cho mình link kiểu gì nhỉ? Có thông báo mà. Đeo chéo, đeo chị con này rồi. Con này của em form rất là chuẩn nhá, form rất là chuẩn, chất da rất là đẹp. Nói chung là chẳng biết phải nói kiểu gì cho mọi người, đẹp luôn. Cái hàng này các anh đến cửa hàng các anh còn thích nữa là không phải nói chị em con gái mình luôn. Ở bên trong cho mọi người xem nhá, có hai nắp bảo vệ cho mọi người. Ở đằng sau
ở đằng sau các cái mẫu túi da thật của em gần như lúc nào cũng sẽ có các cái ngăn kéo khóa này cho mọi người, bởi vì như em hay đi đường, đang đi xe máy, đang đi đường, nhà nghèo chưa mua được ô tô đâu mà toàn đi xe máy, mà đi xe máy thì hay phải nghe điện thoại. Cái điện thoại của em lúc nào cũng phải rung 24/24 luôn, từ bưu điện đến cả khách hàng gọi rất là nhiều luôn. Thật ra là em hay chọn các cái túi ở đằng sau là có một ngăn kéo khóa như này cho mọi người luôn này. Đấy, mà cái khóa nó phải dễ mở như này, đấy khi mà mình dùng một tay mình cũng có thể kéo ra được, chứ không phải lúc một cái khóa mở khó, lúc phải dùng hai tay thì khác khác gì việc dừng xe máy lại, rất là khó khăn luôn. Cho mình Linh ơi, cho mình Linh xem lại xem nào, sao lại không nhận được thông báo nhỉ? Đấy nhá, chất da của nó cực kỳ dày dặn luôn. Ở phía trước của nó sẽ có hai lớp bảo vệ cho các chị, một lớp là như thế này, một lớp là như này. Hàng này của em là hàng da thật. Chị nào mà ở Hà Nội qua trực tiếp cửa hàng em ở 278 Nguyễn Trãi ở gần Đại học Hà Nội nhá. Nó ở dưới cái ngã tư Khuất Duy Tiến một tí thôi. Của em là ở mặt đường mọi người nhá, ở mặt đường to luôn chứ không phải ở trong ngõ đâu nhá. Ở bên trong của nó này. Cho mọi người xem bên trong nhá. Ở bên trong của nó có 3 ngăn lớn, ngăn ở giữa có kéo khóa. Đa phần ngăn của em là chuẩn theo ngăn quốc tế nhá. Cứ 3 ngăn lớn, ngăn ở giữa có kéo khóa này. Bên trong này là có, em xem nào, cái này của em là ngăn kéo khóa này, người này. Bên trong là ngăn kéo khóa và cái khóa của nó nhá. Khóa của nó là kéo dài từ đầu miệng túi cuối miệng túi, nên nó mặc dù nó là ngăn chắc thôi nhưng mà nó rất là chắc chắn này. Mọi người này cũng có đều có một cái ngăn, cái này của em là cái gì nhỉ? Có một miếng test ra thật cho mọi người luôn nhá. Miếng test thật này. Ở bên này là có 2 ngăn xiếc này. Ở bên này có 2 ngăn xiếc như này luôn, là có cả miếng test thật cho mọi người như này luôn nhá. Đấy, rất là đẹp luôn con này, cực kỳ đẹp luôn. Bây giờ em sẽ đeo chéo cho mọi người xem. Bây giờ em sẽ bóp da này. Con này của em chất da rất là dày dặn nhưng mà rất là mềm nè, các chị nhìn này. Rất là mềm, đấy, rất là đẹp, rất là xích luôn đấy. Mọi người bỏ bẹp bẹp như này, lúc sau nó sẽ vẫn tự nhả về form ban đầu cho mọi người. Vì chất da nó rất là mềm nhưng mà cái da của nó rất là dày dặn luôn nhá, cháu chú. Chất da của nó rất là dày dặn luôn mọi người nhìn này. Đấy, rất là dày dặn luôn nhá. Nó sẽ tự nhả về form ban đầu cho các chị luôn. Con này không đẹp không lấy tiền luôn. Mã hàng là 22. Mặt có màu đỏ, chị đeo đâu rồi? Không lắp đây cho cháu đây mà. Chị mày lắp đây cho cháu, chị ôm không? Bảo con này lắp dây đeo chéo xong nó lại cứ cầm ôm cái túi rồi. Đấy em một tí nhá. Chị Trần Mai cho xem bên trong của chị Trần Mai xem kỹ chưa? Bên trong của nó đa phần là chuẩn theo ngăn quốc tế luôn. Đằng sau có một ngăn này, đấy, đằng trước như này luôn này. Đấy, ở bên trong có kéo khóa tổng, hai lớp bảo vệ. Nói chung là hàng này mà em không đẹp thật sự luôn là em không bao giờ em bán hàng nữa. Hàng này của em mà không đẹp các chị nhận hàng mà không ok, em không bao giờ em bán hàng thêm nữa, nói thẳng luôn với các chị luôn. Mã hàng là 8, hàng 222. Con này giá là hình như là 900, 950 à. Con này nếu mà ship code thì là 900. Còn chị nào ở Hà Nội hay là muốn chuyển khoản trước thì có cái giá ưu đãi hơn là 950 nhá. Em đeo chéo cho mọi người xem nhá. Con này mọi người điều chỉnh dây dài ngắn thoải mái luôn. Chắc là cái này là dây của nó đang là dài nhất hay sao đây này. Cái này có chéo không? Không, đeo một cái thôi cho các chị xem dáng thôi. Đây mọi người nhá, em đeo dáng cho chị xem. Con này mà cả các chị yên tâm luôn, kể cả các chị chuyển khoản trước hay là các chị là ship code thì các chị đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán thoải mái nhá. Chị nào chuyển khoản tiền cho Hiền rồi mà nhận hàng không thấy đẹp, không giống như em like, các chị bảo em một câu em chuyển khoản tiền cho các chị lại luôn và chịu toàn bộ phí ship cho mọi người luôn nhá. Mã hàng của em là mã hàng 22. Nó là da thật 100%. Ở mỗi cái miếng này đều có một miếng test da cho các chị luôn nhá. Miếng test da thật cho mọi người luôn này. Con này của em nếu mà ship code thì là 950, còn nếu mà chuyển khoản trước thì là 900. Các chị đến trực tiếp cửa hàng mua sẽ vẫn mua được, mua vào cái giá 900 nhá. Đấy. Em có miễn phí gửi cho mọi người, ai lấy báo em. Mã hàng của nó là mã hàng 222 nhá. Các chị có muốn xem da thật nữa không thì báo em. Ừ, bày lên cho chị luôn. Cho xem da thật tiếp mọi người nhá. Các chị có muốn xem da thật nữa không? Không thì em sẽ cho mọi người xem một vài mã hàng sale cuối. Chị nào có hỏi em cái mã hàng nào em lại quên mất luôn rồi này. À, xem HM rồi nhá. Xem HM xong lại xem da thật tiếp nhá. Xem HM. Mọi người muốn xem HM size bao nhiêu? Hiện tại là em đang có size cả size 28 cả size 25 luôn. Ok, cho chị Điệp Nguyễn một cái 22. Chị lấy màu gì chị ơi? Sale đi Hiền. Chị Điệp Nguyễn ơi, chị lấy màu gì à? Xanh lá cây size 18 á. Đợi em tìm nha. Đợi em tìm á, bởi vì nhiều hàng lắm luôn ấy. Chị Trần Mai không có dây xích da thật đâu chị Trần Mai ạ. Hàng da thật của em mà toàn bộ là dây da hết luôn. Bởi vì cái hàng da thật của nó thì rất là sang.
Ok chị Diệp Nguyễn, một cái 22 màu bò nhá. Thì em xin phép luôn chị Diệp Nguyễn là cái hàng 22 màu bò của em đang bị cháy hàng ấy. Chị chắc là còn độ tầm ngày mai ngày kia hàng về thì em sẽ gửi cho chị Diệp Nguyễn luôn nhá. Chị Diệp Nguyễn mà muốn mua chuyển khoản hay là muốn mua ship code thì báo em nhá. Mình có cái túi sách về mã có ship cho mình chưa bạn? Để em kiểm tra mã hàng nhá, xem thêm deal cho mọi người. Ok mọi người này, bây giờ em cho mọi người xem cái xem HM size bao nhiêu. Chị kia vừa bảo size HM size 28 đúng không? Lấy chị HM size 28 em ơi. HM size 28 hình như là hiện tại em ở cửa hàng em đang còn 3 màu thôi. Chị Hương Joy cái như mã hàng 399.000 là hình như là mã hàng nào ấy nhỉ? Hà ơi, kiểm tra đơn hàng của chị Hương có chị gái trong hàng nhắn tin chị Hương có chị nhá. Chị Minh Hòa xem thêm deal để em một tí nhá. Ok ok chị Điệp Nguyễn nhá. Những chị nào mà những nhận hàng ship túi cam à? 25 đúng rồi. Ok mọi người nhá, chị tháng 8 này hôm trước hỏi em là con 25 đúng không? Hôm trước chị là tháng 8 hỏi em con 25 màu bò, hình như là ở trên cửa hàng hết màu bò rồi chị. Tháng 8 ạ, ở màu bò thì hiện tại là có ở bên văn phòng thôi, chị đào tháng 8 nhá. Bây giờ cho mọi người xem này, cái mã hàng HM size 28 của em nhá. HM thì thật sự là em thích màu cam nhất luôn. HM phải thích màu cam nhất luôn. Em có một con màu cam em phải dùng. Đã không, em thì thường nói chung là cái thằng HM em thì dùng màu nào, màu cam là cái màu đặc trưng nhất của HM luôn. Đẹp cực kỳ luôn. Ấy mọi người nhá, đây là size 28 luôn. Đây là HM size 28. Em hiện tại là ở cửa hàng em còn mua 3 màu thôi. Chắc là khoảng độ tầm gần 10 đến, chắc em nghĩ là cố gắng thêm để trong tầm 10 ngày nữa sẽ về vô số các cái hàng HM từ da rắn, da đà điểu. Nói chung là da gì em cũng có hết luôn nhá. Mấy cái hôm nữa thôi. Từ size 22, 18, 20 các thứ đều có hết. Đấy nhá. Bây giờ con này của em là HM size 28 này, vừa về hàng hôm kia hôm kia luôn này. 20 tháng 10 bán hết sạch rồi. Đây không phải là hàng cũ, đây là hàng mới của em. 20 tháng 10 em bán hết sạch, cháy hàng cả HM, không còn một chiếc nào luôn. Bởi vì cái hàng này của em nó là hàng super. Chất da rất là đẹp. Thứ hai là nó có hộp, có thể có pin thôi, mà là hôm 20 tháng 10 các anh ý cả các chị mua tặng hàng rất là nhiều vì nó là hàng có hộp thì tặng rất là sang em hết rồi. Bây giờ hiện tại là em mới về hàng được 3 con màu này, em có màu ghi này, màu y hệt như cái trong em đang like, thậm chí là cái màu của nó ở ngoài like đẹp hơn ở trong like rất là nhiều các chị nhá. Màu ở ngoài like đẹp hơn trong like rất là nhiều. Đây là màu em gọi tặng nó là màu ghi này, còn cái màu này của em là màu đen và đây là màu cam. Bây giờ em sẽ cho mọi người xem bên trong. Lấy chị cái hộp cái, cắt đi lấy chị cái hộp rồi. Hãy cho mọi người xem bên trong của nó nhá. Của em là nó là hàng super full hộp thẻ pin luôn. Đúng rồi chị, chị Hợp Trâm Mê Linh ạ. HM màu cam nó là cực phẩm luôn rồi ấy. Nó là siêu phẩm luôn ấy. 4 cái ví có gửi cho chị chưa vậy? Hà ơi, kiểm tra đơn hàng của chị Thúy Đặng. Không biết chị chốt 4 cái ví mà không thấy, không biết gửi hàng chưa Hà ơi. Chị tháng 8 ơi, cái mã hàng size 25 của em thì màu bò hôm trước chị hỏi em ý, thì có nghĩa là hôm trước em nhớ là chị inbox hỏi em buổi tối hôm đấy. Thì buổi tối mấy các bạn nhân viên nghỉ rồi em không biết, thì sáng hôm sau các bạn nhân viên thấy bảo là có chốt cho một chị khác trước rồi. Nhưng mà hôm nay em kiểm tra ở văn phòng thì vẫn còn một cái màu đen, vẫn còn một cái màu bò. Thì chị một cái màu bò cuối cùng rồi, nếu mà chị tháng 8 chốt thì báo em nhá, vì rất là đẹp luôn. Đây mọi người nhá, đây là hộp của em này. Hộp của em nó không phải là, bởi vì hàng của em nó là hàng chất lượng, mà cái hộp của nó không phải là giống như cái hộp thông thường. Nó không phải là cái hộp kiểu hộp úp vào đâu, mà cái hộp của em là hộp nam châm và có dây cầm, thẻ pin đầy đủ luôn nhá. Thẻ pin đầy đủ đây, hộp nam châm mọi người này. Đấy, hộp nam châm rất là đẹp luôn. Hôm 20 tháng 10 các anh thích tặng vợ những kiểu trông cho nó sang trọng ấy. Cái hàng này ở bên ngoài toàn bán 1,5 triệu thôi. Toàn bán 1,5 triệu thôi. Bây giờ em sẽ sale con này là còn 720 nhá. Cái hàng này em cam kết với chị là ở ngoài toàn 1,5 triệu luôn. Có mỗi mấy con, còn 3 con là 720 và miễn phí gửi nhá. Ai lấy báo em mã hàng là 921. Vừa về thêm rồi, bây giờ cho mọi người xem bên trong của túi này. Con này size 28 nhá. Đây, full hộp, full túi vải, full thẻ, đầy đủ full pin hết luôn. Ở bên trong nhá, có tác, có khóa cho mọi người luôn này. Có dây đeo chéo này. Con HM thường thường là mọi người cầm tay thì đẹp hơn là cái việc đeo chéo. Đây này, ở bên trong toàn bộ lót da nhá. Thế rồi chị vừa móc cái con hay con nào túi thật ở đây này. Em ơi xem chị con túi thật nào đó. Ê mọi người nhá, ở bên trong này toàn bộ lót da hết này. Mọi người này, toàn bộ bên trong lót da có 3 ngăn lớn. Thường thường là đây là cái form chuẩn của HM. Bên trong toàn có 3 ngăn này thôi. Lót da đẹp, cái con này dùng chả bao giờ hỏng luôn. Kéo khóa đây nhá. Mã hàng là 912, ai lấy báo em. Em có màu ghi, màu đen với cả màu màu ghi, màu đen, màu bò. À không, màu ghi, màu đen, màu cam. Ai lấy báo em nhá, mỗi màu còn một chiếc thôi, sale còn 720 và miễn phí gửi nhá. Hàng không đẹp không lấy tiền, hàng không đẹp có bắt đền em luôn. Được chưa ạ? Mã hàng là nó là mã hàng 921 có 3 màu nhá.
Hiện tại HM của em đang cũng không có nhiều hàng lắm, có mấy mẫu này thì em sẽ giới thiệu cho các chị, xong đó thì em sẽ chuyển sang mã của Yêu hay là lên ví ạ. Ví của Hiền Thu hình như là không có nhiều đâu, thì nữa em sẽ cho các chị xem mẫu bình và mẫu ví của em. Hiện tại là bây giờ đang nói chung là đang bị cháy hàng nhiều quá luôn, cả clutch cả ví này. Và HM thì mấy hôm nữa em sẽ về rất là nhiều, bởi vì mấy hôm nữa là sẽ đến một cái ngày flash sale gần 11 tháng 11, sale cực kỳ lớn luôn nhá. Những chị nào ở Hà Nội hãy bấm theo dõi Facebook Nguyễn Thu Hiền của em nhé. Bởi vì ngày 11 tháng 11 này có một cái lễ hội flash sale, em sale toàn bộ cửa hàng, giá rẻ đến chết gắt luôn. Mà em nghĩ là cửa hàng em chắc là phải từ sáng đến tối đông nghẹt người luôn mất luôn ấy. Nhớ để ý theo dõi cho em nhé. Còn cái mã hàng này của em là mã hàng 925. Mã hàng 925 nhá. Em có, hiện tại là em đang có màu vàng. Hiện tại là có nhất hai màu, màu vàng với cả màu cam, cũng là hàng super full hộp thẻ pin y hệt như cái kia, nhưng cái màu của nó khác nhau. Cái kia vừa nãy em giới thiệu cho mọi người nó là bikini size 28, còn cái này của em là bikini size 25 nhá. Em nói chung là khi mặc một chiếc váy đen như này, mặc mấy cái màu này lên đẹp quá luôn. Mã hàng là 940 nhá. 940 này, con này của em sale là còn bao nhiêu? Con này sale từ 790 còn 608 nhá. Con này sale từ 790 còn 608, còn hai con duy nhất. Giá hàng 940. Một con da đà điểu đây, mọi người nhìn này. Da đà điểu hôm trước chốt hết rồi, có mỗi một con màu đen này, chẳng ai chốt nốt cho em. Đấy. Mã hàng là gì nhỉ? 8713 sale rồi là 790 nhá. Thật đẹp cực kỳ luôn. Nói chung HM của em ấy, em không bán mấy con, hiện tại là em nhập toàn hàng đẹp thôi. Ở các shop khác tầm bán 1,5 triệu thì em bán không được tầm 900 cho các chị luôn. Được chưa? Sale rồi là 900 nhá. Ai muốn xem mã nào thì báo em. Còn con này đây. Đấy, cầm chị con này. Con này của em mã hàng là HM12, còn mỗi hai con duy nhất luôn. Còn mỗi hai con duy nhất, một con màu đen với cả một con màu đỏ đô. Đẹp cực kỳ luôn. Con này nó là HM Kelly, chất da rất là mềm, rất là bền, form rất là đẹp luôn. Nói chuyện như này, đó. Đường kim mũi chỉ này. Con này đẹp lắm luôn. Con này là em bán rẻ thôi nhá. Nó là hàng super nhưng nó không có hộp, mà nó chỉ có thẻ với cả có cái túi giấy của Hermes luôn. Được chưa ạ? Con này là 520 và miễn phí gửi nhá. Mấy cái hàng HM này em sẽ miễn phí gửi để cho các chị có thể dùng thử cái dòng HM của em, để mọi người có thể mua biết được chất lượng của em nhá. Sắp tới về mấy lô hàng HM đẹp cực, mà lần này em bán rẻ để cho các chị mua dùng thử, sau đó thì đến lúc mà hàng mới về các chị feedback cho em luôn nhá. HM 12 520 và miễn phí gửi. Ai lấy cái mã nào thì báo em. Tiếp theo. Túi đẹp màu đẹp quá nhỉ. Đúng rồi, chị Trâm Minh Linh, chị Trâm Minh Linh giống Hiền đấy, toàn thích các cái màu kiểu như thế. Bây giờ lên túi đeo chéo nhá. Mọi người muốn lên túi đeo chéo mẫu hàng sale hay là không sale? Thật ra mẫu hàng không sale của em cũng rẻ lắm. Em sẽ lên cho mọi người một cái mã hàng này. Chị nào ung thì báo em nhá. Cái mã hàng này của em vừa mới về xong, mỗi màu có một chiếc nhất thôi. Đây là LV này. À, chị nào vừa hỏi em mã hàng LV size nhỏ nhỏ ấy. Con này của em tầm size 25 đeo rất là hợp lý. Đấy, rất là hợp lý luôn. Ok, chị Phương Nguyễn sale nữa đi Hiền nhá. Trâm Vy Linh hợp tính em cực kỳ luôn. Trâm Vy Linh ạ, toàn thích mấy cái màu kiểu như đấy. Ngày xưa thích các cái màu trầm trầm, bây giờ toàn các cái màu kiểu phải như thế mới đeo nó mới nổi luôn. Đây nhá. Đặc biệt là cái mấy hôm nay em về rất là nhiều cờ lắt, mà mấy cái cờ lắt ý, thì các chị hiểu cho em nhá. Cái cờ lắt của em lần này là em mua còn trầm tính, lần sau em mua cờ lắt của em toàn đá với cả kiểu da cá sấu, đẹp cực kỳ luôn, rất là nổi. Bởi vì cờ lắt thì mọi người đa phần là chỉ mua đi dự tiệc thôi, đúng không ạ? Mà đi dự tiệc thì kiểu gì mọi người cũng phải ăn mặc đẹp, trang điểm đẹp. Mà như thế mình phải dùng một cái cờ lắt cực kỳ là chói lóa, đúng không? Mà em chọn cờ lắt này toàn da cá sấu mới cả chói lóa về thôi. Chứ em không chọn mấy cái cờ lắt kiểu trông đơn giản thì nhẹ chị nhung nữa. Size 18 mà đeo chéo. Thích sặc sỡ giống hệt gì nghe. Anh nào đeo chéo size 18 á, màu xanh lạ. Tìm giúp chị cái túi nào đeo chéo size 18 màu xanh lá nhỉ? Còn mình cửa hàng có đeo chéo size 18 màu xanh lá. Một cái mã hàng này thôi đúng không? Em có một cái túi này chị có ưng không này? Nó là khoảng độ tầm 18-20. Con này em sale trước là bao nhiêu tiền ấy? Quên mất tên rồi. Quên mất toy rồi. Con này 220 này. Đấy, con này 220 chứ ra rất là bền, không biết chị ưng kiểu dáng không? Có một con màu xanh lá nữa này. Đây. À, có một con màu xanh lá kia nữa, mã hàng là lấy đi bạn. Đây cầm chị mấy con xanh lá đây. Ok, hôm nay chị em thấy nhiều xanh lá quá luôn. Chị nào muốn ưng mã nào thì báo em nhá. Không có gì đâu Quỳnh Đan ạ, không có gì hot đâu. Chỉ
Nguyễn Hiền Thắng. Đây con này em có một con này, có một con nhất này, con này rất là đẹp nhá. Cái này chị Thắng có sai. Xanh lá nhá. Chị Thắng bảo chị xe lên đầu. Xanh lá thế này. Bình thường là 400-500 xe. Biết rồi chứ không xe là sao. Xanh lá thì nhá, nhiều xanh lá quá lần này chẳng hiểu sao. Có nhiều màu xanh lá quá, chị nào ưng mẫu nào thì báo em nhá. Đấy. Con này. Con này sao, con này bao nhiêu? 399 á. Con này mỗi màu có một chiếc thôi mọi người nhá. Mỗi màu có một chiếc thôi, ai ưng mẫu nào thì báo em. Cái mẫu này của em là mã là BT1 nhá. BT1 con này là 370 mọi người nhá, 370 và miễn phí gửi các bạn ghi giá 399 này. Các bạn vẫn ghi giá của em là 399 nhưng mà em sẽ bán cho mọi người giá là 370 và miễn phí gửi. Con này màu kem rất là nhã nhặn này. Đấy, đây là túi LV các chị người nhá. Đấy, thấy chưa ạ? Có màu đỏ nhá. Ai xem mã hàng thì báo ha em. Con này có con này của em mã là BT1 nhá. Nhớ cho em mã nhá. Ai muốn xem kỹ thì báo em. Mã của nó là BT1. Bây giờ sang hàng sale note nhá. Xanh phái tròn. Đúng rồi. Có đây. Chị Vy Linh hỏi là có dây đeo. Đợi tí Thi Thái ơi, đợi tí nhá. Có dây đeo bảng chữ hôn. Chị Vy Linh hỏi gì em đọc em không hiểu ạ. Chữ hôn là như nào? Em sale thì hàng tiếp cho mọi người luôn nhá. Chị tụi em sale hàng cho mọi người luôn. Em có một con này rất là đẹp luôn này. Con này lỗ một lỗi rất là nhỏ luôn. Hôm nay nói chung là có hàng sale, những con nào lỗi nhiều thì em mới sale rẻ được. Có những con nào mà còn đây. Thế thì em không có chị Loan Ngô. 15 với cả 18 bé quá, chắc là em không có rồi. Con này của em cho đẹp cực kỳ luôn này. Con này em có một chiếc nhẫn, nó là màu kiểu màu xanh này, xinh cực kỳ luôn. Nó mà khoảng tầm size 18 nhá. Con này của em có màu xanh này này, đẹp lắm. Con này cũng là hợp bệnh em đấy. Ở bên trong của nó nhá. Ở bên trong của nó đây. Ở bên trong của nó có hai ngăn lớn này. Cái này có một ngăn kẹt xét này. Nhưng mà cái này của em nó lại bị lỗi một ít ở bên trong này. Con này lỗi buồn cười, lỗi bên trong. Nhưng mà chắc bên trong không nhìn thấy đâu mọi người này. Đấy, kiểu như cái dây của nó đeo vào bên trong nên nó bị dính ấy. Đấy, một ít bên trong hai cái vạch này em sẽ sale rẻ cho mọi người. Vậy vây bảng chữ. Con này của em mọi người vừa có thể là đeo chéo, vừa có thể đeo vai nhá. Có một chiếc duy nhất thôi. Sale rẻ con này nhá. Con này mã hàng bao nhiêu đây? Mã hàng là 504. Mã hàng là 5043. Sale nốt cho mọi người còn 180.000 nhá. Hàng rất là đẹp luôn, 180.000. Vừa có thể đeo vai, vừa đeo chéo chất da rất là dày dặn, rất là mềm. Con này ở shop khác đang bán 380, cam kết luôn được chưa ạ? Cam kết luôn, bị lỗ một ít ở bên trong thôi. Bán một con này giá là 180.000 năm. Mã hàng là 5043, ai lấy báo em nhá. Mã hàng là 5043, nó là size 18 rất là đẹp luôn nhá. Chất da rất là đẹp luôn này. Đấy. Hàng này hàng cao cấp của em đấy. Nó bị lỗi bên trong chẳng ai để ý đâu. Mã hàng 5043 180.000 ai lấy? Ok cho chị Tony Nguyễn một cái 5043 Thi Thái ơi, chậm chân mất rồi Thi Thái ơi, tiếc quá. Có chị ơi, túi đựng điện thoại rất là nhiều nhá. Đợi em một tí chị Phạm Hương nhá, like sang túi đựng điện thoại luôn nha các chị nhá. Hôm nay hiện tại túi đựng điện thoại em như có mỗi mấy màu đây, em sẽ like lốt cho mọi người luôn nhá. Em hết 5043 rồi ạ. Cho chị Tony Nguyễn hay sao nhỉ? Đúng rồi, Tony Nguyễn luôn nhá. Thì hàng 5043 rồi này. Cho bán chuyển khoản cho chú nhé. Tiếp theo ạ. Chú được điện thoại nhá, chú được điện thoại. Sau đó thì em sẽ like sang. Sau đó em sẽ like sang cái này nhá. Con này ở bên kho thì còn nhiều màu. Nhưng mà hiện tại là ở đây em còn 3 màu. Em like nốt nhá, có màu nào em like màu đấy nốt. Con đấy,
à, chị Tony Nguyên cho số điện thoại rồi mà. Em đang đây chứ bán đắt. Ok chị Thái nhá, chắc là chị Thái hôm nay chị Thái hơi bị đen rồi, săn hàng từ sáng đến giờ không được hàng sale. Chị Thái đi còn công việc đi nhá. 5043 chị Tony Nguyên có ở trên rồi Hà ơi. Chị ghi mình lộ chị Tony Nguyễn rồi nhá, chị Tony Nguyễn cho số điện thoại rồi mà. Ok nhá mọi người nhá. Đây là túi đựng điện thoại của em, hình như là nó có tầm 7-8 màu cơ. 7-8 màu, nhưng hiện tại ở đây em có 3 màu lắm đây. Em cho mọi người xem nốt 3 màu này nhá. Cái hàng này của em thì không ai có thể chê được cái gì được. Em nói thẳng luôn một câu này như thế. Cái này của em là dây da viền xích nhá. Dây da viền xích này, dây xích thì nó khiến cho mọi người trẻ trung. Còn dây da đấy là để khi mọi người đeo và mặc áo len hay mặc cái hay là không bị đau vai, hoặc mặc vào không bị đau vai luôn nhá. Của em này mọi người được điện thoại thoải mái nhá. Này đấy, có 2 ngăn 3 ngăn, con này các shop khác đang bán 320, 350. Em cam kết luôn, không ở đâu bán rẻ hơn. Bán rẻ nhất luôn thì cũng chỉ 199.000 và không miễn phí gửi. Nhưng bây em bán là 199.000 và miễn phí gửi, hàng đẹp cực kỳ luôn. Cái này có thể, đây có khóa bấm chất da rất là mềm bền nhá. Để được khoảng độ tầm 2-3 chiếc điện thoại, cả vé xe, cả chìa khóa xe, rất là thoải mái luôn. Con này là hiện tại có 3 màu. Ở cửa hàng có 3 màu thì em like 3 màu, màu rêu, màu đen và cả màu bò, là giá là 199.000 và miễn phí gửi. Ai lấy mã hàng K10 thì lại cho em mã hàng K10 nhá. 199 và miễn phí gửi, thật sự là rất là hiếm khi mà có được một cái mã hàng K10 này. Em bán quá rẻ luôn, bán này là bán quá, họ là phá giá thị trường luôn nhá. Ai lấy báo em nhá, có 3 màu, màu bò, màu đen với cả màu rêu nhá. Mã hàng đó là mã hàng K10 này. Đây cái này. Ok mọi người nhá, sale tiếp nhá. Ra bảo chẳng có cái gì cho người ta bắt người ta sale. Từ nãy giờ em kiểm tra xem bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. Mọi người hôm nay chia sẻ ít quá luôn ý, chả ai chia sẻ cho hiền gì cả. Phải chia sẻ đến mọi khi của em lượt chia sẻ phải toàn gần 1.000 lượt chia sẻ cơ. Hôm nay được có 240 mấy người đúng không? 240 mấy lượt chia sẻ cả. Chia sẻ đi để em tặng quà mọi người ơi. Hôm nay tặng quà mọi người còn chê quà của em à? Quà của em đâu rồi? Đấy, đấy. Cái này. Em tặng quà đẹp như thế này mọi người còn chê quà của em không chia sẻ cho em đúng không? Rất là đẹp luôn nhá. Đấy. Phải là mọi khi toàn trên 1.000 lượt chia sẻ. Bây giờ kiểm tra lại có mỗi 243 lượt chia sẻ bảo em nên là sao em tặng quà được nhá. Đấy. Em chia sẻ đây này, cho mấy đinh này. Quà của em đẹp nhảy cơ mà. Đấy mọi người nhá, có khi là 1.000 lượt chia sẻ nhá, lên cho em 500 lượt chia sẻ đi. Lên cho em thôi hôm nay không yêu cầu 1.000 lượt chia sẻ nữa, lên hẳn là 500 lượt chia sẻ là em sẽ tặng quà này được chưa ạ? Bấm theo dõi 2 phút nhá. Đấy, chị mình lên chia sẻ ngay đúng không? Trời ơi quay mặt thật vợ đi. Bấm cho em theo dõi 2 Facebook nhá, đó là Facebook Hiền Thu với cả Facebook Nguyễn Thu Hiền, sau đó thì chia sẻ like nhiều cho em. Đủ 500 lượt chia sẻ em tặng quà nhá. Em rất là dễ tính, mọi khi của em 1.000 lượt chia sẻ mà hôm nay được có 5, đúng mày được có 250 vợ. Chưa đủ 500, hôm nay chỉ yêu cầu 500 thôi nhá. Đấy, chia sẻ em tặng quà cho mọi người cái này. Bây giờ tiếp tục em sang hàng sale cho mọi người luôn nhá. Con này có một chiếc này. Toàn phải sửa giá luôn ấy, bởi vì sale rồi nhưng mà sửa giá toàn sale rẻ luôn. Con 812 em còn một con ở đấy chị bỏ ấy. Con này. Sale còn 150 nốt nhá. Em lấy cho chị luôn con này ra xong rồi ghi giá lại 150 nhá. Con này có một con màu xanh này, 150.000 nhá. Mã hàng 812 nó là màu xanh dương, ai lấy báo em nhá. Vừa có thể đeo vai, vừa có thể đeo chéo. Mã hàng đây là mã hàng sale của em, ai lấy báo em. Mã hàng 812, vừa đeo vai vừa đeo chéo này, rất là đẹp luôn. Đấy, 150.000 nhá. Đẹp cực kỳ luôn, để ví to thoải mái nhá. Đây cho mọi người xem, để một con dòng ví to cho mọi người luôn nhá. Giả sử là một cái mã hàng ví V3 đang là một cái mã ví bán chạy của bên em nhá. Nó là cái mã hàng này, cái ví này của em nó được mọi loại điện thoại nhá. Đấy, rất là to nhá, nhưng mà em để trong cái ví này thoải mái luôn này. Đấy, để trong ví này rất rộng thoải mái luôn. Để đây mã hàng 812 thì báo cho em. Đây 812 màu xanh nhá. 812 màu xanh. Túi là chốt 812 màu đen rồi, bây giờ là 812 màu xanh. Ai lấy báo em nhá. Ok chốt chị Trâm Nguyên Linh mã hàng 812 nhá. Ok chị Trâm Nguyên Linh này, em hết màu xanh này nhá. Tiếp theo em có một cái màu nữa này. Tiếp theo là mã hàng 812, cái màu này đẹp cực kỳ luôn. Cái màu này đẹp quá luôn. Con này em phải bán 108, con này còn bị lỗ ít rồi. Con này nó chỉ hơi bẩn lên một tí thôi. Bị bẩn một tí xíu luôn mọi người ạ. Chả ảnh hưởng gì đâu ạ. Con này là mã hàng 812, gọi là màu vàng đi. Phải đẹp quá. Cái màu vàng mọi người nhá. Mang 812 màu vàng, ai lấy báo em cũng 150.000 nốt nhá. Con này đáng lẽ là phải bán giá cao hơn. Còn hàng chị Trần Thị Hoài Thương, ơi 121 còn hàng ở đây không nhỉ? 121. À 121 đi.
1A21 ở kho em rồi chị ạ. Chị Trần Thị Hoài Thương mà muốn mua 1A21 thì inbox cho em nhá. Và em sẽ gửi video chị luôn nhá. Ok, cho chị Tony Nguyễn một cái 812 vàng. Em hết luôn nhá. Đấy, 812 vàng này. Chị Trương Minh Linh là 812 xanh dương nhá. Em hết luôn có 812 vàng này. Chị Hương, chị Thương inbox cho Hiền Tu để em gửi cho chị cái mã hàng 1A21 nhá. Hiện tại trên cửa hàng em là không có mã hàng 1A21 rồi. Tiếp tục nhá. Xem cho một con này nữa, con này là con thần thánh của em luôn này, có một chiếc nhất này. Cái con này của em là hàng mới nhá, hàng mới chứ không phải là hàng cũ nhá. Cái này lần trước là rõ ràng là em nhớ là em đã sale hết rồi luôn ấy. Sale hết luôn rồi nhưng mà chẳng qua là chắc là hôm trước là chắc là chị nào kiểu như là các bạn cóp đơn kiểu như là lúc mà mình ở cửa hàng với cả ở nhà không giống nhau ấy, mọi người. Con này của em nhá, chất da bền cực kỳ luôn, không bao giờ bong tróc nổ ra, bảo hành trọn đời luôn nhá. Có mỗi 120.000 thôi nhưng mà bảo hành trọn đời luôn. Mã hàng là 5529 màu kem, mọi người vừa có thể làm cờ lắt, vừa có thể đeo chéo, vừa có thể làm ví nhá. 5529 120.000 ai lấy báo em nhá. 120.000 có cả dây đeo chéo là có rất là nhiều ngăn nhá. Bây giờ em sẽ đeo cho nhá các chị luôn. Mã hàng là 5529 nhá. Chị sửa giá chị nhá. Đây mọi người này, vừa có thể làm cờ lắt luôn nhá. Ok, cho chị Nana một cái 5529 em hết hàng luôn nhá. Ôi, đấy mọi người có thể làm cờ lắt này, có là đeo chéo, em cứ đeo chéo cho mọi người luôn nhá. Mặc dù có chị Nana chốt đơn rồi nhưng mà em cứ đeo chéo cho các chị để các chị xem luôn nhá. Để cho để mua hàng nó thoải mái, con này của em bảo hành trọn đời nhá. Không bao giờ bong tróc nổ ra đâu. Có các chị cái này luôn này, tự nhiên móc cái này vào đây. Cái này của em có thể có cả đeo chéo, vừa làm ví, vừa làm cờ lắt, vừa đeo chéo. Chất bền trọn đời luôn. Mặc dù chốt rồi nhưng em vẫn đeo nhá. Dây điều chỉnh dài ngắn thoải mái luôn, xinh cực kỳ luôn, nhã nhặn rất là lịch sự luôn nhá. 120.000 em hết mã hàng này nhá. Tiếp theo này, em buổi sáng vừa sale con này không có hàng mà bán này. Buổi sáng vừa sale con này không có hàng mà bán luôn này. Con này của em mã hàng là 1M nhá. Mã hàng 1M này sale 120.000 nốt này, con này đẹp cực kỳ luôn. Con này mà nó kiểu như nào giao vận chuyển về nếu mà nó không bị mót form ấy là em phải bán tầm 420 luôn. Con này không bị mót form em phải bán tầm 420. Tony Nguyễn không lấy 812 á. Tony Nguyễn 812 màu gì nhỉ? 812 Tony Nguyễn không lấy. Đưa chị con 812. Ok cho chị là chị Linh Phạm ơi, chị lấy 812 màu vàng không ạ? Đưa chị 812 màu vàng. Chị giới thiệu lại. Các chị chắc chắn lấy thì báo cho em nhá, vì em đang sale rẻ quá luôn rồi. Anh ok mọi người này. Chị Linh đâu rồi nhỉ? Đây nhá, giới thiệu lại nhá. Một màu, em xem nào. Ok, em cho chị, một cho chị Giang Yến một cái một màu nhá. Con này của em là bị mất form với buổi sáng sale, các chị tranh nhau mua con này của em là bị mất form nhá. Vừa có thể đeo vai, vừa có thể đeo chéo được luôn. Các chị nhìn rõ cho em luôn nhá. Nó là size 20, con này đấy. Nếu mà không lỗi thì bán 420, nhưng mà do là nó kiểu nó bị mất form ấy thì lát nữa thì em sẽ làm hồng cho mọi người trước khi gửi cho mọi người, mọi người yên tâm nhá. 120.000 em hết con một màu này, chốt cho chị à. Cho chị một màu, cho chị nào vừa nãy đấy nhỉ? Giang Yến nhá, cho chị Giang Yến một màu luôn, em hết hàng luôn này. Ồ, không phải 812 hình như là màu vàng chốt rồi. 812 màu xanh dương cơ. Với 812 màu vàng chốt cho ai ấy nhỉ? À đây 812 màu vàng đây rồi. Ê, em có 812 màu vàng nha, lấy báo em nhá. Mà hàng 812 màu vàng này em sẽ là đáng nhẽ ra 812 màu vàng nó sẽ giá của nó sẽ đắt hơn 812 màu xanh dương ấy. Em nói thẳng luôn. Nhưng mà nó bị hơi bẩn đây một tí luôn này. Đấy, phải để ý cực kỹ mấy mọi người mới thấy nhá. Đây nó hơi bị bẩn đây một tí luôn này. Em bán thì em mới bán 150.000 nhá. Còn đâu con này không đủ giá nhập luôn. Em cam kết là các chị nhận hàng về là các chị thấy một cái sản phẩm của em là không đủ giá nhập của em luôn. 812 màu vàng 150.000 ai lấy báo em luôn này. Vừa có thể đeo vai, vừa có thể đeo chéo, rất là xinh luôn. Xinh cực kỳ luôn, con này của em có được ở ví dài nhá. Con này của em nó vào khoảng độ tầm size 25 nhá. Size 25 rất là đẹp luôn. Đựng ví dài thoải mái luôn đây này. Các chị đi đâu các chị chẳng cần phải bỏ đồ ví ra luôn. Các chị cho thẳng vào trực tiếp đây này đấy. Cho thẳng trực tiếp cái ví dài này còn đựng thoải mái luôn. Đồ đặng nhá, 812 ai lấy báo em luôn nhá. Ok, em xem nào. Ok, chị Trâm Huyên Linh một cái xanh dương em nhớ rồi. Tiếp theo là chị Vũ Thị Thường một cái 812 màu vàng em hết luôn nhá. Túi đen sau. Ok ạ, xem túi đen sau. Túi đen sau của em là 290.
có phải xem túi đen này không chị ơi, bảo em nhá, có phải chị Vinh Linh không, có phải túi đen này không thì bảo em nhá. 812 màu vàng hết luôn rồi này, cất cho chị đi nhá. Ừ đúng rồi đấy. Đấy, ghi lại thôi cho nhanh ấy. Wow, con này xem lau có sạch không này. Đợi em một tí, mấy cái hàng này của em mới cóng luôn ấy, chả bị làm sao cả, đẹp quá luôn ấy. Con này đang đặt về hàng còn đang không có hàng bán này này. Con này bị bẩn này không biết có lau được không. Mày lau thử cho chị xem có sạch không. Đợi em một tí nhá, em kiểm em lau thử xem ở đây có sạch không hàng nó không nhá. Đợi em một tí. Ok chị Vi Linh. Em quay cái này có thể lau sạch được này, lau thoải mái luôn. Con này của em vẫn còn mới nguyên không bị làm sao cả nhá. Con này của em mới nguyên, em cho mọi người xem này. Con này của em mã hàng là 911 này. Con này mới nguyên không bị làm sao cả. Con nào bị lỗi thì em mới sale nhá. Đây con này của em vừa có thể đeo vai, vừa có thể đeo chéo này. Thích thì các chị có thể đeo cả vai, xinh cực kỳ luôn. Này, bên trong cho mọi người xem nhá, rất là đẹp luôn. Con này của em 911 sale rồi là còn 200 nhá. Vừa đeo vai vừa đeo chéo, con này đẹp quá luôn. Chất da rất là sướng luôn. Không hề bị lỗi gì cả, hàng mới của em nhá. Một chiếc nhất mã hàng 911 200.000, ai lấy báo em, vừa có thể đeo vai vừa có thể đeo chéo thoải mái luôn. Con này cũng đựng ví dài thoải mái, đeo lên xinh cực kỳ sang quá. Sang mà rẻ quá luôn ấy. Đó, cái dòng đặc biệt là với cái dòng cái cặp quai cài rất là thích luôn cho mọi người xem này. Đấy. Em cắt hẳn ví, bên trong vẫn còn rất là rộng nhá các chị nhìn này. Đấy. Rẻ quá luôn ấy. Mã hàng 911 đỏ nhá, ai lấy báo em. Giá là 200.000 nhá. Tiếp theo. Tiếp theo em sang lơ lai sang màu đen mà chị ạ. Ok chị. Cái này. Tiếp theo của chị nào hỏi em cái túi này nhá, chị Vi Linh đúng không? Ok. Ai lấy cái mã hàng 911 thì báo em luôn nhá. Đấy, chị Vi Linh này. Con này của em vừa có thể cầm tay, vừa có thể đeo chéo nhá. Chất da thì cực kỳ đẹp, khỏi phải bàn luôn. Vừa sang trọng vừa nhẹ nhàng, chất da rất là đẹp luôn nhá, trẻ trung. Ở đằng sau vẫn có tai nghe cho mọi người nhá. Ở đằng sau vẫn có một cái lỗ đút tai nghe cho mọi người luôn. Ở bên mặt trước này có hẳn 3 ngăn nhá. Ở bên mặt trước có hẳn 3 ngăn kéo khóa riêng biệt luôn, rất là dùng rất là thích luôn. Em mở cho các chị xem ra nhá. Các chị nhìn này, rất là thoải mái, rất là rộng rãi luôn nhá. Có 3 ngăn riêng biệt kéo khóa luôn, để đồ thoải mái. Con này của em chất da dùng rất là bền luôn. Dùng rất là bền, còn giá là 290 nhá. Giá là mã hàng là 6031 629. Các chị yên tâm là cái hàng này của em là do em bán rẻ thôi, chứ còn ở ngoài chẳng bao giờ có cái giá 290 con này của chị cả. Lúc nào phải tầm 350, 380 trở lên nhá. Mã hàng 6031 giá là 290.000 nhá. 6031 giá là 290.000, ai lấy báo em nhá. Tiếp theo ạ. À. Con đấy. Con này con có con nào bị lỗi không nhỉ? Con này bể ra cửa hàng bán cho chị nhá. Lỗi gì không? Thế thôi, có thể ra cửa hàng bán. Con này của em cũng đẹp quá, hàng mới luôn, chẳng bị lỗi gì cả luôn. Con này của em không bị lỗi gì cả. Mã hàng là D25 này. Mã hàng D25 có nó kiểu một cái màu vàng đồng đẹp quá. Nó là màu vàng đồng lạ lắm, đẹp lắm. Em cho các chị xem, đợi em một tí. Đừng có dán giá vào cái phần đầu này này. Chả hiểu sao có dán giá phần đầu. Cái hàng này mới cóng luôn nhá. Mới cóng luôn mọi người này, rất là đẹp luôn. Ok chị Vi Linh lấy một con 6031 giá 290 này. Đấy con đấy. Không 6031 đâu. Có ở trên cửa 6031 nhá. Ok cho chị Vi Linh một cái 6031 nhá. Chào chị Quy Nguyễn. À chị Quy Nguyễn ơi, ở Hiền Thu có cái màu vàng đồng. Lấy chị cái màu vàng đồng của mã hàng trống ấy. Đợi một chút nhá. Chị Quy Nguyễn xem có lấy không nhá. Vì hôm trước chị bảo em là em quên mất. Nhiều việc quá cứ quay quay lại quên mất luôn ấy. Không. Cái vàng đồng của cái trống. Cách trước con Prada này. Đây Quy Nguyễn ơi, em cho chị Quy Nguyễn xem luôn con này này. Đấy màu vàng đồng của em đẹp nhầy cơ mà. Hôm trước chị hỏi em luôn đấy. Em thấy màu túi. Cho xem màu túi cam ở ngoài á, đợi Hiền một tí nhá. Cho xem màu túi cam ở ngoài là màu nào nhỉ? Chứ túi cam ở ngoài là màu nào chị ơi?
Đây, Quỳnh Nguyễn ơi, hôm trước chị hỏi em con này nhá, con túi chống sáng nay ở bên cửa, ở bên văn phòng của em bán hết, chạy hết luôn rồi. Ok chị Minh Hòa đi, hỏi đến giờ. Ok chị Minh Hòa nhá. Con túi chống của em bây giờ hiện tại ở trên cửa hàng em còn đúng 3 chiếc, sáng nay có một chiếc màu đỏ, có một chiếc màu ghi các chị chốt rồi đúng không? Em không biết ship đâu mọi người ạ. À, con này của em hôm nay em sale quá rẻ rồi không biết ship nhá. Chị Dương Quy Nguyễn là nếu mà chị Vi Linh lấy thêm một sản phẩm nữa thì em sẽ biết ship cho Vi Linh nhá. Vì con này 290 rồi, các shop khác toàn bán 350, 380 rồi. Chị Vi Linh lấy thêm một cái sản phẩm nhỏ nhỏ thôi để em cố gắng em miễn phí ship cho chị Vi Linh nhá. Còn chị Tú Quy Nguyễn xem cho em cái mã hàng này nhá. Mã hàng này của em. Này quay qua đây cho chị cái gì nắng lắm này luôn. Cái mã hàng này của em sáng nay ở bên văn phòng bán cháy hàng luôn. Ở cửa hàng em có mỗi 3 chiếc này nhá. Chị nào mà tranh thủ không mua đi. Hôm trước là hết màu đen rồi các chị nhá. Đấy, hôm trước hết màu đen, màu vàng đồng của em rất là đẹp đây này. Đấy, một vàng đồng rất là đẹp luôn nhá. Cái này con này của em mã hàng là con này của em là 420.000 thôi, vừa có thể cầm tay vừa có thể đeo chéo, rất là đẹp luôn. Em có 4 màu các chị luôn. À, có 3 màu chứ. Hiện tại là còn có 3 màu thôi. Đẹp bằng cái này của em đẹp lắm luôn đấy. Thật ra đẹp khỏi bàn luôn nhá, các chị nhìn xinh không ạ? Màu hồng pastel. Tiếp theo màu đỏ đô. Và tiếp theo nó màu vàng đồng, toàn màu lạ, toàn màu đẹp thôi. Đấy. Màu ở ngoài đẹp hơn trong lai rất là nhiều, chất da thì rất là mềm nhá. Chất da rất là mềm. Đẹp như này mà em bán cho mọi người có 420 và miễn phí gửi nhá. Con này thì em sẽ có miễn phí gửi, giá mã hàng là 420 và miễn phí gửi. Mã của nó là 889 nhá, 889. Mỗi màu chỉ có một chiếc duy nhất, chị nào không mua thì cố gắng mua cho em nhá. Không đến lúc mà hết hàng hỏi em. Tại từ hôm sáng nay có một chị hỏi em cái màu đen nhỏ nhỏ, em hết hàng luôn rồi. Màu hồng pastel, màu đỏ đô và màu vàng đồng nhá. Túi số 3 ở ngăn thứ 2 ạ. Túi số 3 ở ngăn thứ 2. Túi số 3. Túi số 3 ở ngăn thứ 2. Túi số 3 ở ngăn thứ 2. Ơi á, có phải túi này không chị? Chị My Vân ơi, chị My Vân ơi, có phải cái túi này không? Thì báo em chị My Vân nhá. Con này của em cũng là đang sale. Túi cầm tay là túi class là chị Vi Linh ơi. Có phải túi cầm tay là túi class không? Ai lấy cái này thì báo em nhá. Mã hàng là 88. Mã hàng là 889 nhá. Mã hàng 889 mỗi màu chỉ có một chiếc thôi nhá. Đây cho mọi người xem mấy cái mẫu này nhá. Mấy mẫu này thì em đang sale này. Con này thì vừa có thể cầm tay vừa có thể đeo chéo, mỗi màu em có một chiếc nhá. Mỗi màu có một chiếc, con này đẹp cực kỳ luôn này. Ở cửa hàng thì em bán giá là 220 nhá. Ok chị Lê Hằng, túi đầu rồng vui xì nhá, đợi em một tí luôn nhá. Đây này. Con này của em có 3 màu, màu nắng rất là đẹp, mọi người vừa có thể cầm tay này, vừa có thể khoác tay này, có cả dây đeo chéo cho mọi người luôn nhá. Đây cho mọi người xem bên trong này. Mã hàng của em là mã hàng 8805 nhá, chất da mềm lắm. Mã hàng 8805 màu bò bao nhiêu? 220 và miễn phí gửi chị ơi. Con này em sẽ cho mọi người miễn phí gửi 220 và miễn phí gửi có cả cầm tay có cả đeo chéo nhá. Đấy. Trong hôm nay nhá, đặt hàng trong hôm nay thì mới được miễn phí gửi thôi nhá. 220 miễn phí gửi, bên trong toàn bộ lót đẹp cực kỳ luôn này, chất da rất là mềm luôn, vừa có thể cầm tay vừa có thể đeo chéo, xinh cực kỳ luôn. 8805 nhá, 220 và miễn phí gửi. Trong ngày hôm nay thôi nhá, ai lấy báo em có mỗi màu có một chiếc. Màu đỏ, màu đen với cả màu bò nhá. Hà cứ lấy hết các số của chị nhá. Chị nào mà không nghe máy thì chị nhường cho chị Khang nhá. Chị nào không nghe máy thì em nhường cho chị Khang. Có màu bò, màu đỏ đô với màu đen, vừa có thể cầm tay vừa đeo chéo, hàng không đẹp không lấy tiền. Mã hàng là 8805 nhá. Mã hàng 8805 220 và miễn phí gửi. Đấy nhá. Tiếp theo là chốt cho chị Trương Phượng một cái 8805 màu đen. Chị Đậu Huỳnh một cái 8805 màu bò. Chị Đậu Huỳnh ơi cho em số điện thoại nhá. Ở bên trái từ ngoài vào. Ở bên trái. Bên trái bên này. Từ ngoài vào kệ Tiếp theo là chị Đậu Huỳnh mà lấy thì cho em số điện thoại chị Đậu Huỳnh. Ok chị Đậu Huỳnh một cái màu bò 8805 gửi cùng tôi biết chưa? Ok chị Trương Phượng, ok chị Phương Phượng, ok chị Vui Đào một cái 8805 màu đen để em kiểm tra xem. HM mini em hết rồi chị Hải Yến ạ. À. Mấy hôm nữa sẽ về hàng thêm nhá. Mấy hôm nữa em sẽ về hàng thêm, là ai lấy cái mã hàng 8805 thì báo em nốt nhá, quá rẻ, vừa rẻ mình vừa mình thì gửi luôn. Túi số 3.
ở ngăn thứ hai mày ơi, túi số 3 ở ngăn thứ hai, hình như túi màu cam đấy, lấy chị cái mũ màu cam đấy, con đấy hình như là sale rồi còn 700 mấy, nó là HM Kelly, HM cầm ấy. Bây giờ sao xem cui xì đầu rồng các chị nhá. GC đầu rồng này thì ở cửa hàng ở văn phòng em thì có thêm màu đỏ, nhưng mà ở cửa hàng thì ở cửa hàng có hai màu, màu đen màu kem, còn ở cửa ví cầm tay nhá. Ok chị, rồi xong cái con này em sẽ sang ví cầm tay luôn này. Ở cửa hàng em thì có màu kem với cả màu kem với cả màu đen, còn ở bên văn phòng nó có thêm màu bò, màu đỏ. Ai muốn xem màu đỏ thì báo em. Em mọi người nhá, em có hiện tại là GC, hiện tại là mã đầu rồng này, em có hai màu ở văn phòng nhá. Vừa có thể đeo vai, vừa có thể đeo chéo, nói chung con này em bán rẻ lắm rồi ấy, thật sự luôn. Chứ sao phải cắt cái túi kia. Em hỏi như là như ở bên kho vẫn còn, em vào hỏi anh Đức xem. Em mọi người nhá, con này này vừa có thể đeo vai, vừa đeo chéo, xinh cực kỳ luôn. Đặc biệt con này dùng rất rất là bền luôn. Em về hàng không biết bao giờ, ngay là không cho về hàng rồi, nhưng mà khách họ cứ đặt nên là em lại phải cho về nhá. Ở bên trong này, mọi người để ý cho em này, ở ngoài chẳng ai bán cho chị cái giá 380 còn miễn phí gửi cho các chị luôn, rất là rẻ, rất là đẹp này. Ở bên trong nhá, có 4 ngăn này, 3 ngăn giữa này, đấy, ngăn này một ngăn kéo khóa nữa này. Còn bộ lót Gucci các chị này rất là mềm luôn đấy, chất da rất là mềm, rất là bền. Con này dùng bền lắm luôn đấy. Cũng cho một cái ví dài thoải mái cho các chị luôn này. Đấy, các chị nhìn không ạ? Cho ví dài thoải mái rất là rộng luôn, cho khoảng tầm 3-4 cái ví. Các chị có thể để thêm một quyển sổ các thứ cũng thoải mái luôn. Cái màu kem với cả cái màu đen thì nó cũng không khác nhau quá nhiều về đa phần là cái kiểu phần da chính của nó vẫn là phần GC ạ. Chỉ khác mỗi là cái màu này nó chỉ viền một tí ở phần này với cả ở phần dưới đáy thôi, còn nó không có vấn đề gì cả. Đấy nhá, ai lấy báo em mã hàng DR nhá. Có 380.000 và miễn phí gửi thôi, rất là rẻ, rất là đẹp. Đấy, chất da form thì đứng luôn nhá. Không có gì bên trong, chất form vẫn đang đứng nhưng mà chất da thì rất là mềm luôn chị ạ. Con này dùng bền lắm. Vừa đeo vai vừa đeo chéo. Quá nhiều kiểu đeo cho các chị luôn mà có 380 và miễn phí gửi. Mua thử con này của em đi, dùng sướng cực kỳ luôn nhá. Mã hàng DR nhá, có màu kem với cả màu đen, ai lấy báo em ạ. Tiếp theo có một cái màu này nó đẹp quá. Có khách hàng hỏi cái này mà. À đúng rồi, có một con khách kia ơi. À, chị ở chị Đậu Huỳnh. Ok chị Đậu Huỳnh nhá, bọn em sẽ gọi điện thoại xác nhận đơn hàng. Các chị sau khi mà chốt đơn hàng xong nhá, nhớ có màu đỏ có không? Màu đỏ thì vừa like cái gì ạ? Màu đỏ có chị ơi, chị Huyền Trần ơi, màu đỏ có. Giá là 380.000 và miễn phí gửi. Màu đỏ thì hiện tại ở bên văn phòng em mới có cơ, thì các chị có thể lấy inbox cho em sẽ chung cho mọi người màu đỏ nhá. Còn mà hiện tại ở bên cửa hàng em thì đang hết màu đỏ luôn. Em sẽ bảo các bạn mang bổ sung màu đỏ lên cửa hàng luôn nhá. 380.000 và miễn phí gửi cái con mã hàng DR đấy chị Thảo Bùi nhá. Đặt hàng đi, không đặt thì rất là phí luôn. Mấy cả các chị yên tâm là đặt hàng của bên em ý, kể cả các chị có mua cái sản phẩm của 20.000 hay 30.000, các chị đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá. Các chị tại sao? Bởi vì cái hàng của em quá đẹp, em rất là tự tin cho mọi người kiểm tra hàng nhá. Đấy. Ok chị Lê, hàng đầu dòng màu đỏ luôn nhá. 380.000 và miễn phí gửi. Em nói rồi, các chị yên tâm là được kiểm tra hàng trước khi thanh toán thoải mái. Hàng không đẹp thì em không bao giờ em dám tự tin cho các chị kiểm tra hàng đâu. Mấy cả bán hàng phơi mặt ra như này ngoài cho các chị như này, bán hàng có lãi một có mỗi mấy chục, xong rồi các chị là thử như bán hàng đều ý, các chị chụp ảnh màn hình em xong rồi cho vào các trang cá nhân khác thì chết luôn, được chưa ạ? Em mà không bao giờ bán cái kiểu như thế, được chưa? Tiếp theo nhá, mã hàng tiếp theo của em là mã hàng HM này. Chị có mã cái này còn cho đọc giống con kia chưa? Con này của em là HM925 mọi người nhá. Hiện tại em có cả con màu vàng, cả một con màu cam, lấy hết cả hai màu cho các chị xem luôn nhá. Còn con màu vàng đấy. HM925 này thì em có hai màu. Ở bên văn phòng thì như có cả một cái màu nâu bò nữa. Chị nào mà lấy thì cứ inbox cho em thì em chụp thêm. Ở cửa hàng còn mỗi ở văn phòng thì có cả màu rêu với cả màu nâu bò. Ở cửa hàng thì có hai màu, màu vàng với cả màu cam. Nói chung là dùng HM, dùng màu cam này quá chuẩn luôn rồi nhá. Nó là hàng super full hộp thẻ pin nhá. Hộp của em là hộp 500 nó. Vừa cất hộp rồi thôi các chị nhá. Yên tâm, hộp của em là 500 có quai cầm chứ không phải là kiểu là cái kiểu hộp giấy thông thường nên các chị yên tâm nhá. Hàng đẹp lắm luôn. Đấy, các mọi người xem bên trong. Con 805 này chốt màu gì đấy? Bên kho hết. Bên kho hết à? Chị xem chốt màu gì? Hết sạch hàng hả? Anh bỏ hết. Vẫn còn mà. Anh bảo là gửi về đi này. Thế lấy hết. Vừa lấy các chị chốt màu bò, màu đen, hình như không có đỏ hay sao, chả nhớ.
Em hỏi Hà xem. Rồi hết hàng rồi à? Không biết, cứ tưởng có hàng chốt cho mọi người. Đây mọi người nhá, bên trong toàn bộ lót da này, đẹp cực kỳ luôn nhá. Đấy, bên trong này có một ngăn này, một ngăn kéo khóa này. Nói chung hàng này đẹp lắm, các chị không phải lo đâu nhá. Có tác thẻ, có khóa ổ, đầy đủ luôn. Có cả dây đeo chéo 8805 này. Cái này là em sale từ 790 còn 680 và miễn phí gửi nhá. Ai lấy báo em, được chưa ạ? Hàng nói chung là cái tiền nào của đấy, cái hàng này đẹp cực kỳ luôn, 680 nhá. Con này không cần phải cho thêm nhiều vào trong đâu, em cứ gói lại xong rồi cho chị ra ngoài để chị có sale xem. Mã hàng là 9. Mã hàng là gì nhỉ? 925 nhá. Em có màu hồng mới cả màu em có màu cam mới cả màu vàng, ai lấy báo em. Em cảm ơn chị Thảo Bùi nhá. Mình đã từng mua sản phẩm của shop rồi, xài rất ok. Cảm ơn các chị luôn nhá. Ai lấy cái gì mà báo em. Con đi hồ xanh vẫn chưa có, Hiền kiểm tra dùm. Ô chị Lê Hằng ơi, đợi em một tí ạ. Hà ơi, kiểm tra đơn hàng của chị Lê Hằng xem con deal xanh vẫn chưa có, vẫn chưa gửi hàng chị à. Hà ơi, xem hàng đi đến đâu rồi nhá. Tiếp theo vào cho mọi người xem một cái, xem một vài mẫu điểm ấy, mẫu deal của em thì đa phần giá của nó sẽ khoảng độ vào tầm 600 rưỡi đến 700. Ai muốn xem thì báo em nhá. Đấy, cái giá của nó là hàng super full, hộp thẻ pin và hộp của nó cũng là hộp xịn ấy, bởi vì cái hàng của em là hàng xịn, nhưng mà cái hộp của nó cũng rất là xịn. Đấy, cho mọi người xem qua một tí nhá. Cho mọi người xem qua mẫu deal một tí. Đặt hàng deal của em nó sẽ ở tầm giá là 650 700 nhá. Nó đấy là hàng sale rồi thì mới có giá đấy mọi người nhá. Đấy, cho mọi người xem một mấy cái này. Hiện tại là ở văn phòng còn mấy cái nữa, nhưng mà em ở đây mang lên cửa hàng có gần này mẫu thôi. Đấy ạ, hàng đang chuyển rồi nhá chị ơi. 925 đấy là size 25 chị Mi Vân ạ. Size 25 đeo rất là vừa người, không bị to quá, không bị nhỏ quá. Đây con này này. Em chị nhỏ một tí. Đây mọi người nhá. Đẹp lắm luôn, mọi người nhìn chất da của nó này. Đấy, mọi người nhìn chất da của nó đẹp cực kỳ con này cơ mà. Đấy. Chị Mi Vân mà hay là có muốn lấy con màu vàng hay là con màu cam này thì báo em nhá. Đấy. Nhìn chất da của nó đẹp như này cơ mà, mềm ơi là mềm, mà con này dùng bền lắm, chẳng bao giờ hỏng luôn đấy. Thấy nhá. Ai lấy báo em, còn đây là dòng Dio nhá. Đây, cái này của em là size 25 này, có màu trắng, màu cam, màu đỏ, màu đen. Đấy ạ. Con này, mấy con này là size 22 này. Đấy. Rất là đẹp luôn. Có một con ong này nữa này. Con ong này mới về hàng thêm một chiếc này. Hết hàng này thì mới về hàng thêm một chiếc, nó là tầm size 22. Nhưng con này em sale rồi thì giá của nó là 650. Còn những cái con tầm size 25 này thì giá của nó là 700. Tất cả là hàng sale rồi, toàn sale tầm 200.000 luôn. Đây con này có một con 5 ô, sale còn 650. Hàng đi rồi thì đa phần là em đều miễn phí gửi hết cho các chị. Hàng cao cấp thì cố gắng tạo điều kiện là miễn phí gửi cho nhau để đấy. Chị Đỗ Minh Nguyệt và dùng thì bền quan trọng, nhịn mua nổi không ấy. Đấy nhá, đấy, tiếp theo này, Chanel này. Nhiều lắm, ai muốn xem mã nào báo em. Đấy nhá. Nhiều đẹp luôn. Đây là hàng công sở, kiểu như là những cái túi đi làm thứ đẹp lắm này. Mà chất da của nó như da thật luôn ấy, sờ sướng lắm. Đây, mã hàng T32, T38 thần thánh của em này. Chất da chống nước, chống sức, chống bụi, sờ sướng kinh khủng luôn. Đấy, chị nào muốn xem mã nào báo em nhá. Đây em cây này. Em cây này, CK này. Chưa ạ? D25 mà, D25 ok Giang Yến nhá. Đây chị Ngọc Anh Hà ơi, tủ sách to này rất là đẹp luôn. Nhà này đẹp lắm. Em Hà ơi, chị Đỗ Minh Nguyệt nhá, hàng nhà này đẹp lắm luôn đúng không ạ? Cố gắng tìm các cái hàng nó vừa đẹp mà nó vừa độc còn bền cho các chị luôn nhá. Túi kẻ Burberry size bao nhiêu? Con kẻ Burberry này của em hình như có một chiếc nhất thôi. Con này khoảng độ tầm size 27 28 ấy. 27 28 hay sao nhỉ? 29 ấy. Em kiểm tra xem size nó bao nhiêu nhá. Nó khoảng độ tầm 29-30 chị ạ. Con này đeo xinh lắm. Con này đeo rất là xinh với cả sang luôn. Con này là hàng đẹp của em. Con này là hàng cao cấp sale rồi, là sale từ 780 còn 570 một chiếc duy nhất nhá. 780 còn 570 dùng được cả hai mặt luôn. Đấy thì nhìn nhá, dùng được cả hai mặt luôn, sang cực kỳ luôn, chất da thì rất là mềm nhá. Con này đẹp lắm lắm luôn, không thể dùng cái từ nào để có thể lột tả được cái vẻ đẹp của nó luôn. Đây cho mọi người xem bên trong này. Khóa đồng rất là sáng đây. Các chị nhìn bên trong của nó, các chị biết là con này đấy, đẹp không ạ? Rất là đẹp luôn, có 3 ngăn lớn. Các chị nhìn cái lớp lót của nó, các chị cũng hiểu luôn này. Đấy, đẹp này.
Từ bên túi từ bên này mà phải trở về Việt Nam là biết rồi. Thế em nhớ chị Đỗ Minh Nguyệt rồi đúng không? Chị ở nước ngoài đúng không? Đây ạ. Thế nhá, con này vừa có thể xách tay rất là sang trọng luôn. Đấy, mặc con này quá là xinh, xong mà mình có thể đeo chéo rất là đẹp luôn. Không, nói chung là em không thể có một cái từ nào để lột tả con đấy. Con đấy mà con bên cạnh này cũng đẹp này, form đẹp mà chất da của nó. Từ cái lần này may mắn là lần trước em sang đấy thì em chọn được, em tận tay em sờ được các chất. Mà sờ các chất chất da của nó đều rất là đẹp, rất là mềm luôn. Và bên trong rất là nhiều ngăn, nó dày dặn, nó đầm tay đó. Sờ nó đầm tay là sướng đó. Một con kẻ này cũng đẹp này. Đấy mọi người nhá, toàn hàng đẹp thôi ạ. Hôm qua mới là con 22 nữa. Ok à, chị Đỗ Minh Nguyệt mới là con 22 nữa à. Chị Thủy Đặng ơi, ví nam thì bên em chưa có rồi, đang cố gắng đặt cả về. Đang cố gắng đặt, mọi người đang hỏi em túi thật mình cả là túi ví nam. Thì em có túi nam thôi. Đây, em một tí. Con này thì sale từ 780, còn bao nhiêu nhỉ, lại quên mất giá rồi. Con này thì em đang sale từ bao nhiêu nhỉ? Con này thì là 780, còn 570 và miễn phí gửi này. Các chị yên tâm lên đặt hàng của nhà em, không đẹp không lấy tiền. Em nhớ mà. Cái túi quai đỏ đây, cái con này là 780, còn 570 nhá. Hàng không đẹp không lấy tiền và miễn phí gửi luôn. Chị Ngọc Anh Hà, cái túi quai đỏ đây cho mọi người xem không. Em ơi cầm cho chị đây. Em cầm cho các chị lên dáng trước nhá. Cầm nhảy cho các chị đẹp, cho các chị nhìn lên dáng đẹp cực kỳ luôn, sang rất là sang luôn nhá. Đang cầm máy cho các chị nhảy cho mọi người xem bên trong nhá. Đấy, cho mọi người xem kỹ luôn này. Đẹp cực kỳ luôn nhá. Đấy, cho em cho các chị xem có ai quay cận cảnh các chị như này không? Đẹp cực kỳ luôn nhá. Khóa của nó khóa đồng sáng bóng lắm. Đấy, khóa đồng rất là sáng bóng bên trong nhá. Tất cả các có 3 ngăn lớn như này, nhưng mà tất cả đều có một cái ngăn kéo khóa như này cho các chị luôn này. Đấy. Các chị nhìn lớp lót của nó, các chị cũng hiểu cái chất lượng sản phẩm như nào nhá. Đẹp cực kỳ luôn đấy. Thế dây đeo chéo nhá. Đấy, 3 ngăn lớn như này nên là nó sẽ có một cái ngăn kéo khóa tổng cho các chị luôn. Xinh cực kỳ luôn, được tặng thêm một cái ví nhá. Và cái này của em dùng được cả hai mặt luôn này. Các chị nhìn đang dùng được cả hai mặt luôn nhá. Con này mã hàng của nó là BB28. Em còn một chút duy nhất, ai lấy báo em nhá. Sale từ 780 còn 570. Miễn phí gửi. Sang lắm, con này sang cực kỳ luôn. Đấy nhá, chất da thì rất là mềm nhá. Size khoảng tầm 29-30. Đeo rất là hợp lý. Mặc dù size to như này thôi nhưng đeo đựng rất là tiện lợi. Nhưng mà cái form của nó được nó may thiết kế, nhưng mà trông nó nhìn nó gọn gàng lắm. Chẳng ai nghĩ là tầm 28-30 cả. Đấy nhá. Hai lấy báo em. Em còn một con nữa lên form cũng đẹp cực kỳ luôn. Đó là cái con này này. Con này em sale thì còn 550 thì rẻ. Rẻ hơn một chút. Nhưng mà nó form của nó cũng rất là đẹp. Đấy, nhìn này. Chất da rất là đẹp nhá. Mà cái con này ở Việt Nam làm gì có, còn làm gì có số nào có mấy đâu. Đấy, toàn em toàn cố gắng săn mắt cho các chị hàng lạ, hàng đẹp mà cái form túi to là các chị đựng đồ dễ luôn á. Còn bên này là da thật của em này. Đây da thật đây nhá. Cho chị cái đen nhỏ đi em. Chị Mai Mai mà cái đen nhỏ là cái nào chị? Cho Mai Mai ơi. Chị Mai Mai cái đen nhỏ là cái nào chị nhỉ? Chị Mai Mai báo lại cho Hiền nhá. Nè, da thật của em nhá. Da thật của em mã hàng 2833 này, cho các chị lên form nhìn form này. Đấy. Của đấy thì em không cho mọi người lên form chuẩn được. Đẹp cực kỳ luôn. Hàng da thật của em nó thật là các chị dùng sướng lắm luôn ấy. Đã bền thì chớ mà form của nó chuẩn, xong rồi dùng càng dùng bền thì lại càng thấy. Đây là cái hàng này của em là toàn bộ là da thật nhá. Đấy, khi nào ở Hà Nội qua trực tiếp cửa hàng em cho em. Qua trực tiếp cửa hàng lên form cứ cho nó chuẩn sờ cho rất là sướng. Cái ba lô đinh bao nhiêu? Chị hay chút cao cái ba lô đinh nào nhỉ? Ba lô đinh nào? À ba lô đinh đấy á, còn một chiếc nhất sale là 350 và miễn phí gửi chị Thanh Trúc Cao ạ. Đấy, đây là ba lô da thật nhá. Ba lô da thật này mẫu này thì em chưa bao giờ em cho về hàng ạ. Đấy. Tao tao mua da thật hết nhá. Con này có màu bò, trước là Đức mang lên rồi. Không bày ra hả em? Màu bò mang lên rồi đấy. Hôm qua đấy. Hôm qua Đạt mang lên một cái T71. Đây cho mọi người xem cái mã hàng T71 của em. Con này bán hết rồi à? Có mỗi màu đỏ thôi à? Đen thì bò bán hết rồi à? Có mà em hôm qua Đạt mang lên một con. Đây con này của em đẹp lắm. Con này của em có 550 và mình. Ôi trời. Nhà xong nhà cho chị lên mới. Con này của em hình như hết rồi, hết đen với cả bò rồi. Để bạn. Đây này. Con này của em sang cực kỳ luôn, hết đen bò rồi. Đây là em còn màu đỏ như này. Cái chất da này của em chống nước, chống xước, chống bụi nhá. Các chị nhìn vân da mà xem. Đấy, nhìn cái vân da này đẹp lắm. Cái này của em là mã hàng T71. Đấy, ba lô đinh của chị là Thanh Nhúc Cao nhá. Tiện cho mọi người xem luôn này. Đây là cái ba lô này.
cái ba lô này chất da rất là dày dặn đây nhá mọi người, chất da sờ sướng cực kỳ, con này bền lắm. Con này đấy, con chị Thanh Trúc Cao này, ba lô đinh này của Hiền sale rồi là 350 và miễn phí gửi. Thế mà cái đinh này của em nó không bị rỉ nhá. Đấy, đinh này của em rất là sáng và nó không bao giờ nó bị rỉ. Con này của em vừa có thể làm ba lô, vừa có thể đeo chéo. Size của nó đeo rất là hợp lý, vừa ba lô vừa đeo chéo vừa cầm tay. Mã hàng là ba lô đinh, chị hỏi giá trước để con gái chị mua. Ok, Thanh Trúc Cao nhá, còn một chút nhất thôi chị Thanh Trúc Cao mà nếu mà lấy thì báo Hiền nốt nhá. Lồng da rất là bền, mã hàng 8860 nhá. Đấy, vừa có thể làm ba lô, vừa có thể đeo chéo luôn. Chất da rất là mềm, rất là bền. Được chưa ạ? Đấy, phận đó các chị có mã hàng T51 này đi cả. Các chị muốn xem mã nào thì báo em. Đây là các cái dòng size nhỏ nhỏ hơn. À, size to ở trên này. T mấy cái dòng này được A4, được laptop này. Thanh Trúc Cao inbox Hiền nhá, Thanh Trúc Cao nhá. Có một chiếc thì Thanh Trúc Cao lấy thì báo em nốt. Này, mã hàng 1A27 cũng trước bán trên cửa hàng hết veo luôn. Này, thấy mọi người nhá, cho mọi người xem một vài mẫu, chị nào muốn ưng mẫu nào thì báo em. Con này đẹp quá. Đấy nhá, sau xem qua nhanh nhanh sau đó thì em sẽ dừng lại, sau em sẽ like cho các chị nhá. Cái T70 về hàng. Đẹp lắm. Đấy nhá, cho mọi người xem qua trước sau đó thì đây là túi nam này. Đó. Túi nam em để phần trong này nhá. Để phần trong này theo nhá, em sẽ like cho mọi người xong một cái dòng túi này. Em không nhớ cái này có bao nhiêu cái nhá. Đây có hai con. Em ơi con này có bao nhiêu cái nhá? Không ạ, sao cái vợ cái này. Còn một cái nữa. Ui xấu. Hồ gì á, hồ đen. Ok ok. Đấy nhá, em ở 278 Nguyễn Trãi, đại học ở gần đại học Hà Nội, chị Ngọc Anh Hà. 278 Nguyễn Trãi ở Hà Đông, nó ở gần đại học Hà Nội chứ không phải 278 Nguyễn Trãi Thanh Xuân nhá. Nó ở phía dưới cái chỗ mà ngã tư Khuất Duy Tiến một tí thôi. Chị cứ hỏi ở gần đại học Hà Nội luôn. Đúng rồi chị Minh Nguyệt ơi, cái này xinh lắm luôn đúng không? Cái hàng này của em là cái hàng chất khác, cái hàng này của em chất đẹp hơn trước nhiều luôn, rất là đẹp luôn nhá. Đấy. Con này của em rất là đẹp mà đặc biệt là nó rất là tiện dụng luôn. Bây giờ em đeo cho các chị luôn nhá. Các chị nhìn này đẹp lắm. Đấy, con này mã hàng TL7 chất đẹp hơn nhưng mà bán giá rẻ hơn trước. Con này của em là chất đẹp hơn nhưng mà bán giá rẻ hơn trước luôn nhá. Đấy, các chị Đỗ Minh Nguyệt bảo là cái này lần trước mua rồi rất là xinh. Con này dùng bền lắm, êm lắm luôn nhá. Này, cho mọi người xem nhá, cái khóa này mở rất là dễ luôn. Đúng rồi, vừa xinh vừa gọn gàng luôn. Cảm ơn chị Đỗ Minh Nguyệt nhiều nhá. Ở bên nước ngoài mà hôm trước hình nhớ đặt hàng của em mấy lần liền rồi đây này. Hãy gửi hàng sang nước ngoài, khóa của nó các chị nhìn này, rất là sáng bóng luôn nhá. Lấy thứ ba gọi. Lấy thứ ba mới gửi nhé, ba lô đinh. Ok Thanh Trúc Cao nhá, em chị Thanh Trúc Cao lấy một cái ba lô đinh để em cất về nhá. Thế à? Không phải đâu chị Đỗ Minh Nguyệt ạ, nếu mà tại vì nếu mà nhập rẻ thì em sẽ bán rẻ cho mọi người thôi, chứ còn nếu mà nhập giá cao thì phải, bởi vì cái hàng này nếu mà mới ra thì nó sẽ bán, các chị dùng vào độ tầm 1 năm 2 năm rồi thì nó sẽ có giá giảm hơn cho mọi người luôn. Đấy mọi người nhá, có bảo hẳn ba ngăn kéo khóa này, mọi người mở ra như này nhá. Em cất chị cái ba lô đinh cho chị Thanh Trúc Cao nhá. Chị Thanh Trúc Cao nhá mọi người nhá, để ý cho em nhá, khi mà sau khi mà kết thúc live thì các bạn nhân viên của bên em ý thì các bạn sẽ gọi điện về để chốt đơn hàng, thì các chị cố gắng nghe máy cho em nhá. Và mà trong lúc mà nghe máy các chị là thử như là có muốn ship vào mấy giờ này, hay là có vấn đề gì về đơn hàng, giả sử như là chị không nhận được vào thứ mấy thì các chị báo em để em báo với cả cái bên giao hàng để làm sao là tạo điều kiện nhất cho mọi người luôn nhá. Đây cho mọi người xem này, lót của nó đẹp cực kỳ luôn. Đây, bên trong có ba lớp nhá, ba khóa ba lớp của chị này. Con này nó rất là gọn luôn, để rất là thích luôn nhá, mà nó nhẹ lắm, nó nhẹ có cả dây đeo chéo này. Con này hình như còn mỗi 2-3 chiếc rồi sao ấy, em hết hàng. Con này đẹp lắm luôn, chất da rất là mềm. Bây giờ em sẽ đeo lên cho các chị xem nhá. Đấy, chị Đỗ Minh Nguyệt mua con này rồi, vừa gọn vừa xinh luôn. Đấy, lần trước chị Đỗ Minh Nguyệt mua cái giá 350, còn lần này em bán cho các chị có em nhập rẻ hơn, em bán cho mọi người giá 300 thôi. 300.000 và miễn phí gửi mã hàng TL7. Ai lấy báo em, hàng không đẹp không lấy tiền. TL7 như em có 3 con nhá. Em có 3 con, ai để lại số điện thoại cùng mã hàng trước thì em chốt trước nhá. Đẹp cực kỳ, bền lắm. Rất là xinh luôn, 3 ngăn rất là rõ ràng, khóa đồng sáng bóng luôn. Mã hàng TL7 300.000 và miễn phí gửi luôn nhá. Được chưa ạ? 300.000 và miễn phí gửi luôn, xinh lắm, đeo chéo hay là đeo vai đều rất là đẹp. Ai đặt hàng mã hàng TL7 báo em nhá. Em đeo chéo cho các chị con này cho nó xinh. Thông thường thì em thích đeo ngắn. Ai đặt hàng mã hàng TL7 báo em nhá. Đấy,
Lần trước là em nhập giá cao hơn thì bán là bán 350. Còn lần này thì em nhập giá rẻ hơn, em bán cho mọi người giá 300 và miễn phí gửi nhá. Ai lấy báo em mã hàng TL7, chất da rất là mềm luôn, chất da rất là mềm, có 3 ngăn khóa đồng rất là sáng bóng. Ai lấy báo em nhá, con này để điện thoại thoải mái. Chắc là nếu mà để tối đa khoảng độ tầm 7-8 con điện thoại luôn. Đấy, để túi ví rất là rộng rãi luôn nhá. Mã hàng TL7. Tiếp theo nữa này. Tiếp theo con này nhá. Mã hàng TL7 nhá. Đúng rồi, rất gọn và xinh, em cảm ơn chị nhá. Em có em cho chị Lê Thúy Nga một cái TL7 màu, chị Ngọc Anh Hà màu gì à, hay màu ghi à? TL7 em chỉ có một màu đen thôi nhá. Ai lấy báo em nhá, rất là rẻ, rất là đẹp, cam kết hàng rất là đẹp. Em có một cái mã hàng túi. Túi này rất là xinh. À, PT19 này, PT19 nhá. Con này rất là đẹp, rất là hiếm. Thôi hôm nay thì em sẽ sale rẻ cho các chị luôn, được chưa ạ? Hôm nay sale rẻ cho các chị con này luôn nhá, rất là đẹp, nhưng mà chỉ có một chiếc duy nhất thôi. Mọi người có cả dây đeo ngắn, có cả dây đeo dài, dây đeo ngắn của nó là dây xích. Mọi người có thể đeo tay như em như này, hoặc mọi người có thể cầm tay như này, xinh cực kỳ luôn nhá, rất là xinh xắn luôn. Có cả dây đeo chéo này, đấy, mở rất là dễ luôn. Có cả dây đeo chéo, mọi người nhìn cái đường viền của em đẹp không ạ? Đấy, đây là hàng cao cấp nhá, chất da rất là mềm luôn. Chất da rất là mềm luôn. Đây cho mọi người xem. Đây rất là rộng rãi luôn, rộng cực kỳ luôn mà chất da rất là mềm. Có cả khóa luôn nhá. Ơ con này dây đeo chéo của nó đâu? Đây ạ, có mình cái này chứ ạ. Không, con này có cả dây đeo chéo mà. Ơ vậy thế ạ. Sao chị bước lên đây thì vẫn có thấy có dây đeo chéo mà. Sao giờ không thấy dây đâu ạ? Có dây mà. Con này các bà lại vứt dây đâu rồi, thôi để em cắt con này đi, em tìm dây của nó đã. À ừ đâu rồi, lên đây 25 cắt chị cái. Để bảo báo lên kia có đến 25. Đây rồi. Em đang tiếp hàng sale cho mọi người luôn nhá. Ok Giang Yến luôn. Con D, con này D25 đúng không? Đúng rồi, Giang Yến nhớ quá luôn. D25 này là một con vàng đồng của em, con này còn là con hàng mới của em nhá. Con này để vừa ví thoải mái, vừa có thể đeo vai, vừa đeo chéo cho mọi người xem kỹ này, màu sang cực kỳ luôn, màu rất là độc với cả sang nhá. Vừa có thể đeo vai, vừa có thể đeo chéo luôn này. Đấy mọi người, sang cực kỳ luôn. Mã hàng là D25 vàng, em có một con duy nhất. Con này em sale nốt cho mọi người là còn 200 nhá. Đấy, hàng mới luôn. Hàng mới cóng luôn nhá, sale còn 200 cho mọi người luôn. Đây bên trong của nó như này nhá. Để ví to thoải mái nhá. Đây này. Để ví to, ví đây của em đựng được mọi loại điện thoại luôn, để vẫn còn thừa rất là nhiều chỗ luôn nha các chị này. Đấy, để rất là nhiều chỗ nhá. Mình chỉ cần để thêm cái ví để im ít phong phấn với cả điện thoại à, mà cả để thêm ít đồ vào xong, có một quyển sổ vẫn còn vừa thoải mái luôn nhá. Mã hàng D25 vàng, giá 200.000, ai lấy báo em nhá, có một chiếc duy nhất thôi ạ. Mã hàng D25 vàng nhá. Anh cầm con này bày ra ngoài chị này. Để xem ai chốt. Tiếp theo em like sang hàng sale cho mọi người luôn nhá. Con này có hai con hay sao ấy? Con này em có 2 con thôi, sale rẻ nốt này. Mã hàng là 6698 nhá. Mã hàng 6698 này. Đây có 2 con. Ok, ok cho Giang Yến đổi con M1 sang con D25 nhá. Con M1 em mới bỏ thì con M1 là cái kiểu con tràn neo ra ấy. Với xem chị nào chốt thì báo chị. 1M. À ừ 1M quên mất. Tiếp theo mã hàng 6698 nhá, em có 2 con. 6698 này thôi bán nốt cho mọi người là còn đây mọi người nhá, 6698 của em chất da thì siêu siêu đẹp, nó là khoảng độ tầm size 20 sao rất là tiện lợi. Này mọi người nhìn này, nó chỉ bị kiểu như là nó bị đè lên nhau ấy, đây có bên này có một ít này, thấy không? Đấy. Nó bị đè lên nhau ấy thì mọi khi mà mọi người dùng một thời gian thì nó sẽ hết. Đấy nhá. Nó bị đè cái túi này nó đè lên nhau, giả sử như cái này, cái phần xước này nó đè lên cái này luôn này thì nó bị xước. Con này thì em sale nốt cho mọi người là 150.000. Mã hàng là 6698, em có 2 chiếc vừa có thể đeo vai vừa đeo chéo. Ai lấy báo em, con này quá rẻ quá đẹp luôn, rất là thích luôn nhá. Mã hàng 6698, bên trong toàn bộ lót đỏ đẹp lắm. Ai lấy báo em nhá, mã hàng 6698 đẹp cực kỳ luôn nhá, 6698 này. Ok cho chị ok chị Ngoan Bùi lấy một cái 1M nhá. Đấy chị Giang Yến vừa bỏ ra cái chị Ngoan Bùi lấy luôn này. Tiếp theo ở trong Nguyên Linh một cái 6698, chị Giang Yến tiếp tục một cái 6698, em hết hàng nhá, 150.000 em hết hàng rồi. Chị Phương Nguyễn ơi tiếc quá, chốt chậm quá rồi, em hết mất hàng rồi. Các chị hai con này cẩn thận như chị này. Cho con này dây ở bên trong nhá, trong Nguyên Linh này. Chốt cả rồi ạ.
Ờ có một màu chốt cả rồi. Có một màu chốt cho chị à? Chị gì nhỉ? Chị Quan Bùi lấy có một màu của chị Giang Yến luôn rồi, hết rồi. Để bỏ vào đúng không ạ? Bỏ vào, cất cẩn thận, cất cẩn thận nhá. Cần bỏ túi vải. Có túi vải, có chị túi vải rồi đi. Tiếp theo này. Con này chẳng hiểu sao sáng nay, con này chẳng hiểu sao sáng nay sale sale 220 rẻ thế mà không ai chốt cho em con này, đẹp ơi là đẹp luôn này. Hả mọi người ơi, sáng nay mua hai cái có mấy ship không? Thì chắc biết Linh ơi, để con này 150.000 là bán lỗ luôn thì chắc biết Linh ạ. À. Có chị Giang Yến một cái, chị chắc biết Linh một cái ra nhá. Có nghe rõ. Chắc biết Linh ơi, cái con này của Hiền là bán lỗ, đó mà là em không miễn phí gửi cho chị chắc biết Linh, thông cảm cho em nhá. Đấy. Cũng muốn miễn phí gửi cho mọi người nhưng mà tại vì mấy con này bán lỗ quá rồi, em không, nói chung là không đủ tiền bù luôn ấy. Bán cũng xót ruột lắm nhưng mà nó còn lẻ lẻ đó, nên là thôi em bán nốt cho mọi người chứ cũng không muốn để nó ở cửa hàng là bán nhiều, bán lâu làm gì. Con này của em có, em không nhớ con này của em có 2 hay 3, 1 hay 2 chiếc em không nhớ lắm. Con này của em mã hàng BNB nhá. BNB em bán nốt cho mọi người 150.000 luôn nhá. Ok, ok Giang Yến nhá, ok Giang Yến nhá. Mã hàng là BNB, hình như em không nhớ có 1 hay 2 cái nhá. Lấy để cho em mã hàng BNB 150.000 nốt nhá. 150.000 nốt ấy. Bán không muốn, bán không muốn để lâu à. Em không muốn là hàng hóa nhập về mà để quá lâu. Đấy, cho nên là em cứ sale rẻ hết luôn, kể cả những các cái hàng mới hay là cái hàng bán chạy mà còn 1 2 chiếc em cũng sale rẻ nốt luôn. Mã hàng BNB em không nhớ là còn 1 2 chiếc, ai lấy báo em nhá. Chất da con này siêu siêu đẹp luôn, siêu siêu bền. BNB 150.000, ai lấy báo Hiền Thu nốt nhá. Ấy chất da mềm lắm luôn. Con này không bao giờ bong chóc nổ da nhá. Không bao giờ bong chóc nổ da này, có kéo khóa, có rất là nhiều ngăn kéo khóa cho các chị luôn này. Bền lắm, mềm lắm, dễ quăng quật đấy. Mã hàng BNB ai lấy báo em 150.000. Rẻ như cho luôn ấy. Rẻ quá, rẻ như cho luôn. Tiếp theo nhá. Tiếp theo em có một cái con ba lô này, sale còn 200 này. Con ba lô này trước bảo cửa hàng bán không được miễn phí ship đâu hai cái bà ơi. Hai bà trong Nguyên Linh với bà Giang Yến ơi. Ok chị Bùi Nhung một cái BNB nhá. Hai bà ơi mua cái hai cái hàng đấy rẻ quá rồi, không được miễn phí ship nhá. Ấy nha. Chị cho mình đi đầu tiên lấy con gì nhỉ? Không nhớ lắm, nếu mà kiểu hàng rẻ quá thì em không thể bán miễn phí ship ở đâu. Thông cảm cho em đi. Em bán hàng rẻ quá nhỉ, em còn đang lỗ hết cả ruột ra đây này. Đây nhá. Mã hàng BTX9 em có một cái duy nhất luôn, BTX9 luôn nhá. Thề luôn, bán rẻ lỗ ruột lắm luôn ấy, nhưng mà thôi, để hàng em cũng không muốn, em không muốn để hàng lâu, tính em nó thế chứ không phải là không bán được. Để cửa hàng nếu mà sale rẻ là vẫn sale được luôn ấy. Đây mọi người nhá. Mã hàng BTX9 em có một chiếc duy nhất luôn. Cái này là mã ba lô to đẹp cực kỳ luôn nhá. Cái này chưa làm phồng lên thôi đấy. Em nhắc cho mọi người xem mặt sau là đằng sau có một ngăn kéo khóa như này luôn nhá. Cho em đeo lên dáng vừa có thể cầm tay. Có. Đây. Đeo này xinh cực kỳ. Cái này chất da rất là bền luôn nhá. Thôi bán nốt còn 200.000 nhá. Ai lấy báo em luôn này. Cho mọi người xem bên trong nhá. Cái này cũng có một ngăn kéo khóa này. Tất cả đều là ngăn khóa hết nhá. Đấy. Bên này cũng có hai ngăn kéo hết luôn cho mọi người luôn. Đấy. Các bạn bên trong có một ngăn lớn, một ngăn kéo khóa và một ngăn xiếc nhầy luôn nhá. 200.000, mã hàng là PTX9. Chị còn loại nào dáng giống PNP? Có chị chip còi nhưng mà ở bên văn phòng có, để mấy hôm nữa em ngày mai em lo like chị chip còi nhá. Cái gì cũng màu xanh dương, chị Trâm Huy Linh hợp mệnh giống em. Ok chị, em cho chị Đạt Vi Phát một cái PTX9 nhá. Lâu lắm rồi hình như mới nghe cái tên chị Đạt Vi Phát hay sao ấy. Ngày trước thấy hay mua hàng, lâu lắm nó không mua nhá. Em phải dùng bền lắm nhá. Em có một chiếc nhất. Cho chị Đạt Vi Phát em hết hàng nhá. Em cắt chị con này cái. Đợi em một tí nhá. Các bạn có mấy màu em hỏi hôm nay con này có 3 màu ạ. Màu rêu nữa. Đây đúng không? Ở dưới đây cũng có đủ 3 màu. Con màu trắng đâu? Có màu trắng ở đấy luôn. Chẳng có tay đây. Không, nhưng mà hôm trước chị bảo là có con nào sẵn ở đây không? À không, hôm trước màu trắng em mua một con rồi. Đấy, em mua hả? Vâng. Ờ được. Con trắng đây rồi thôi này. Nhân viên mua luôn. Đấy mọi người nhá, nhân viên của em vừa bảo là nhân viên của em trước mua con màu trắng này rồi. Thì các chị cũng biết là nó phải đẹp với bền nhá, nhân viên phải mua nhá. Đấy, nói luôn. Con này sáng nay thật ra là bỏ ra bán rẻ các chị quá. Bởi vì
Bởi vì cái con này của em ý, sáng nay em thấy nhiều chị chốt đơn quá, xong rồi không được đơn ý, ra mà là cũng thấy thương các chị. Bởi vì cứ ngồi có nhiều chị là xử như hôm nay chị Mai Ca thì chị chốt nhiều quá, thấy lấy hết cả cái đơn của mọi người. Bình thường thi thái là khách hàng VIP của bên em mà cũng không được chốt luôn, thì đâm ra là hôm nay em cái con này của em vừa về là em bỏ ra em chốt cho các chị luôn. Còn đấy nhá, mã hàng là cái gì nhỉ? Không, con này đùa không bỏ ra nữa. Mã hàng là 1562 nhá, mã hàng 1562. Con này của em để được cả, con này nó khoảng độ tầm size bao nhiêu nhỉ, để em đo size nhá. Ở dưới đáy của nó khoảng độ tầm size 22, còn ở trên này nó khoảng độ tầm 24-25 nhá. Em có màu đen, màu rêu với cả màu trắng, mọi người vừa có thể đeo vai, vừa có thể đeo chéo nhá. À, vừa có thể cầm tay, vừa đeo chéo. Hoặc các chị có thể đeo vai theo kiểu lệch một bên này khi mà cho dây dài lên, rất là đẹp. Con này của em hôm nay vừa về hàng nhá, giá là 150.000 nhá. Ai lấy thì báo em, mã hàng là 1562, rất đẹp. Và đặc biệt ở trong toàn bộ lót nhung nhá, ở bên trong lót nhung mà cái chất da của nó các chị ạ, không bao giờ bong tróc nổ ra, dùng quăng quật thoải mái luôn nhá. Vừa cầm tay vừa có thể đeo chéo, mọi người nhìn lớp lót nhung của nó chất da rất là mềm này, để bẻ quạt được luôn nhá. Mã hàng 1562 bán cho mọi người có 150.000 thôi. Vừa cầm tay vừa đeo chéo, dùng bền lắm. Con này dùng bền cực kỳ luôn. Ai lấy báo em nhá, em có 1562 màu đen này, màu rêu này, mấy cả màu trắng này luôn nhá. Đấy các bạn nhân viên của em lấy màu trắng dùng ở cửa hàng đó, em thì bán hàng các em này luôn dùng nhá. 1562 ai lấy báo em luôn nhá. 1562 có màu đen, màu trắng với cả màu rêu. Các chị màu trắng cẩn thận nha. Tiếp theo xem là có cái mã nào. 1562 này, cái con này sale nốt đi này. Để một tí em lấy một con này xem cái đang cầm 300 bao nhiêu. Chị ơi, cái con đang cầm này nếu mà chiều cao của nó là, con chiều cao của nó là size 24 à 25, 24 25, còn cái này của nó là tầm size 22 chị nhá. 1562. Ok Quỳnh Đan. Ai lấy báo em 1562 nhá, rất là rẻ, rất là đẹp. Hôm nay thì em xem nào. Bây giờ em không nhớ là còn con nào giá rẻ được không, nhưng mà bây giờ em sẽ sale cho mọi người mấy cái con hàng cao cấp giá khoảng tầm 290 đến 320 nhá. Hàng này của em là toàn bộ là hàng cao cấp hết nhá. Em sẽ lấy ở trên này luôn. À đây có cái con này đẹp lắm này. Sale đốt cho các chị mấy con này luôn. Mã hàng này là mã hàng 8802, em có 3 màu. Con này rất là đẹp, con này vừa có thể đeo vai vừa đeo chéo cơ. Này, em ơi bỏ cho chị cái dây của con này ra cái. Em đeo lên cho các chị xem con này đẹp lắm. Đấy, các chị dùng. Con này của em cũng bảo hành luôn là không bao giờ bong tróc nổ ra nhá. Da của nó rất là bền, bên trong xem nào, bên trong của nó hình như cũng lót nhung hay sao ấy. Bên trong lót vải đẹp cực kỳ luôn. Các chị nhìn này. Bên trong lót vải nó là hàng vải có cao cấp này, nhìn này, đẹp không ạ? Đấy. Đây là hàng vải cao cấp luôn nhá, chất rất là đẹp luôn này. Bây giờ chọn em có 3 màu luôn này. 8802 em có màu, đây là màu đỏ đô này. Chất da không bao giờ bong tróc nổ ra, có màu đen và có màu bò nữa, để em đeo chéo cho các chị xem, có mắc qua thôi, mắc qua chị cái. 8802 nhá, ai lấy thì báo em. Giá là 230.000 nhá. Giá là 230.000, con này em miễn phí ship cho mọi người nhá. 230.000 và miễn phí ship. Rồi cho chị đeo chéo, chị đeo vai cũng được. Đây nha, em sẽ đeo chéo cho các chị xem nhá. 230.000 và miễn phí ship, bền cực kỳ luôn, rất là đẹp luôn. Con này mọi người để vào cả ví được nhá. Đấy. Để cả ví ngắn được, con này ngắn quá. 8802 ai lấy báo em, có một đen, một bò và một đen, một bò với cả một đen, một bò với cả một đỏ đô nhá. Mã hàng 8802 này. Đẹp lắm. Cái này đẹp lắm luôn nhá. Mã hàng 8802 có một đen, một bò, một đỏ đô. Đấy nhá, mọi người chất da rất là mềm luôn này. Đấy. Chất da rất là mềm, rất là bền nhá. Ai lấy mã hàng 8802 thì báo em. Nhá, 8802 230.000 và miễn phí ship nhá. Chị nào lấy báo Hiền. 1562 màu rêu à. Ok cho chị Ngọc Hải một cái 1562 màu rêu. Không có có túi cầm tay à, kiểu là gì ấy chị. Như hết rồi hay sao em nhỉ? Có màu rêu không? Chưa hết rồi. Có chị ơi, em có một mẫu thôi, vì hôm trước là hết rồi. Ok cho chị Ngọc Hải một cái 1562 màu rêu nhá. Chị Ngọc Hải có số điện thoại chưa? Cho em số điện thoại nhá. À, chị Thắng Huỳnh ơi, mấy hôm nữa mới có về, có ISL size 32 về nhá. Mấy hôm nữa mới có về cơ. Điều tiếp đúng. Theo nhá. Không, cái này ở cửa kho có rất là nhiều. Đây, ví cầm tay của em thì rất là đẹp, nhưng con này của em sale rồi là còn 300 nhá. Sale rồi là còn 300, hiện tại là em còn một đỏ đô với cả một rêu nhá cho mọi người xem này.
con này có cả quay cầm nhá, con này thì em có lấy cho cả người nhà em dùng luôn, sale rồi là 300 nhá, sale rồi là 300. Con này để được rất là nhiều điện thoại, có cả đeo chéo ấy, cho mọi người xem bên trong này. Có cái đeo chéo ấy nhá. Đấy. Rất là đẹp luôn. Con này đẹp cực kỳ luôn, đây là khóa của nó mở nhá. Đấy. Con này sale rồi là còn 300 này, có rất là nhiều ngăn để thẻ này, đấy. Top lót đẹp cực kỳ luôn nhá. Đấy. Rất là đẹp. Có cả dây đeo chéo đây ạ. Đây mọi người nhá, dây đeo chéo của nó đây nhá. Đấy, cho mọi người xem này, có rất là nhiều ngăn để thẻ luôn này. Con này nó có để khoảng độ tầm 4-5 cái điện thoại cùng với cả đồ nghề của chị em mình thoải mái luôn nhá, vừa làm cờ lắt vừa làm túi vừa làm ví. Đẹp lắm. Hiện tại là em còn một đỏ với cả một gel nhá. Mã hàng của nó là 5964 nhá. Mã hàng là 5964. Có một màu đỏ, một màu đỏ, một đỏ rượu, đỏ đô đẹp lắm, rất là sang luôn. 564. Anh nhá. Em có một đỏ đô với cả một gel, ai lấy báo em nhá, vừa làm club vừa làm túi luôn. Hiện tại là ví, túi ví của em thì mấy hôm nay là nó hơi hiếm hàng. Hơi hiếm hàng, mấy hôm nữa hàng về thì em sẽ like cho mọi người. Cho em đổi túi, em chốt lúc trước, em lấy mẫu 88. 8802 là mẫu nào nhỉ? À 8802 mẫu này á. Chị đổi ví lúc trước là túi mẫu nào nhỉ? Chị Vui Đào ơi, thì mẫu lần há kiểm tra chị xem mã hàng 88 á. 8802 đây. Chị Vui Đào lấy mẫu nào ấy nhỉ? Báo lại cho em với chị Vui Đào. Đây con này của em cũng sale này. Con này cũng sale là còn, đây là 8808 nhá. 8808 này chất cũng rất là đẹp luôn. Có một, hiện tại là còn một bò một đỏ. Cũng sale là còn 230 và miễn phí gửi nhá. Rất là đẹp. Vừa có thể cầm tay vừa đeo chéo, thật ra thì rất là mềm luôn. Em thường thường em chọn hàng da mềm nhá. Mã hàng của em là mã hàng 8803. Đấy nhá. Mã hàng 8803 em sẽ like cho mọi người qua mẫu. Chị nào muốn thích mẫu nào thì báo em nhá. Không thì em sẽ like qua mẫu cho mọi người. Mã hàng 8803 này. Tiếp theo con này của em là, đây là bao nhiêu á? Con này mã hàng là 8806, cũng 230 và miễn phí gửi. Con nào cũng có, vừa có thể cầm tay vừa đeo chéo nhá. Vừa cầm tay vừa đeo chéo, có qua cầm tay được hết. Và chất da của nó đều rất là mềm. Con này của em là mã hàng 8806, kiểu rất là trẻ trung luôn. Cũng 230.000 và miễn phí gửi nhá. Mọi người có muốn xem hàng cao cấp không? Đây cho mọi người xem qua mấy con hàng GC cao cấp này nhá. Hàng GC cao cấp này của em ý, thì đa phần là sale giá chung của nó. Em cho giá chung luôn là sale từ 1.3 triệu còn 850 nhá. Form rất là chuẩn, chất da thì không bao giờ phải bàn. Lớp lót bên trong toàn bộ là lót lụa nhá. Chị nào muốn ưng con nào thì báo Hiền Thu em cho mọi người xem nhá. Lúc trước là 8805. Ok chị Vui Đào nhá. Đổi chị Vui Đào từ 8805 sang 8802 nhá. Có chị Lê Trà ơi, em sale cả shop luôn chị Lê Trà. Túi công sở chị Lê Trà muốn xem cái mẫu như thế nào, muốn đựng được A4 hay đựng được cả laptop nữa không, hay nhà thì báo em cho mọi người xem nhá. Like xong một cái bài mẫu túi LV với cả GC này, em cho mọi người xem cái mẫu túi á. Mấy mẫu túi to của em nhá. Anh nhá, mấy con GC này, ai ưng mẫu nào thì báo em nhá. Con này của em là GC62 gel nhá. Đa phần cái gam chủ đạo của vẫn là màu gel hết, nó chỉ màu của vải của GC hết. Nó chỉ khác nhau mỗi cái phần này thôi. Đấy nhá, con này đeo lên rất là xinh. Bên trong toàn bộ lót lụa nhá. Đây là GC62 gel. Em cứ qua mẫu, chị nào ưng mẫu nào thì báo em. Con này sale từ 1.3 triệu còn 850 vào miễn phí gửi nhá. Tiếp theo ạ, mã hàng GC62 màu hồng. Đấy, nó chỉ khác nhau mỗi cái phần viền với cả cái quai cầm, nó còn nó không khác nhau gì cả. Nói chung là màu nào cũng rất là đẹp luôn nhá. Bên trong toàn bộ là lót lụa rất là dày dặn. GC62 hồng 850 và miễn phí gửi nhá. Tiếp theo ạ. Này. Không có mã giá gì ạ? Mẹ không có luôn. Không, không phải đâu. Con này là con LV, em không nhớ mã bao nhiêu, em tìm mã hay là bảo mọi người xem mã đi. Không phải giống đâu, em thấy giống thôi chứ nó không giống một tí nào đâu. Mã khác hẳn đâu. Con này của em cũng sale là 850 nhá, mã hàng LV nhá, em không nhớ là mã bao nhiêu, khai em ý đang tìm mã cho em. Mã hàng LV túi công sở được A4 thôi. Đấy chị nào đây này. Đấy nhá,
Mà hàng này của em là 850 nhá. Mua không sợ được nó A4 à. Đây chị ơi, mẫu công sở được A4, bên em có T333 này, T29 này, rất là nhiều luôn. Túi được mẫu công sở bên em rất là nhiều nhá. Bán hàng T333 thì em có 4 mẫu cho mọi người luôn này. Đây nhá, mà hàng T333 thì em có 4 mẫu cho mọi người luôn này. Cái túi này của em đựng được A4, đựng được laptop size vừa, size nhỏ nhá. Chống nước, chống xước, chống bụi, được hoạt động tầm 5 đến 7 bộ quần áo mùa hè, tối đa nhất là 10 bộ. Thì cái này của em là chất da mềm nên mà nó có thể căng phồng ra được. Đấy nhá. Em cho mọi người xem về túi trước đã nhá. Đây là màu bò này. Có quay được, vừa có cả đeo vai, vừa có cả đeo chéo luôn nhá. Chất da rất là đẹp luôn. Con này đeo vai rất là thoải mái, cử động thoải mái luôn. Cái form của nó là cái form nói chung là tiện ích để có thể đựng được rất là nhiều đồ. Nhưng các chị nhìn này, form nó nhìn rất là nhỏ nhắn xinh xắn thôi nhưng mà được thiết kế rất là ok, mà đựng được rất là nhiều đồ. Có cả đeo vai, có cả đeo chéo, chất da rất là mềm nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy nhá, ở đằng sau có một ngăn kéo khóa như này, có khóa tổng để bảo vệ đồ cho mọi người luôn nhá. LV6073 là cái gì ấy? Hà ơi, 6073 là cái gì ấy? À con đấy là LV6073. Kìa em ơi, con này con LV6073 kìa. Đấy, LV6073 này. Đấy mọi người nhá, bên trong cho mọi người xem này. Cái này của em đây, cái dây đeo chéo của nó đây này. Đấy, dây đeo chéo, cái dòng này của em thường là cái dòng thể hiện hơn sự sang trọng. Đấy, sang trọng lắm, là cái dây đeo chéo của nó sẽ cùng viền với cái màu da cả bên ngoài luôn. Ở bên trong đây nhá, ở bên trong nó sẽ có một ngăn lớn này. Đây mọi người nhá, lót của nó toàn bộ là lót vải bông, chất da lót rất là mềm luôn này. Bên trong có một ngăn lớn như thế này, được A4 laptop size vừa size nhỏ luôn. Bên này có hai ngăn xếp viền cùng màu da với cả cái màu túi bên ngoài luôn này. Đấy, bên này là một cái ngăn kéo khóa này cho mọi người. Ngăn kéo khóa rất là rộng luôn. Cái này của em là đang giá sale rồi, 1.250.000 sale là còn 499 và miễn phí gửi nhá. 499 và miễn phí gửi. Mã hàng của nó là mã hàng T333, được chưa ạ? Một chữ T với cả 3 số 3. Cái này mà chị nào mà thích sự năng động trẻ trung, lấy cho em màu bò này, nhẹ nhàng nhã nhặn, lấy cho em màu kem nhá. Đây là màu kem, chị nào nhã nhặn. Và đặc biệt là mấy cái màu này của em đều rất là dễ kết hợp đồ luôn nhá. Rất là dễ kết hợp đồ màu này, thấy chưa? Tiếp theo là màu đen này. Màu đen thì quá dễ kết hợp đồ đúng không ạ? Ai mà chẳng có một cái túi màu đen đúng không? Da của em là da cá sấu nhá, dùng rất là thích, dùng rất là bền luôn. Không bao giờ mong tóc nổ da đâu. Tiếp theo nữa là màu đỏ đô nhá. Chị nào thích sự sang trọng thì lấy cho em màu đỏ đô. Và đặc biệt là cái màu trong line của em, màu ở ngoài của em đẹp hơn ở trong line rất là nhiều nhá. Ai lấy cái mã hàng này thì báo em nhá. Nó là mã hàng T33. Các chị cái này đi cái. Mã hàng T33 nó giá của nó là 499 và miễn phí gửi luôn nhá. Cho em màu bò chị nhé. Ok chị, ok Vui Đào lấy con mã hàng 8802 màu bò nhá. Đây đúng không? Mã hàng 8802 màu bò đây. Đây Vui Đào nhá. Chất rất là đẹp luôn. Bền, dùng bền thì ủng hộ cho Hiền Thu nhá. Tiếp theo này, mọi người có muốn xem cái hàng gì nó không thì để em cho mọi người xem. Đợi chút nhá. Con nào? Em hỏi kho chị gái. Đấy. Chị nào muốn xem cái gì thì báo em. Em cầm em cho mọi người xem nha. Mọi người muốn xem các cái con hàng tầm giá bao nhiêu tiền thì để em cho mọi người xem nhỉ? Mọi người phải báo cho em nhá. Ai muốn cái tìm túi giá tầm bao nhiêu tiền thì báo em. Đây. Con hiện tại là Chanel, hiện tại là gần hết rồi này. Còn da cá sấu này. Còn da cá sấu đẹp cực kỳ luôn. Nó là hàng của em là hàng super full hộp thẻ pin nhá. Super full hộp thẻ pin hết cho mọi người luôn. Thấy được chưa ạ? Rất là đẹp luôn nhá. Cái con này của em là dòng size 26 8805. Ok thì Nhật Vi Lê nhá. Đây này, rất là đẹp luôn này. Đây nhá, cá sấu này. Ở chỗ bên trong nó là da kỳ nhông này. Bên trong là da kỳ nhông này. Con này là kỳ nhông này. Kỳ nhông hiện tại con đang còn nhiều. Đây là classic dáng cơ bản luôn này. Mọi người nhìn cái quả tráng của em mềm cực kỳ luôn, rất là mẩy luôn, sờ sướng lắm. Cái dòng đặc biệt là cái dòng này của em rất là dễ dùng. Đeo vai đeo chéo được hết. Cả đặc biệt nó không bị hết mốt. Lứa tuổi nào cũng dùng được. Con mã hàng 8805 mà. Đây nhá, mã hàng 8805. Con này là 880 mấy. Đây là 8808 này. Đây là 8806 hay 8805 là con nào ấy nhỉ?
Đây à? Em còn 8805 thì Hiền Thu còn một chiếc màu màu đỏ đô duy nhất thôi là em hết hàng rồi. Đấy vừa các chị chốt nhiều quá em hết hàng, có hàng 8805 này rồi. Con này là bao nhiêu? Con này là 220 và bên Thí gửi đúng không? Đấy con này 220 nhá, chất da rất là mềm. Vâng, chị nhìn sau các chị nhìn kỹ chất da của nó, đẹp cực kỳ, mềm cực kỳ luôn. Một chút nhất chị Nhật vi lê mà đấy báo em nhá. Đấy, chất da rất là mềm, có cả dây đeo chéo, các chị nhìn lớp lót bên trong này. Các chị nhìn lớp lót này rất là đẹp luôn này, mịn cực kỳ luôn nhá. 8805 còn một chiếc màu đỏ đô duy nhất, chị lấy chị ai lấy báo em nhá. Đây là 8805 này. Xinh lắm, mềm lắm, bán rẻ quá luôn. Đây là 880 mấy đây? Đây là 8806 này, 8806 đây mọi người nhá. Đây là 880. Đây là 8808 này, còn đen với cả bò này. Bằng 230, có chị nhìn em một cái túi đẹp như thế này mà em bán có 230 là còn miễn phí gửi luôn. Quá là rẻ, quá là đẹp luôn nhá. Đấy. Cho mọi người xem mấy cái mẫu túi nhá. Ai ưng cái mẫu nào thì báo em. Con này của em 1A27 350 này và miễn phí gửi. Các chị nhìn form của nó rất là chuẩn luôn này. Con bên trong là TL17 bò cũng 350 và miễn phí gửi. Con ở trên là toàn, nói chung là đa phần là toàn hàng cao cấp hết luôn. Ok, còn 8805 đen nhá. Các bạn ở văn phòng vừa báo em là cái hàng 8805 đen vẫn là còn màu đen nhá. Đấy, ai lấy đi báo em nhá. Hiện tại là em đang còn màu đen với cả màu đỏ đô nhá. Ai lấy báo em. Con này đang sale còn 300 và miễn phí gửi này. Đấy, chất da rất là mềm, em vừa quay cho các chị xem này nhá. Con này mã hàng bao nhiêu? TL7 này. Con này của em đẹp cực kỳ luôn, chất da của nó như thật luôn nhá. Chất da rất là mềm luôn. Nhìn chất da của nó mềm cực kỳ luôn, rất là đẹp. Con này có cả đeo chéo luôn. Con này sale rồi là bao nhiêu này? TTX12, con này sale rồi là 300 nhá. Con này hàng cao cấp đấy, chả hiểu sao vì sale giá 300. Con ở bên trong sale rồi là 250. Con ở bên trong nó ngày trước có bán 450, bây giờ sale còn có 250 luôn. Chị nhìn rõ không ạ? Rất là hàng đẹp thôi. Đây mã hàng TL18 ong này. Mã hàng TL18 ong đây này. Em có màu đen với cả màu đỏ nhá, cho mọi người xem kỹ này. Chất da này đẹp không ạ? Chất da rất là đẹp luôn. Con này là 350 và miễn phí gửi. Đấy á, phong nó còn tầm size 18 thôi. Size 18 thôi. Các chị nhìn đồng của em để rất là sáng bóng luôn này. Em có màu đỏ với cả có cả màu đen ở bên trong này luôn nhá. Ai lấy báo em TL18. Tiếp theo, mã hàng M12 là hết màu đen rồi à? Hết màu đen thì bao giờ sao không bảo ở bên kia gửi lên. Tiếp theo nhá, mã hàng M12 này, chất da chống nước, chống xước, chống bụi. Các chị nhìn cái nhìn mọi người nhìn cái vân da của nó đẹp không? Đấy, tất cả cái hàng này của em đều bán rất là chạy luôn. Mã hàng M12 này vừa có thể có cả cái khay quay cầm như này, có cả đeo chéo luôn nhá. Bên trong toàn bộ lót nhung hết luôn này. Đấy, bên trong toàn bộ lót nhung rất là đẹp. Có 3 ngăn M12 này. Chưa có ví ngắn nhá, thì còn một vài mẫu thôi. M12 này sale còn có 299 và miễn phí gửi nhá. Rẻ quá. Sale quá là rẻ luôn. Tiếp theo này. CK này, một chiếc nhất màu đỏ đô này, CK nhá. Mọi người xem này. CK một chút màu đỏ đô này. Tiếp theo CK ở trong nữa đúng không? Đấy là cái dáng CK mới này. Tiếp theo là T70, các chị nhìn chất da của T70 này. Đấy, khóa mở rất là dễ dàng luôn, cả hai mặt đều có thể dùng được. Mã hàng T70 cũng 350.000 và miễn phí gửi nhá. Chất da rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn nhá. Vừa có thể đeo vai vừa đeo chéo, mã hàng T70. Rất là đẹp, còn mấy cái này chất da đẹp lắm luôn ấy. Con này 350 các chị nhìn này. Đấy, đa phần của em là dáng đứng nhưng mà chất da rất là mềm luôn. Tiếp theo đây cho mọi người xem bên trong còn một chiếc duy nhất này, LV này. Ai muốn xem cái mã hàng nào thì báo em nhé. Con này đẹp như thế này mà cũng chỉ có mã hàng TL11 307 này, xinh lắm. Đấy nhá, rất là đẹp luôn này. T31 của em đây này. Quả mã hàng quá thật thành lâu rồi không like, nhưng mà ở trên cửa hàng bán chạy ra mà cũng không like. Đây Prada này, có một chiếc nhất này. Mấy con này ở dưới này là toàn sale là còn mỗi 180 cả 100 thôi. Đấy, khi nào ở Hà Nội qua trực tiếp cửa hàng mua cho em nhá. Đang sale còn mỗi 180 cả 200 thôi. Mã hàng T33 em sẽ dừng lại ở đây nhá.
dừng lại đây cho mọi người xem một vài cái mẫu túi của em này. Đứng kiểu này vậy nhá mọi người nhá, đứng kiểu này vậy. Em cho mọi người xem qua luôn cái này. Con ba lô này có bị bẩn gì không đây? Con ba lô này 180 này, mã hàng 803 này, đấy, 180.000 nhá. Rất là đẹp, chất da bền lắm. Ở bên trong vẫn có ngăn kéo khóa mọi người nhá, mã hàng 803 luôn này. Em sale rồi có 180.000 thôi. Trước toàn bán 350 đấy, 350 thì rẻ rồi, bây giờ sale có 180.000 luôn nhá. Đấy. Cho mọi người xem cái này, vừa làm ba lô, vừa đeo chéo, vừa có thể cầm tay nhá. Đấy. Thế à? Chưa hết được con nào á? Thôi cứ xem từ từ mình đang ạ. Từ giờ đến ngày 11 tháng 11 còn nhiều hàng sale lắm. Mã hàng 803 nhá, em còn một con màu đệ màu bò duyết thôi là em hết hàng rồi. Mã hàng 803 vừa làm ba lô vừa đeo chéo nhá, chất da thì rất rất là mềm luôn, không bao giờ bong tróc nổ ra nhá. Tiếp theo mã hàng nữa là mã hàng T28 này. Mã hàng này T28 là em sale còn có 299 thôi. Mã hàng T28 em còn một màu đỏ đô với cả một màu rêu. Đây mọi người nhá. Ờ, chị Ngọc Anh Hà muốn xem mã 22 à? Thế hả? Quỳnh Đan đi giúp còn đi làm công đi với chồng à? Ok, chị Ngọc Anh Hà muốn xem mã 22 để em một chút nhá. Để em một chút, mã hàng 22 là mã hàng da thật của em. Cái mã hàng của em là mã hàng T28, em có màu rêu với cả màu đỏ đỏ như này luôn, đỏ là đỏ đô nhá. Em đang sale từ 399 còn 299. Vừa có thể 299 và miễn phí gửi. Vừa có thể cầm tay như này này, vừa có thể cầm tay, vừa có thể đeo vai, vừa có thể đeo chéo. Bên trong cũng toàn bộ là lót đấy. Bên trong này có ngăn kéo khóa như này nhá. Bên trong toàn bộ là lót da, lót nhung hết luôn này. Mã hàng này T28 sale hẳn 100.000, quá rẻ luôn. Từ 399 còn 299 và miễn phí gửi. Em có màu đỏ đô như thế với cả màu rêu như này này. Màu đỏ đô với cả màu rêu như này, rất là đẹp luôn nhá. Đấy, màu rêu cái chất da cũng dùng rất là bền luôn, đeo lên mới giá lên dáng thôi. 40 sắt thì dùng túi nào vừa em? 40cm ạ. Chị ơi dùng T38, chị Vũ Thị Thường ạ. Đợi em một chút nhá. Em sẽ phải trở về ban đầu cho các chị xem cái mã hàng T38 và mã hàng 22 túi thật mà các chị hỏi em nhá. À lấy chị cái mã hàng 22 túi thật cái. Bây giờ em sẽ trở về ban đầu. Ờ thiếu màu bò. Mã hàng 22 của em thì đang hết màu bò, nhưng em cứ cho mọi người xem trước màu ba màu kia. Màu bò thì khả năng là ngày mai hoặc ngày kia em về thêm nhá. Mã hàng 22 của em thì hiện tại đang thiếu mỗi màu bò thôi. Hiện tại là em còn màu rêu này, màu đen này, với cả màu đỏ. Thì em đang cái màu đỏ em đang chị chờ em giới thiệu cho mọi người bên trong trước đã, trong lúc mà đeo cái dây lên màu đỏ cho bạn em nhá. Cái 22 lên form rất là chuẩn này. Mọi người nhìn chất da của nó này, chất da của nó rất là mềm. Thì đây là hàng dày dặn, nó sẽ tự nhả về form ban đầu cho mọi người luôn nhá. Chất da rất là mềm ạ. Nói chung là cái hàng da thật của em ý, em nói chung là em rất là tự tin. Thứ nhất là về giá, nhất là về giá em bán rẻ hơn so với thị trường quá nhiều. Và cái thứ hai về chất lượng này, nhưng mà cái hàng da thật này nó rất là bền luôn, nó rất là mềm và nó rất là dày dặn luôn. Mà nó không giống như các cái hàng da bình thường. Nếu mà cái hàng giả da ấy dùng lâu thì có nhiều hàng nó có thể là nó bị xỉn da, nhưng mà cái hàng da thật này càng dùng thì cái màu nó càng đẹp luôn nhá. Càng dùng càng đẹp luôn. Đấy mọi người này, lên form chuẩn cực kỳ luôn. Các chị không cần phải là so sánh. Giả sử như đặt hai túi ấy giống nhau, một con hàng da thật và một con hàng da bình thường, các chị nhìn cái là các chị phân biệt được luôn. Không cần phải là kiểu phải đốt đâu nhá. Không cần phải là miếng test da thật cho các chị luôn, không cần miếng test da luôn. Đấy, chị cần nhìn cái là lên form với cả cái màu sắc nó khác hẳn nhau luôn nhá. Đấy, có ba màu cho các chị luôn, cho mọi người xem bên trong nhá. Về cái ngăn khóa của nó, ngay cả cái hàng da thật của nó thì ngay cái khóa này của nó cũng rất là đẹp luôn ý. Đẹp cực kỳ luôn mà nó rất là gì nhỉ? Sơn chu chứ không phải rít nhá. Có cắm chị cái dây sạc này. Ở bên trong nó sẽ có hai cái lớp bảo vệ cho mọi người, một cái ngăn mở như này với cả một ngăn kéo khóa như này cho mọi người luôn nhá. Đấy, mở có hai lớp bảo vệ, mọi người yên tâm là mở dùng rất là tốt luôn. Đây ở bên trong đây ạ. Ở bên trong có ba ngăn lớn này, ngăn ở giữa kéo khóa nhá. Bên này là hai ngăn xiếc rất là này. Hai ngăn xiếc này có viền da thật cho mọi người luôn này. Ở bên này một ngăn kéo khóa cũng có viền da thật như này luôn nhá. Đấy có miếng test ra cho các chị này. Nói chung là hàng này đẹp quá. Đấy, mọi người này, đấy rất là đẹp luôn nhá. Đa phần hiện tại là em đang bán hàng da thật ý. Những cái chị nào ấy mà là sử như là đặt hàng xong rồi bom hàng ấy, có nghĩa là các chị chưa nhận hàng ấy,
nghĩa là các chị chưa nhận hàng mà các chị đã hoàn về cái hàng túi thật của em ấy, thì em không nói làm gì. Còn đâu 100 chị nhận hàng, kiểm tra hàng, đồng kiểm thoải mái luôn, đều nhận được hàng con này rất là ưng ý và có cho em xin feedback về rất là nhiều ấy. Hôm trước trong cái live túi thật riêng của em ấy, các chị feedback quá nhiều nhưng mà đấy bận quá. Hỏi bao nhiêu á? Đây 200. Nhưng mà kiểu bận quá ấy, bận em đi giá không chưa chị. Nhưng mà kiểu bận quá không có thời gian mà chụp feedback của các chị luôn, rất là đẹp luôn nhá. Mã hàng của em là mã hàng 222. Nó là hàng túi rất thật. Hiện tại là màu bò, em đang bị cháy hàng, hình như là 1 2 hôm nữa là khả năng sẽ về hàng thì em sẽ gửi cho các chị. Còn chị nào đặt sẵn cả màu đen, màu rêu với cả màu đỏ đô thì nó có sẵn nhá. Với cả cái hàng 222 này của em hay là các cái hàng khác của em về túi rất thật ý, thì nó khi mọi người dùng ấy thì mọi người yên tâm là không bị kiểu như là đỏ chóe đâu. Bởi vì cái hàng túi thật cái màu da của nó rất là chìm nhá, dùng rất là sang. Các chị hỏi em là túi rất thật này có dây xích không? Thì đa phần là các cái hàng túi rất thật này của nó là toàn bộ là dây da hết, không có dây xích đâu. Bởi vì nhắc đến hàng rất thật là nó nhắc đến sự sang trọng. Đấy, thì nó không có dây xích. Dây xích thì nó thiên về cái sự kiểu trẻ trung tin quá thì em không có luôn nhá. Hiện tại là em trong cái album túi thật mà em tìm hiểu thì hiện tại là cũng chưa có cái túi nào mà em thấy là có dây xích cả, thì đa phần là toàn dây da hết luôn. Mã hàng 22, kể cả các chị chuyển khoản trước hay là các chị ship code thì đều được kiểm tra hàng trên cái thanh toán. Chị nào chuyển khoản trước mà xem hàng không đúng như em like, không cảm thấy chất lượng ưng ý đúng như em nói, báo em một câu, em có banking, em chuyển khoản luôn cho các chị luôn trong vòng đúng một vài tích tắc luôn, được chưa ạ? Đấy. Và nếu mà toàn bộ chị luôn. Bởi vì cái hàng này nếu mà chị nào đã nhận hàng này của em ý, thì sẽ chỉ có ưng ý thôi, không ai hoàn lại. Và lần sau chị cũng tiếp tục ủng hộ em là em xác định là mất cái chi phí đấy luôn cho mọi người luôn nhá. Cái hàng này của em nếu mà là ship code thì là 950. Còn nếu mà chị nào chuyển khoản trước thì sẽ có giá ưu đãi hơn là 900.000 nhá. Đến cửa hàng em mua cũng sẽ là 900.000 và em sẽ đều miễn phí gửi cho mọi người hết luôn nhá. Ai chuyển khoản trước thì báo em nhá. Nói chung là nên chuyển khoản trước đi. Bởi vì nếu mà chuyển khoản trước mà không ưng thì em cũng chuyển khoản hết cho mọi người luôn. Đỡ phải mất coi như mình tiết kiệm được 50.000 đấy cho mình ăn qua luôn mọi người luôn. Chị Hương Phan ơi, con này của em nếu mà chuyển khoản trước thì là được giá ưu đãi là 900.000, còn ship code là 950 nhá. Hàng da thật mà có cái giá tầm 900 hoặc dưới 1 triệu này là quá là rẻ luôn rồi. Chứ chẳng ở đâu có hàng da thật dưới 1 triệu hoặc. Chị các chị vào xem các cái hàng shop lớn ấy toàn là tầm 2 triệu luôn nhá. Đấy. Ai lại bảo em 2132 đẹp hơn hay em này đẹp hơn? Chị Hương Hương ơi, em hiền thì thích cái mã hàng này hơn chị Hương Hương ạ. Đấy. Em thích cái mã hàng 22 này hơn là mã hàng 2132. Đấy là sở thích của em. Mấy cả em thấy là cái con này nó lên form chuẩn hơn. Con 22 là lên form chuẩn hơn cái con mã hàng 2132. Bởi vì ngoài cái cảm giác của em thấy là cái thứ hai là khi mà đến cửa hàng ấy, các anh con trai hôm trước 20 tháng 10 các anh ý chỉ tập trung vào mỗi cái mã hàng 22. Chắc là em nghĩ là nó đẹp như thế nào thì các anh con trai mới tập trung vào cái mã hàng này. Người đúng không ạ? Cái con này em để ở ngoài cửa hàng, mã hàng mà cái hôm 20 tháng 10 ấy, các anh con trai để mua hàng cho vợ chỉ mua mỗi cái mẫu này thôi đấy. Em không biết, chắc là em nghĩ là nó đẹp quá nên các anh ấy mới mua như thế. Con trai mà chị họ có cái mắt nhìn đôi khi là nó cũng rất là tinh luôn đấy. Mã hàng này của em, size của này là em là size 25 chị nhá. Size 25 bên em có 4 màu. Hiện tại là màu bò bên em đang bị hết hàng luôn. Màu bò hết hàng thì 2 hôm nữa là về hàng. Còn màu rêu, màu đen với cả màu đỏ. Màu bò hết hàng thì không hẳn có nghĩa là màu bò sẽ bán chạy hơn 3 màu này đâu nhá. Bởi vì như tuần trước của em, hiện tại là tuần trước của em là hết cả 4 màu luôn. Nhưng tuần này thì em hết màu bò, tùy vào sở thích mỗi người thôi. Chị nào thích màu đen thì cứ chọn cho em màu đen, thì màu đen rất là dễ dùng. Chị nào có màu đen nhiều chọn cho em màu rêu. Bởi vì sao? Cái màu rêu này của em ý, cái màu của nó rất là nhạt. Nó không phải là màu rêu chóe đâu. Các chị nhìn xem này. Cái màu của nó không hề chóe, cái màu của nó rất là đầm tính. Chị nào, cả các chị có đeo lên như này thì nó không hề bị lé. Cả các chị mặc một chiếc áo màu, váy màu vàng chóe luôn. Nhưng các chị dùng màu rêu nó vẫn hợp lý luôn. Cái màu đỏ đô của em cũng thế nhá, là nó là màu đỏ đô, không phải đỏ tươi, đeo lên đẹp cực kỳ luôn. Nó là hàng da thật, đâm ra cái màu của nó khác hẳn luôn với cả cái hàng da PU thông thường nhá. Để ý cho em, mà con này dùng bền trọn đời, càng dùng càng đẹp. Tính ra 900.000 có bằng đúng 2 con F1, các chị phải bỏ tiền ra mua thôi. Dùng cho em con này, người ta nhìn các chị đeo, người ta sẽ thấy có cái túi nó khác hẳn luôn. Nó không giống các cái hàng bình thường khác đâu, nhìn nó khác hẳn luôn, phân biệt được luôn nhá. Kể cả những chị nào mà không biết về túi da thật, các chị có thể phân biệt được luôn. Bởi vì nhìn cái chất da của nó khác hẳn luôn nhá. Không, chị Ngọc Anh Hà, có màu rêu không bị già đâu. Đây này, rất là trẻ trung mọi người nhá, rất là trẻ trung. Có mỗi cái mã hàng 22 là một cái mã hàng khá là trẻ trung. Chỉ có cái mã hàng kiểu như là mã hàng nào nhỉ?
thì có cái mã hàng là 288. Đấy, có một cái mã hàng 288 mà em sẽ giới thiệu ngay sau đây, thì có thể là cái màu đen của nó thì nó chỉ phù hợp với những người già thôi. Còn những cái mã hàng này của em thì từ màu đen cho đến màu rêu không có cái màu nào già cả nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Ai đặt hàng cái mã hàng 22 thì báo em. Các chị thử hỏi xem nhá, bây giờ có tính ra có 900 nghìn một chiếc đúng không? 900 nghìn mà mua được có hai con F1. Mà hai con F1 của chị mua với giá 450 nghìn, ngày hỏng ngày không đúng không? Ngày thì hỏng khóa, ngày thì bị bong ra. Nhưng con này của em dùng trọn đời không bao giờ bong ra, không bao giờ hỏng khóa. Các chị nhìn cái khóa của nó các chị cũng hiểu đúng không? Các chị nhé, có cái hàng nào ra PU các chị mua mà cái giá khóa của nó trơn tru như này không ạ? Không bao giờ có đâu nhá. Hãy bỏ tiền ra con này, tính ra mỗi ngày mình chỉ cần nhìn ăn khoảng độ mất khoảng độ tầm 1-2 nghìn thôi, mình tích lại mình mua con này dùng nó sang cực kỳ luôn. Đấy, em mà đi đến nơi sang trọng em phải dùng túi rất thật, kể cả các chị có dùng con Hermes hay con gì đó người ta không biết đâu. Thì có khi là giả sử như là dùng cái Hermes các thứ hay là Dior thì nó vẫn bị gọi là fake luôn, kể cả F1 hay là Super thì nó vẫn gọi là hàng nhái đúng không ạ? Nhưng mà dùng cái hàng rất thật này thì không ai đánh giá mình được cả, không bao giờ ai đánh giá mình được cả, nó rất là sang trọng. Cái cả đặc biệt thứ hai là các chị mua của em hiện tại là các chị đang mua với giá quá rẻ. Còn các chị ra ngoài hàng bình thường cho mà xem, các cái hàng cao cấp mà xem, không bao giờ con hàng túi thật là dưới giá 1 triệu luôn. Đấy, toàn 1,5 triệu, 2 triệu nhá. Đấy, hàng này màu nào cũng rất là trẻ, kể cả màu đen luôn. Cái mã hàng của nó là 22, ship code thì là 950, còn chuyển khoản trước là 900. Ai lấy báo em. Còn bây giờ em sang cho chị một cái mã hàng là 288, thì cái 288 thì cái liên quan đến cái màu đen thì nó lại phải hơi kiểu như là cái mã hàng 288 các cái màu đỏ đô hay là màu bò thì ok, trẻ già dùng được hết, nhưng mà cái màu đen thì phải chỉ dùng cho được già thôi nhá. Lấy chị cái mã hàng 288 cái có 4 màu á, hay ở đây có 3 màu nhỉ? 288 của em ở đây hình như có 23 màu thôi luôn ấy. Mã hàng 222 em vừa like nó là tầm size 24 đeo rất à size 25 đeo rất là vừa người, nó không bị to quá không bị nhỏ quá. Đây cái mã hàng 288 này của em thật ra là có 4 màu, có một màu xanh dương nữa. Nhưng cái màu xanh dương này em không like nhiều bởi vì màu xanh dương này ở trong like nó không còn đẹp so với ở ngoài luôn, nên là em cũng chẳng lấy màu xanh dương em like nữa. Đấy nhá, chị Ngọc Anh Hà một cái 22, chị lấy màu gì Ngọc Anh Hà, màu nào đây, màu rêu hay màu đỏ? Chị Ngọc Anh Hà bao nhiêu tuổi chị Ngọc Anh Hà ơi? Em thích màu đỏ hơn. Đấy. Ok, chị Hương Pha một cái 22 màu đỏ nhá. Chị Ngọc Anh Hà hay lấy màu đỏ đi, nếu mà chị còn trẻ lấy màu đỏ cho em. Tầm xem nào. Tầm từ 35 40 tuổi trở xuống thì vẫn dùng màu đỏ được, nhưng mà tầm 40 trở lên, 30 còn bằng tuổi em mà. Lấy màu đỏ ấy chị ơi, màu đỏ cho đẹp. Mấy cả màu đỏ luôn ấy. Đấy, ok chị Hương Phan nhá. Lấy cho em màu đỏ ấy, chị Ngọc Anh Hà có 30 tuổi còn trẻ mà, bằng tuổi Hiền chứ mấy. Đấy nhá, 30 tuổi lấy màu đỏ đi, lấy màu rêu làm gì. Ê cái mã hàng 288 này thì cái mã hàng 288 này thì kiểu dáng này nó liên quan đến già với trẻ một chút. Còn 22 thì kia là auto trẻ luôn. Đây mọi người nhìn này. Đấy mọi người nhìn kiểu mọi người cũng thấy luôn đúng không ạ? Cái này thì đây. Cái này thì trẻ thì dùng cho em đỏ với cả bò, còn già thì còn kiểu khoảng độ tầm từ 50. Em thật luôn nhá, bây giờ chị nào tầm khoảng độ tầm 50 tuổi luôn ý, 50 hay 55 ý, mà ăn chơi ý, các chị vẫn dùng màu đỏ cả màu bò luôn. Chứ có chị nào kiểu như là như nào nhỉ, cái ăn mặc đơn giản với cả hay kiểu công chức ý, thì các chị còn dùng màu đen thôi. Đấy, mã hàng 288 thì chỉ có những chị nào kiểu công chức với cả kiểu là tầm ăn mặc đơn giản với cả sợ kiểu là bị chói quá hay là kiểu nó nhiều chị trẻ trẻ nhưng mà vẫn kiểu thích ăn mặc kiểu già già hay là dùng mũi già thì vẫn dùng được cho em cái này. Thật ra là không giới hạn tuổi tác đâu, nhưng mà nói chung là theo em thấy thì cái này mã hàng 288 này thì nên là tầm 35 tuổi trở lên hoặc là 40 tuổi trở lên thì dùng màu đen, còn các cái tuổi khác thì cứ dùng lấy cho em màu bò và màu đỏ, đẹp cực kỳ luôn. Màu bò này màu bò rất là dễ dùng, rất là đẹp. Còn chị nào mệnh hỏa hay là các cái màu nào hợp mệnh thì mình lấy màu đỏ rất là sang nhá. Mã hàng của em là 288. Cái mã hàng này mặc dù nó to hơn mã hàng 22 nhưng mà em vẫn bán giá bằng 22 các chị luôn. Đó là 900 và 950. Đấy, chuyển ship code là 900. Chuyển khoản trước 950. À đâu, ship code là 950, chuyển khoản trước là 900. Em
thật luôn các chị nhá, nếu mà đã không mua của em thì thôi, còn nếu mà đã mua thì nên chuyển khoản trước đấy, rẻ hơn được tăng 50.000, kể cả các chị không ưng ý các chị cứ chuyển về cho em thoải mái cơ mà, em chuyển khoản tiền luôn nhá, được chưa ạ? Mã hàng là 288, nó cũng là giá thật 100% nhá. Khi các chị nhận hàng về các chị test da thoải mái cho em nhá, có miếng test da ở mỗi túi luôn. Ok chị Ngọc Anh Hà với cả chị Hương Phan đều lấy mã hàng 22 màu đỏ nhá. Ôi chắc là em xin phép và bây giờ em nghỉ ở đây, xong ngày mai em like cho mọi người luôn nhá. Mọi người có yêu cầu gì nữa không ạ? Nếu mọi người có yêu cầu gì nữa thì em sẽ like theo yêu cầu của mọi người, còn không thì em xin phép em nghỉ ở đây. Hôm nay like nhiều quá bây giờ. Theo anh Hà vì cầm tay đẹp á. Em quay cho mọi người một cái vài mẫu ví cầm tay nhá, bởi vì hiện tại là bên em đang hơi bị thiếu mẫu, giả sử như là ví cầm tay hay là clutch hay là ví ấy. Đấy, hiện tại là em đang bị thiếu cái đấy, bởi vì 20 tháng 10 thì em bán không hết hàng rồi, bây giờ đang đặt hàng về chưa, hàng chưa, nó chưa kịp về. Chị Ngọc Anh Hà cả mọi người, em cho quay cho mọi người cái mã hàng ví cầm tay mọi người xem có ưng không nhá. Hãy bỏ chị mấy kia thì quay cho chị mã hàng ví cầm tay xếp lại chị cái. Anh xếp mấy con này cẩn thận cho chị để chị cho các chị xem. Đấy một tí nhá, em cho mọi người xem bao giờ có hàng. Em nghĩ là nhanh thì khoảng độ tầm 10 ngày nữa mọi người nhá, bởi vì em đang đặt hàng về gấp để chuẩn bị cho cái đợt sale ngày 11 tháng 11 này, là người ta gọi là flash sale, tất cả các cửa hàng đều sale rất là lớn luôn. Thì chị nào ở Hà Nội nhá, em đang tính, em không biết là sale ở Hà Nội trước hay là sale online trước, bởi vì khả năng là em sẽ sale online trước. Sale online thì đang các bạn thì các chị hiểu tại sao, bởi vì là giả sử những khách hàng cũ của em ấy thì không nói làm gì, nhưng mà nếu mà sale online toàn là kiểu như là những mặt hàng, có những mặt hàng em bán giá gốc luôn ấy, và có những cái mặt hàng mà em đang sale các chị, là có những mặt hàng em sale lỗ ấy, thì có nhiều chị kiểu hay bom hàng ấy. Không phải là do làm ăn không ok mà bom hàng đâu, có rất nhiều cái chị khách hàng họ buồn cười lắm, họ cứ hay bom hàng, nên là em bán rẻ em bom hàng, em cũng sợ, em rất là mong muốn mọi người qua cửa hàng em ở 278 Nguyễn Trãi để xem ấy, mua nhiều cực kỳ luôn. Các chị nhìn không, cho các chị xem like của em ngày 20 tháng 10, các chị thấy từ sáng đến tối đông nghịt cả người, không bao giờ có shop có một cái lúc nào vắng kẻ cả. Đấy, giờ em cho mọi người xem ví trước nhá. Có một cái mẫu ví nào mà chị Ngọc Anh Hà ưng thì báo em nhá. Đây. Em cầm đây. Đây ví đây, hôm 20 tháng 10 tôi hôm 20 giờ chờ hàng về mãi không chưa thấy về đâu. Em chỉ có mỗi phần này thôi. Đây, tức là cái vòng ví này thì là dòng ví đẹp hết. Người dòng ví ngắn nhá. Mặc dù nó là ví ngắn nhưng mà nó cũng có dây đeo chéo hết. Đấy, rất là đẹp luôn. Cho mọi người xem trước nhá. Đấy, nó sẽ có hai ngăn mở cho mọi người. Em hãy cầm cho chị cái để chị mở cho các chị xem vào. Đấy, cầm đây cho nó sáng luôn này. Đấy, ok nhá mọi người nhá. Đấy, có hai cái mở mọi người nhá. Cờ bờ cả mặt trước cả mặt sau này. Đấy, có cả mặt trước và sau. Có cả tay cầm, có cả dây đeo chéo nhá. Đấy, mặc dù cái dòng ví ngắn này thôi nhưng mà nó là dòng ví cao cấp này, có cả tay cầm luôn này. Cao lên chị cái thứ nhất. Đấy, ok đấy được rồi. Đây nhá, đấy. Bên này có một ngăn này, có rất là nhiều ngăn để thẻ này, để thẻ với cả để tiền gập này. Còn nếu không thì mọi người cho sang ngăn này, có hẳn mở hẳn cả hai ngăn cho các chị luôn nhá, hai kiểu luôn này. Ê, bên này gập kiểu này luôn, bên này mở kiểu này luôn. Vừa cầm tay vừa đeo chéo luôn. Đây, mọi người nhìn chất da của nó này. Đấy, mọi người nhìn chất da lớp lót của nó này. Đấy, đẹp cực kỳ luôn nhá. Đấy, bên trong ngoài cũng rất là nhiều, để rất là nhiều giấy tờ quan trọng, để ảnh thẻ này, đấy, lớp lót này, các chị nhìn này. Đấy, có khoảng hai ngăn gập luôn nhá. Đấy, hai ngăn gập kiểu như này, các chị muốn mở ngăn nào thì mở, bấm cúc bấm mở cả hai ngăn luôn. Đấy, một cái túi nhỏ nhỏ như này thôi mà vừa có thể là cầm tay, vừa có thể là đeo chéo luôn nhá. Trẻ xinh lắm, trẻ xinh cực. Cái này em có mỗi một chiếc ở cửa hàng thôi, hết hàng rồi. Xinh luôn. Tiếp theo sang một cái mã mới này thì em có 4 màu cho mọi người luôn này. Con này của em cũng rất là đẹp, toàn hàng đẹp thôi. Đây là màu đỏ đô nhá. Ví này xinh quá gái ơi. Chị Hương Hương ơi, xinh nhỉ? Đấy, ví rất là xinh lắm luôn ấy. Toàn ví xinh nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Đây mọi người này, màu đỏ đô nhá. Màu đen này. Đây là chắc là màu ghi đấy, người ta gọi màu ghi này. Màu xanh này đẹp cực kỳ, nào hợp mệnh màu xanh này lấy, xinh quá. Màu xinh. Cho mọi người xem màu xanh nhá, vì màu xanh nói chung là em rất thích màu xanh, màu xanh rất là hợp mệnh em. Đấy mọi người xem này, đấy ở mở cả hai ngăn luôn này. Đây một ngăn này, khi mọi người mở hết ra như này luôn nhá. Đấy, mở ra thì nó sẽ to như này luôn đấy, nó vẫn chỉ nhỏ nhỏ đây mà mở ra to như này luôn. Đấy, để tiền các thứ thoải mái cho các chị nhỉ. Các chị nhìn lớp lót của nó, các chị cũng hiểu là cái hàng của em nó hàng cao cấp như nào luôn rồi nhá. Rất là nhiều ngăn để thẻ các thứ luôn này.
rất là nhiều ngăn để thẻ luôn nhá. Đấy, đây là gấp, và xong ngăn gấp này, xong ngăn gấp lại có một ngăn kéo khóa này nữa cho mọi người luôn này. Xinh cực kỳ luôn, đi ngoài đường không ai nhìn mới là lạ luôn ấy. Đấy, nhìn lớp lót của nó ấy. Đấy, nhá. Con này cũng là, đây em có 4 con. Con này bao nhiêu tiền? Con này sale cũng sale cho mọi người 200 nốt nhá. Đây là toàn hàng đẹp thôi. Tiếp theo nhá. Tiếp theo em sale cho mọi người một cái dòng ví này nữa. Ví của em xinh lắm luôn, đi ngoài đường ai cũng phải nhìn. Đây, một đen một rêu này. Đấy nhá, một đen một rêu xinh cực kỳ luôn. Thấy chưa? Vừa có thể cầm tay, vừa có thể đeo chéo nhá. Đây, các chị nhìn này, dây đeo chéo của nó sẽ được may dấu gọn vào trong bên trong này nhá, chứ không phải bình thường người ta may dây đeo chéo bên này, nhưng mà cái này là dấu gọn bên trong này. Nó vừa là xinh mà nó vừa không bị lộ luôn này. Đấy, màu đen cả màu rêu này. Bên trong cho mọi người xem nhá. Con này con của em có thể vừa cầm tay vừa đeo chéo, thì nhìn khóa đồng của nó rất là sáng bóng luôn này. Đây là hàng hãng nhá. Đây là hàng hãng luôn á. Các mọi người nhìn bên trong này, đẹp cực kỳ luôn. Cho so kỹ đi. Đây, xin kia, chị Hương Hương. Đây mọi người nhá, rất là nhiều ngăn luôn này. Đấy, khi chị nhìn lớp lót của nó đẹp quá. Chẳng lẽ lấy một con về dùng nữa, bao nhiêu túi ví rồi. Đấy, đây dây chéo đây mọi người nhá, nó là dây da này. Đấy mọi người nhìn này, đẹp không? Logo đầy đủ luôn. Đây còn một rêu một đen. Con này chả nhớ bao nhiêu tiền nhá. Con này là 250 nhá. Con này 250 và miễn phí gửi, em có một rêu một đen, ai lấy báo em. Mã hàng của nó là 6041 nhá. 6041. Còn cái mã hàng ví này của em, nó là ví V3 thần thánh quá rồi, chắc không phải giới thiệu nhiều. Mà nó, các màu của nó đều rất là đẹp luôn này. Con này của em, cho mọi người xem màu trước này. Bò, đỏ, đô, đen, xanh dương. Con này quá thần thánh rồi. Mà màu của nó cũng quá là đẹp, các chị nhìn này. Đấy, đẹp cực kỳ luôn này. Cho mọi người xem bên trong, con này của em bán có 199.000 và miễn phí gửi thôi. Nó là cái mã hàng này, các chị nhìn chất da của nó, cái vân da của nó này. Đấy, cái hàng này của em gần như là các chị cứ thường hỏi em có sale không, nhưng mà vấn đề là em bán giá này là giá khuyến mãi quá nhiều rồi, đâm ra là em cũng, nó là hàng kiểu mã hàng tri ân ấy, quá nhiều ngăn để thẻ để tiền này. Đấy, em sale quá nhiều con này, em bán kiểu như là tri ân ấy. Đây là một ngăn kéo bấm nhá, còn ngoài ra có một ngăn kéo khóa nữa bên cạnh này. Đấy, vừa kéo bấm vừa kéo khóa, có cả cái cầm tay này. Một lần đi siêu thị mất ví cả đời luôn, nhớ không bao giờ quên được. Mà lúc nào ví cũng phải có một cái ngăn như thế. V3 nhá, 199 và miễn phí gửi, em có 4 màu: xanh dương này, đen, đỏ, đô, bò, toàn màu đẹp. Xuất ra rất là đẹp, sờ không đẹp, không lấy tiền, 199 và miễn phí gửi, ai lấy báo em luôn nhá. Tiếp theo con này em còn mỗi 2 màu thôi. Sale nó còn 200 chưa ạ? Xinh lắm, màu đen với cả màu đỏ đô này. Đấy, mọi người xem nhá, xinh cực kỳ luôn đấy. Đây là hàng cao cấp, các chị nhìn lớp lót của nó biết. Đấy, toàn hàng cao cấp thôi. Đây này, rất là nhiều ngăn để thẻ này, để khóa, để điện thoại, rất là đẹp luôn nhá. Con này em cũng là còn 200.000. Con này mã hàng là A, mã hàng là 5131 hay sao ấy. A5134 chứ, mã gì mà dài thế à, rồi 5114 nhá. Đấy, con này của em là sale còn 300. Con này sale còn 31, mã hàng 1114 ong này. Xinh cực kỳ luôn, tại các chị cứ thích dòng ví nhỏ nhỏ, nên là em chọn được mấy cái dòng ví nhỏ và xinh quá, vừa còn rẻ nữa luôn ấy. Thế là giá quá là rẻ rồi. Ong nhá, ong này 101 này, 199 luôn, vay miễn phí gửi này, 200 này. Con này có là con này vừa cầm vừa đeo được, con này là 300 nhá. Đấy, em sẽ cho mọi người hết luôn rồi đây nhá. Mỗi hôm nữa thì có rất là nhiều ví về. Ví rẻ có, ví đắt có. Mấy hôm nữa thì thường thường là về ví rẻ nhiều hơn. Còn cờ lắt lần này thì sẽ em đang không biết là có nên cho cái cờ lắt hàng rẻ về không. Bởi vì cờ lắt của em ý, em tự nhiên em nghĩ là hôm qua em nghĩ là cái cờ lắt đi dự tiệc ý, mọi người cũng hiểu đúng không ạ? Đi dự tiệc ý, đi dự tiệc mình đa phần là mình toàn kiểu ăn mặc sang trọng ý, thì em nghĩ là mình nên chọn một cái cờ lắt kiểu trong nó phải lộng lẫy một tí, nó cùng đi dự tiệc. Thế là em chọn cái cờ lắt lần này, nhìn nó rất là sang trọng, nó rất là nhiều đá, nó rất là nhiều vân cá sấu luôn. Thấy nhá, em like cả buổi chiều. Ok, Vũ Thị Dường em quên mất luôn này, túi lượng nó tốt em ơi. Lấy chị cái túi T38 này. Hết cả màu luôn đi. Đây mọi người nhá, em là cho chị Vũ Thị Thường 40cm à. Túi thì đứng tỏ túi to phết. Cái laptop to phết, chắc là chỉ có mỗi cái túi T38 này vừa thôi. Chắc là không có cái dòng nào vừa cái laptop của chị. Bởi vì cái laptop của chị chắc là màn hình to, nó cũng bằng luôn cái laptop của em ấy. Thì phải được cái mã hàng T38 này thì mới vừa luôn. Đấy nhá, cho mọi người xem nốt cái mã hàng T38 này, em xin phép nghỉ nhá.
Khi nào ở Hà Nội cũng qua trực tiếp cửa hàng em mà xem chất lượng sản phẩm nhá. 278 Nguyễn Trãi, nó ở gần Đại học Hà Nội. Nó ở dưới cái ngã tư Khuất Duy Tiến một tí luôn đấy. Đây mọi người nhá. Đây mã hàng này của em là mã hàng T38. Nói chung là dùng con này không có một cái gì đó gọi là gì nào nhỉ? Không có một điểm trừ nào cả. Chỉ có mỗi cái là nó bị to quá. Nhưng mà vấn đề là mình cần đựng nhiều đồ thì mình cũng phải dùng túi to đúng không ạ? Chẳng có khi nào, giả sử như chị bảo với chị dùng một cái túi là một cái laptop 40cm và bây giờ chị cứ mua cái túi nhỏ làm sao mà đựng vừa đúng không? Cái điểm trừ của nó là mỗi là bị to quá thôi, còn nó không có điểm trừ nào hết. Nhưng mà mình cần đựng nhiều đồ thì mình phải có túi to là đúng rồi đúng không ạ? Mã hàng T38 em có 4 màu, đây là màu bò. Tiếp theo nữa là màu đen. Tiếp theo nữa là màu đỏ đô. Em chỉ có, đáng lẽ là em chỉ có 3 màu này thôi, nhưng mà hôm trước là có gửi nhầm cho em một cái màu. Cái này chắc là em nghĩ là nó gọi là màu bã trầu, không biết có đúng hay không mọi người nhá. Em chỉ có một chiếc duy nhất màu này thôi. Thì thấy cho mọi người xem, có một chiếc duy nhất màu này thôi. Bây giờ em sẽ giới thiệu cho mọi người xem ở bên trong của nó nhá. Giới thiệu cho mọi người xem bên trong của cái mã hàng này. Cái chị thường mà cái laptop của chị 40cm chỉ có dùng mỗi con này là vừa, nó không dùng được con nào khác nữa. Về cái chất da của nó, con này của em to, những cái dòng túi to này không bao giờ đeo chéo nên thật chủ yếu đeo vai. Chất da của nó cực kỳ mềm nhá, chất da mềm, chống nước, chống xước, chống bụi. Hà Nội trưa nay đang nắng, tiên bùm một phát mưa. Khi nào mà đi ngoài đường dùng con túi này không phải lo đồ của mình bị ướt luôn. Đấy, cho mọi người xem lớp lót bên trong ngoài đấy. Chất da mọi người nhá, mọi người nhìn chất da của nó cực kỳ mềm luôn này. Đấy, lót bên trong toàn bộ lót nhung nhá. Lót bên trong toàn bộ lót nhung rất là mềm. Có khóa tổng để mọi người không bị rơi đồ. Ở đằng sau của nó vẫn có một ngăn kéo khóa rất là to luôn này. Để đồ phụ bên ngăn sau cũng rất là nhiều thứ luôn. Đấy nhá, có khóa tổng nha nhá. Con này chia ngăn cũng khá là hợp lý các chị ạ. Các chị để đồ. Mà những chị nào mà kiểu được laptop, mua cái laptop con này thì cần mua một cái túi này là đủ, không cần phải mang hai túi. Cái túi này các chị vừa một ngăn các chị này. Đây là có bên trong có 3 ngăn lớn, ngăn ở giữa có kéo khóa, các chị có thể để laptop bên này. Đấy, để sạc điện thoại mấy cả, để sạc laptop, sạc điện thoại mấy cả, để cái cục pin ở bên này. Còn ở bên này này. Ở bên này có một ngăn kéo khóa, mọi người có thể để điện thoại, để tiền các thứ thoải mái, để ví. Rất là rộng luôn, bên này có 2 ngăn xét luôn. Rộng kinh khủng mà chất da các chị này, bỏ hết đồ ra các chị nhìn này. Các chị nhìn không ạ? Rất là mềm mà con này bền lắm. Con này quăng quật thoải mái luôn. Ngay cả các chị mua đi làm các chị có thể để ở laptop điện thoại, mà khi nào mình đi du lịch ấy. Mình đi du lịch hoặc chị nào đi công tác ấy, khi nào hay phải đi công tác đựng giấy tờ với cả đựng đồ ấy, thì con này có thể đựng được tầm 10 đến 15 bộ quần áo mùa hè nhá. Con này đựng được tầm 10 đến 15 bộ quần áo mùa hè cho mọi người luôn. Dùng con này dùng rất là thích luôn, dùng bề cực kỳ bền, không bao giờ hỏng. Đặt hàng lại trên mã hàng là T38, con này sale rồi là 1.250.000, sale rồi là còn 449.000 và miễn phí gửi nhá. 449.000 và miễn phí gửi mã hàng T38. Ở dưới đáy của nó là size 37, ở trên này là size 44 nhá. Thoải mái luôn, đựng laptop và các chị thoải mái luôn. Con này của em là đựng được mọi loại laptop luôn nhá. Mã hàng T38 em có 4 màu đấy. Cái màu thì màu bã trầu em có một chiếc nhất thôi. Màu y hệt như trong hình line luôn nhá. Thậm chí màu ngoài đẹp hơn line nhiều. Một màu này luôn này. Đấy, có màu này thì em có đủ luôn. Đấy nhá. Một đen này. Của em là đây là đỏ đô chuẩn luôn nhá, không phải kiểu đỏ tươi linh tinh nhá, đỏ đô dùng sang lắm luôn. Và tiếp nữa là màu bò nhá. Ai lấy thì báo em. Khi nào mà kiểu nào mà hay kiểu đựng nhiều đồ các thứ thì lấy cho em cái túi đấy. Đựng nó dễ đựng mà cả nó không phải mang nhiều. Ok chị Hương Hương nhá, chị Hương Hương buổi tối mà. Ok chị Hương Hương chị tan sở nhá, em cảm ơn chị Hương Hương. Em chào chị Lê Mai Ca nhá. Sáng nay thấy chị Lê Mai Ca mua rất là nhiều hàng của Hiền Du. Cảm ơn chị Lê Mai Ca rất là nhiều. Đúng rồi, laptop to vừa con đấy chị ơi. Cái cửa hàng em có rất là nhiều túi to, nhưng mà chị được laptop mà kiểu bền ý, mà thì chỉ có mỗi cái con mã hàng T38 thôi, mà giá của nó cũng hợp lý luôn. Em có Hermes chị Anna Võ ạ. Số 9 của shop á. Chị Khánh Ngọc ơi, đấy là like ở bên văn phòng rồi. Còn hôm em Hiền Thu like ở cửa hàng, không nhớ số 9 bao nhiêu. Chị Khánh Ngọc inbox nhá, thì Hiền Thu sẽ quay video cho chị, gửi cho chị video ngắn chị Khánh Ngọc xem nhá. Trưa nay nhận được 2 túi Hermes kể đấy đó. Đây Vũ Thị Thường á, à, hóa ra chị mua rồi. Đấy. Ê, chị Vũ Thị Thường bảo trưa nay nhận được 2 con Hermes và túi kẻ đẹp lắm. Đấy, cái túi kẻ đen trắng đúng không? Cái túi kẻ mà vừa nãy em nói cho mọi người đấy. Hiện tại ở bên cửa hàng em có mỗi màu đỏ thôi, con đấy rất là rẻ và đẹp luôn. Chị thích một cái túi nữa, inbox chị ảnh rồi đấy. Thì còn chị gửi chị nhé. Ok chị Thường nhá, chị check inbox cho em nhá để em kiểm tra xem. Của hai bên của
hai chị em hả? Không, chị Mai Ca ơi, cái này là của Hiền Thu mà. Cái bạn buổi sáng like là nhân viên của em, chị Mai Ca. Đấy nhá, chị Vũ Thị Thường nhá, để em check inbox của chị Vũ Thị Thường luôn. Còn chị Hương Hương đi về nhá. Thì khi nào chị Hương Hương dạy thì em sẽ inbox chị Hương Hương tư vấn túi cho thật nhá. Đấy, chị Mai Ca. Thôi nhá mọi người nhá, em xin phép nghỉ đây. Chị Vũ Thị Thường mà lấy cái mã hàng T38 thì báo em. Chị Vũ Thị Thường mà lấy nhiều hàng của Hiền Thu rồi thì mã hàng T38 thì Hiền Thu sẽ giảm cho chị Vũ Thị Thường một chút nhá. Có túi to mà rẻ á. Chị muốn mua tầm bao nhiêu ở trong cho anh Lưu Farm ơi? Các chị muốn mua túi nào thì em sẽ cố gắng tìm mẫu cho các chị luôn. Tìm mẫu thì mà nó tìm giá luôn. À quên mất. Cho xui thiệt á. Đấy chị Mai Ca nhá, sáng nay chị Mai Ca quá nhanh luôn, chắc là chị học kế toán hay sao ấy. Đấy chị Vũ Thị Thường, nếu mà xem T38 mà ưng. À xui á. Đấy, em like cả chiều giờ buổi sáng lúc mà cái Phương nó nghỉ thì nó cũng bảo chị là 2:30 like mà. Mà em like hôm nay em like hơi sớm để về giờ này không rồi về cùng thằng cu nhỏ chị ạ. Lần sau thì em đang cố gắng sắp xếp để like tối rồi. Thì các chị có thời gian rảnh hơn buổi tối đúng không? Thì bọn em cố gắng like buổi tối nhá. Đấy chị Mai Ca nhá. Đấy chị Châu Anh Lưu Phạm muốn mua giá tầm bao nhiêu tiền với cả túi to như thế nào thì cứ báo em, thì em sẽ cố gắng tìm được cho mọi người, thì sẽ tìm phục vụ các chị hết mình luôn. Không thích thì cho liền, không mình thích thì cho liền. Đúng rồi, em biết tính chị Mai Ca mà. Thế sáng nay các thứ chốt rồi đó, em rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ em luôn nhá. Và bây giờ em xin phép em nghỉ luôn. Chị em check inbox chị Vũ Thị Thường luôn nhá. Rồi em cảm ơn mọi người đã xem luôn nhá. Đây chị Ngàn Khánh Ngọc có video với channel của em. Mọi người ở đây rồi, cho anh sẽ cho mọi người xem cái bàn này. Kinh quá mọi người ạ, em sợ quá luôn. Các bạn đang chuẩn bị chơi đó. Chơi Halloween luôn rồi mọi người. Ôi kinh quá. Mọi người ơi, các bạn chuẩn bị chơi Halloween hay sao? Ghê quá luôn. Quay ra cái sợ hết cả hồn luôn. Đâu ấy nhở. Ây, Hermes của em đây. Hermes của em, hiện tại là Hermes còn gần này. Một 10 ngày nữa hẹn các chị Hermes về nhiều kinh khủng luôn. Con này thì đang sale còn 680, em còn màu vàng, màu cam này. Còn cái con HM12 em còn đỏ với cả đen này. Đấy, còn một con màu là da là điểu này. Mấy hôm nữa Hermes về nhiều cực kỳ, các chị chờ em được thì 10 ngày nữa. Rắn riếc là điểu các thứ về hết, từ 18 đến 20. Chị mua đi tỉnh bán lẻ mà. Thế à, chị thấy chị Mai Ca bảo em. Bởi vì nếu mà hàng sale thì thật ra là hàng sale, như sáng nay chị Mai Ca chốt mấy con ấy, thật ra có nhiều con hiền còn bán lỗ cơ, bởi vì là còn những cái con nào còn lẻ lẻ với cả có nhiều cái hàng bán rất là chạy nhưng mà nó còn kiểu lẻ lẻ một ít ý, thì em cũng bán nốt giá rẻ. Còn nếu mà chị Lê Mai Ca nếu mà nhập để bán tỉnh thì cứ báo em, chị cần hàng rẻ bao nhiêu em có hết chị Mai Ca nhá. Cần hàng rẻ bao nhiêu em cũng có hết. Nếu mà chị muốn ấy thì bảo em, thì em sẽ tìm mẫu các cái hàng rẻ em để giá tốt chị Mai Ca. Đấy nhá. Đây rồi, hiện tại là của em còn gần này luôn chị ạ. Có túi công sở tầm 24 tuổi không chị, cho em xem với. Có chị ơi. Đấy, sáng nay thì chị Mai Ca lấy được nhiều hàng rẻ quá luôn ấy. Đấy, thì sáng nay thì có rẻ quá rồi, nhưng mà là em không thể giảm thêm được nữa. Còn các chị yên tâm là thử như chị với các chị Mai Ca và chị Thi Thái ấy, lấy hàng của bên em nhiều thì yên tâm, các chị không cần phải nói là tặng hay là giảm giá, thì em sẽ tự biết điều sẽ giảm giá cho mọi người yên tâm nhá. Đấy, còn đây là hàng giao thật của em, chị nào ở Hà Nội qua 278 Nguyễn Trãi cho em nhá. Còn em live giờ gần 3 tiếng rồi, hôm nay em xin phép nghỉ nhá. Ngày mai em sẽ live nốt cho mọi người luôn nhá. Em cảm ơn mọi người đã theo live của em từ gần 3 tiếng đồng hồ đến giờ nhá. Bye bye cả nhà.